chương 946, Đại ân Đại Đức. Tiêu tiên sinh, cái này long nước miếng độc, thật có thể giải. Hạ vũ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy chờ mong bên trong cũng mang theo lo sợ thần sắc bất an. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng sâu. Đạo lý này, hạ vũ so với ai khác đều minh bạch. Đối với nhìn về phía trên cũng chỉ có chút cơ kỳ tu vi tiêu phàm dùng tới kính ngữ. Tại Kim Châu Thành, chỉ có những kia y đạo tinh thâm, đức cao vọng trọng đại lang ở bên trong mới có thể được tôn xưng là tiên sinh. Thì ra là tiền bối cao nhân, ý tứ. Tầm thường lang chung, nhưng không chiếm được như vậy tôn trọng. Ví dụ như hồ thành loại trình độ này bình thường là lớn phu, chỉ có luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp mới có thể tôn xưng hắn vì tiên sinh, cùng giai tu sĩ, đó là tuyệt đối không thể có thể như vậy tôn xưng hắn đích. Tiêu phàm mỉm cười, an ủi, có thể giải, yên tâm đi. Hắn tuy nhiên cùng cái này hạ vũ không thân chẳng quen, nhưng người này đối với thê tử tình thâm ý trọng, tiêu phàm đối với hắn liền rất có hảo cảm, cao liếc mắt nhìn, cũng không ở trước mặt hắn đắn đo làm vợ cả. Cũng không biết tại sao, tiêu phàm như vậy mỉm cười, mây trôi nước chảy một câu, mấy chữ, lập tức tự lại để cho hạ vũ rất là an tâm, chút bất chi bất giác đối với tiêu phàm thật sâu tín nhiệm. Hồ bân như trước trầm mặt, nhưng trong ánh mắt, cũng có chút lo được lo mất, cứ việc là không tin thành phần chiếm đa số thực sự xen lẫn vài phần hiếu kỳ cùng vài phần hy vọng y học chi đạo bác đại tinh thâm hoặc hứa tiêu phàm thực sự không giống người thường giải độc phương pháp đâu này trường an đường đệ tử động tác mau lẹ rất nhanh liền luộc tốt rồi dược điên nhi điên nhi mà bưng tới đối với hồ bân không người nói ra sư phụ dược luộc tốt rồi audio điện tử võ tấn bền hồ bân nhìn về phía tiêu phàm tiêu phàm khoát tay chặn lại ý bảo hạ vũ nhận lấy nói ra hạ đạo hiếu cho tôn phu nhân uống thuốc a là hạ vũ dưới mắt đối với tiêu phàm là nói gì nghe nấy vội vàng tiếp nhận dược chén nhỏ đi vào thê tử bên người rồi lại do dự bắt đầu đứng dậy nhìn xem thê tử cái kia trắng bệch tiêu tụy mặt trong lòng có chút lo sợ bất an không biết chén canh này dược uy xuống dưới thê tử rốt cuộc sẽ như thế nào sống hay chết tựu cái này là một cú liễu tương đương bất quá hạ vũ do dự cũng không tiếp tục bao lâu rốt cục cắn răng một cái bưng lên dược chén nhỏ từng ngụm uy thê tử uống vào tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng trẻ tuổi thiếu phụ sau một lát chỉ thấy nàng vốn là trắng bệch trên mặt dần dần hiện ra một tia tí ti huyết sắc cứ việc cực nhạt lại làm cho nàng cả người đều bằng thêm mấy phần tức giận mà ảm đạm trong hai mắt cũng dần dần sáng lên một tia sáng giỏi biến hóa này phi thường rất nhỏ lại thật sự phát sinh. Quan nhân, hơi khoảnh, trẻ tuổi thiếu phụ trầm thấp kêu một tiếng. Tiếng kêu tuy nhẹ, nhỏ, nghe vào hạ vũ trong tai, lại giống như âm thanh thiên nhiên, vô cùng êm tai. Hạ vũ kích động vạn phần mà cầm lão bà tay, không ngớt lời hỏi, di muội người hảo chút hít rồi. Người thật sự tốt rồi. Ừm, thiếu phụ kia như trước khí lực có hạn, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Thần y, thật sự là thần y, tiêu tiên sinh, xin nhận hạ mỗ cúi đầu. Hạ vô tâm tình kích động, xoay người lại, không hỏi mọi việc, hướng về tiêu phàm liền quỳ xuống, đại lễ tham viếng. Quả thật cũng là tính tình người trong. Chị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc thiên chức, hạ đạo hữu không cần như thế. Tiêu phàm cười cười, ống tay áo run lên, một cổ nhu hòa đại lực tuôn ra, đem hạ vũ nâng lên. Hạ vũ chỉ cảm thấy này cổ đại lực vọt tới, chính mình cơ hồ không hề kháng cự chi lực, tựu theo đứng dậy, không khỏi quá sợ hãi, biết rõ tiêu phàm chân thật tu vi, xa trên mình. Thấy lại hướng tiêu phàm trong ánh mắt, sẽ không nhưng tràn ngập lòng cảm kích, cũng đầy nghi ngờ kính sợ ý. Tiêu phàm đối với Hồ Bân nói ra, Hồ Đạo Hiếu, vừa rồi cái kia phương thuốc, thỉnh cầu ngươi chiếu đơn cho Hạ Đạo Hiếu với lên sáu phục, mỗi ngày phục một tề. 7 ngày sau đó, sửa cái này đơn thuốc điều trị. Ước chừng có một tháng thời gian, nên vậy có thể triệt để thanh trừ dư độc, khôi phục khỏe mạnh. Nói xong, tiêu phàm đem một mảnh thẻ che đưa cho Hạ Vũ, bên trong ghi chép đích, tự nhiên là hậu một cái điều trị phương thuốc. Hạ Vũ vội vàng hai tay tiếp nhận, không ngất lời cảm ơn, kính cẩn vạn phần. Bất quá, tiêu phàm giọng nói vừa chuyển, Hạ Vũ vừa mới buông đi tâm lập tức lại treo lên, sắc mặt đại biến, không biết lại sẽ có phiền toái gì. Tôn phu nhân chúng độc thời gian quá dài, cho dù giải độc về sau, tu vi cảnh giới ngã xuống, chỉ sợ là không thể tránh khỏi liễu tương đương điểm này còn muốn thỉnh hai vị trong lòng hiểu rõ. Hạ Vũ lập tức thật dài thở vào một cái, nói ra chỉ cần có thể cứu mạng là tốt rồi, về phần cảnh giới ngã xuống, đó cũng là không thể làm gì sự tình, tóm lại đều tại chúng ta hai vợ chồng số mệnh không tốt. Nói đến đây, nhịn không được lại chừng hồ thành liếc. Nếu không phải cái này lăng băm, lão bà của mình tự không đến mức chịu lấy thời gian dài như vậy đắc tội, càng sẽ không ngã xuống cảnh giới. Chỉ là việc đã đến nước này, oán hận Hồ Thành cũng vô sự vô bổ, chính như chính hắn nói, chỉ có thể trách bọn hắn hai vợ chồng số mệnh không tốt liễu tương đương. Tiêu Phàm biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ, lập tức nghiêm mặt nói ra, hạ đạo hiếu, ta xem ngươi khả năng hiểu lầm Hồ Thành đạo hiếu liếu tương đương. Hắn cho tôn phu nhân mở sáu vị đan, cũng là đúng bệnh chi dược. Lúc ấy các ngươi không có gặp được tại hạ, nếu như không phục thực sáu vị đan lời mà nói, tôn phu nhân chỉ sợ rất khó kiên trì cái này rất nhiều thời gian, lại nói tiếp, hồ đạo Hữu tại tôn phu nhân, cũng không phải là không có công lao đích. Thì ra là thế, hạ vũ ngu muội thỉnh hồ đạo Hữu nhiều hơn thứ tội. Hạ vũ là đầu có đảm đương hảo hán tử, nghe tiêu phàm vừa nói như vậy, tuy nhiên trong nội tâm như trước có chút vướng mắc thực sự lập tức liền hướng hồ thành đạo xin lỗi, khom người thở dài. Hồ thành xoa bả vai, hư hư nói nói, người nói đắc ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lấn đến thăm đến, đem ta đánh tới trọng thương thổ huyết, tự một câu như vậy lời nói đã nghĩ đã thông báo đi. Đem chúng ta trường an đường đương làm cái gì? Việc này, cần phải đi chấp pháp đội làm hiểu không nhưng? Đang tại cái này rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử mặt, bị hạ vũ một quyền đánh bay, Hồ Đại lang chung thật sự là rất không có mặt mũi. Hôm nay, tiêu thần y, lại khẳng định hắn là có công chi thần, cái này đương lúc không hảo hảo đắn đo thoáng một tí, càng đợi khi nào. Hạ vũ lập tức biến sắc, xin giúp đỡ tựa như nhìn phía tiêu phàm hắn vừa rồi tâm tình kích động, thầm nghĩ cùng lang băm đồng quy vu tận ở đâu cân nhắc cái gì hậu quả rồi hôm nay thệ tử khôi phục sắp tới hạ vũ dĩ nhiên là sợ hãi đi chấp pháp đội bất quá mình quả thật đem hồ thành đả thương người ta cũng có truy cứu lý do lúc này chỉ có tiêu phàm có thể cứu hắn tiêu phàm gật gật đầu đối với hồ cách nói sẵn có nói hồ đạo hiếu hạ đạo hiếu là nhất thời kích động lúc này mới thất thủ ta xem hồ đạo hữu thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, việc này cũng không cần phải náo đến chấp pháp đội đi. hồ trưởng môn ý của ngươi như cái này phía sau một câu lại là đối với hồ bân nói, mặc dù là thương lượng ý nhưng khí độ nghiễm nhiên làm cho người ta rất khó kháng cự. đối với cái này hồ bân tựa hồ sớm có cân nhắc, lập tức gật đầu nói, tiêu đạo hữu nói như vậy, tại hạ hoàn toàn đồng ý. quan gia nên giải không nên kết, hạ đạo hữu nhất thời kích động cũng đã chịu nhận lỗi, nhìn tại tiêu đạo hữu trên mặt mũi, ta Trường An Đường liền không vì mình cái gì. Cái kia vài uống thuốc, coi như là Trường An Đường đưa cho Hạ đạo hữu vợ chồng đích, không khác thu phí đấy. Chúc hạ phu nhân sớm ngày khôi phục. Nói xong, hướng Hạ Vũ vừa chắp tay. Hạ Vũ lập tức vui mừng quá đỗi, lại hướng Hồ Bân thật sâu ôm quyền thở dài, không mất lời nói lời cảm tạ. Tiêu Phàm nói ra, "Hạ đạo hữu, tôn phu nhân bệnh lâu, thân thể suy yếu, không nên mệt nhọc." Ngươi lấy thuốc, trước tiên hồi ra đi tính dưỡng a. À. Là, tại Hạ Cẩn Tuân tiêu tiên sinh phân phó, tiêu tiên sinh đại ân đại đức, tại hạ suốt đời khó quên. Nếu có dùng đắc lấy tại hạ địa phương, tiêu tiên sinh cứ việc phân phó. Tuy nhiên tại hạ tu vi thấp cạn, xử lý không được cái gì đại sự, nhưng là nguyện ý chân chạy làm việc lặt vặt, vì tiêu tiên sinh hiệu khuyển mã chi lao. Hạ Vũ hai tay ôm quyền, thành tâm thành ý nói. Tốt nếu có chuyện gì, ta sẽ đi tìm ngươi hỗ trợ đích. Tiêu phàm thật cũng không có giả mù sa mưa nói cái gì không khí, vỗ vỗ hạ vũ bả vai, khẽ cười nói. Cùng loại này ruột thẳng bụng thẳng hán tử nói chuyện, muốn trực lai trực khứ, không cần phải quanh co lòng vòng. Hạ vũ vừa nghe, quả nhiên rất là vui mừng, lại hướng tiêu phàm khom người vái chào, lại hướng hồ bân hồ thành chắp tay bồi tội, lúc này mới dẫn hai gã đệ tử, mang cáng tre, rời đi trường an đường tất cả người vây xem ánh mắt, lập tức đồng loạt mà đã rơi vào tiêu phàm trên người. Thực tế cái kia vài tên đã từng thấy qua tiêu phàm bách thảo viên đệ tử, lại càng chấn động vô cùng. Người này rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ cấp thấp tán tu, như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, tự biến thành tiền bối cao nhân, biến thành tiêu thần y. Hồ Bân dù sao cũng là nhất môn chi chủ, rất nhanh liền chấn định tâm thần, hướng tiêu phàm ôm quyền chắp tay, mỉm cười nói tiêu đạo hiếu, có thể đi nội đường một tự rất rõ ràng, vị này tiêu thần y lai lịch không nhỏ, cũng nên làm cái thanh sở minh bạch mới có thể năng lực an tâm. Bất quá nơi này cũng không phải là tự thoại chỗ. Lộ như vậy thủ đoạn về sau, tiêu phàm cũng biết, trước kia xem dược viên tử thời gian một đi không trở lại, muốn tại trường an đường tiếp tục đợi xuống dưới, phải cùng hồ bân bàn lại đàm điều kiện mới được. Cũng may hắn những ngày này đã sớm đem hồ bân cùng trường an đường bối cảnh điều tra đắc thập phần tinh tường, biết rõ bọn hắn chỉ là nào đó trung đẳng tông môn bàng chi đệ tử, đã muốn phân ra đến từ lập môn hộ nhiều năm, cùng cái kia trung đẳng tông môn trên cơ bản lại không có có liên hệ gì, chẳng khác gì là cái độc lập môn phái nhỏ. Như vậy một cái không có gì vượt qua thử thách chỗ dựa tiểu y quán, ngược lại cái tạm thời an thân nơi tốt, nghĩ đến không đến mức cho mình tạo thành quá lớn phiền toái. Tốt, tiêu phàm có chút vuốt cằm Tiêu đạo hiếu, thỉnh. Hồ Bân làm cái mời khách thủ thế hồ đạo hữu thỉnh hồ bân lập tức lại xoay người uy nghiêm mà quét mắt một vòng lạnh lùng nói ra hôm nay việc này ai đều không cho ra bên ngoài truyền nếu như ai tiết lộ tiếng gió để cho ta biết rõ sẽ không dễ dãi như thế đâu đều nghe rõ vâng sư phụ vâng sư bá bốn phía lập tức vang lên cao thấp không đều trả lời thanh âm bất quá việc này huyên náo động tĩnh to như vậy thật muốn muốn giấu giếm ở đoàn người không thấu ra tiếng gió đi hiển nhiên là không thể nào đích. Hồ Bân như vậy phân phó xuống dưới, cũng chỉ là làm bộ dáng mà thôi, chủ yếu có lẽ hay là làm cho tiêu phàm xem đích, chứng minh hắn Hồ Bân là cái rất chú ý rất hiểu chuyện người. Mấu chốt không biết vị cao thủ này vì sao hội ra hiện tại trường An Đường, tiểu tâm cẩn thận chút ít, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Tiêu phàm mỉm cười, tiêu đạo hiếu, bên này thỉnh. Phân phó hết môn nhân đệ tử về sau, Hồ Bân lần nữa thân thủ mời khách dẫn tiêu phàm hướng vào phía trong đường phương hướng đi đến. Hồ Thành Trần chờ lấy, không biết có hay không nên vậy theo sau. Thẳng đến Hồ Bân quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vội vàng vàng theo đi lên, nhắm mắt theo đuôi. chương 947, Khách Khanh Tiên Sinh Trường An đường, nội đường cũng không thập phần rộng rãi, lắp đặt thiết bị vẫn còn tinh xảo thanh nhã, phù hợp Hồ Bân y quán Đại lang bên trong thân phận. Sổ dọc chấm, tiêu đạo hiếu, mời ngồi. Hồ Bân đối với tiêu phàm thập phần khách khí, lễ nhượng tiêu phàm tại chủ tân vị an vị, mình ở hơi nghiêng tương bồi, hồ thành tác chính là ngồi ở dưới tay. Một gã tuổi trẻ nữ đệ tử dâng trà thơm, khoanh tay đứng hầu một bên. Hồ Bân khoát tay áo, tên kia nữ đệ tử liền vén áo thi lễ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Hồ Bân lập tức đối với tiêu phàm liền ôm quyền, nói ra tiêu đạo hữu đại giá quang lâm trường an đường, hồ mỗ trước kia sơ tại ân cần thăm hỏi, kính xin tiêu đạo hữu không nên trách tội. Tiêu phàm cười cười, nói ra, hồ đạo hữu không cần phải khách khí, ban đầu ở hạ xác thực thân chịu trọng thương, may mắn mà hồ thành đạo hữu trưởng nghĩa viện thủ, để cho ta tại trường an đường an hạ thân đến, cái này hơn 2 tháng, tại hạ thương thế khôi phục sáu bảy thành, hồ thành đạo hữu nhân tình này, ta còn thiếu khiếm lắm. Tiêu đạo hữu nói đùa, dùng đạo hữu đại tài, tung tính toán bị thương, ở nơi nào đều có thể chữa thương chữa bệnh hồ bân khiêm tốn nói không biết tiêu phàm là cái gì tính tình này sẽ cũng không hay kể công nói sau hồ cách nói sẵn có đắc minh bạch lúc trước đúng vậy đem người ra sản luyện khí kỳ tiểu bối cầm trở về làm làm giúp đích như thế có mắt không chồng không nhìn được thái sơn gặp được cái chọn lý đích hồ thành cái này tính toán hung hăng đắc tội với người ra rồi sớm muộn tính sổ với ngươi hồ thành cũng liền ngay khoát tay thân sắc xấu hổ hồ bân hỏi dò tiêu đạo hữu thương thế đúng vậy tốt rồi Tiêu phàm mỉm cười nói, cũng còn chưa nói tới tốt, bất quá cơ bản xem như không ngại liễu tương đương. Hồ đạo hiếu, người cũng không cần lo lắng, tiêu mỗ cũng không hẳn ý. Bất quá tại hạ đang còn muốn Kim Châu Thành tiếp tục nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cùng chư vị đạo hữu trao đổi thoáng một tí y thuật. Hồ Bân vội vàng nói, tại hạ cũng đang tại hiếu kỳ, tiêu đạo hiếu y thuật cao thâm. Cái này đơn thuốc giải long nước miếng độc, tại hạ có lẽ hay là đầu một hồi nghe nói bất quá nhìn về phía trên có chút hữu hiệu, lại không biết tiêu đạo hữu xuất từ môn phái nào. Như vậy cao minh y thuật, chắc hẳn nhất định là danh môn đại phái truyền thừa. Kỳ thật hồ bân sớm đã trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn tuy nhiên tu vi không cao, chỉ có chút cơ trung kỳ cảnh giới, y thuật thượng tạo nghệ nhưng lại không thấp. Nếu không, cũng khó có thể tại Kim Châu thành chỗ dựa. Trường An đường tuy nhỏ, cũng có môn nhân đệ tử hai ba mươi người, xem như cái nho nhỏ độc lập môn phái. Có thể chống đỡ rơi đến, cũng đã có chút không dễ. Long nước miếng độc cũng không phải là cái gì rất lạnh môn độc dược, trước kia chung chất độc này không chỉ một người. Tại Kim Châu Thành sớm đã hình thành định luật, giải long nước miếng độc dùng, ngọc thanh đan, cùng, khổ trúc tán, tốt nhất. Nhiều năm như vậy, cũng không phải không người thử qua cái khác thuốc giải độc phương. Tuy nhiên cũng không, lắm thành công, ví dụ như hồ thành cho hạ vũ thê tử dùng, sáu vị đan, kỳ thật cũng là tiền nhân thử qua đơn thuốc bất qua thất bại mà thôi, thực sự có thể đem chúng độc người sống lâu kéo dài cái một năm nửa năm. Từ góc độ này đi lên nói, cũng không thể nói là hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu không, hạ vũ thể tử hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự kéo không cho tới hôm nay, càng thêm không có khả năng đụng phải tiêu phàm vội tới nàng cứu mạng, sớm đã hóa thành một bồi đất vàng. Tiêu phàm vừa ra tay, tự trốn thoát long nước miếng độc. Cái này vẫn còn mà thôi, mấu chốt là dùng cái này phương thuốc, tiện nghi đến cực điểm, hắn giá trị chẳng qua là, ngọc thanh đan, khổ trúc tán, một phần trăm mà thôi. Đây mới là thật sự lệnh hồ bân giật mình chỗ, dùng như vậy tầm thường dược vật, rõ ràng cũng có thể giải long nước miếng độc, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đơn thuần bằng điểm này, hồ bân có thể nhận định, tiêu phàm tuyệt đối không phải kim châu thành bản địa lang chung, cũng sẽ không là xuất thân phụ cận danh môn đại phái. Nếu không nghe lời, cái này trị liệu long nước miếng độc đan phương, cũng sớm đã tại Kim Châu thành các đại y quán truyền ra. Loại này đơn thuốc, nhưng là rất khó giữ bí mật đích. Dù sao giải độc đan phương, cùng mặt khác chữa bệnh chữa thương đan phương là không đồng dạng như vậy. Chữa bệnh chữa thương, muốn căn cứ bệnh tình bất đồng, thương thế bất đồng, tăng giảm dùng dược, không có có ý đã định. Cùng một cái đan phương, đối với cái này người hữu hiệu, là cứu mạng lương phương. Đối với người đó lại có thể là đòi mạng vô thường. Trong trường hợp đó giải độc đơn thuốc, tác chính là có thể bắt trước. Chỉ cần độc dược không có lầm, giải độc đơn thuốc thì có dùng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Hồ đạo hữu khen chật rồi, Tiêu Mộ bất quá là sơ thông kỳ hoàng chi thuật mà thôi. Đối với mình sư thừa người phương nào, xuất từ môn phái nào, nhưng lại một chữ không đề cập tới. Từ biết được chính mình chỉ là xuất thân từ vô cực môn bàng chi tiêu phàm đối với cái này sư môn truyền thừa cũng rất cẩn thận, cũng không dễ dàng tự thừa là vô cực môn chính tông truyền nhân. Tổng phải tìm được vô cực môn tại thoi ma giới tổng đàn, đã lại tổ sư, tự qua sư môn lễ nghi, tìm được vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân tán thành, cái này vô cực đệ tử thân phận, mới xem như hàng thật giá thật liễu tương đương. Kỳ quái chính là, hắn đến thoi ma giới nhiều năm như vậy, cũng rất ít nghe được có quan hệ vô cực môn tin tức suy chỉ có chấn nhạc thần quân cùng hắn đề cập tới vô cực môn, tương giao nhưng lại hơn một nghìn năm trước long tượng tổ sư, cùng tiêu phàm cách đắc quá xa xôi liếu tương đương. Thậm chí ngay trừ chín như vậy đến từ chính Nam Châu Đại Lục Kim Đan Tu Sĩ, tiêu phàm hướng hắn rất mịt mờ mà nghe ngóng thời điểm, cũng chưa từng nghe nói qua vô cực môn tình hình gần đây. Bất quá tại Hồ Bân Hồ Thành như vậy chúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, tiêu phàm cũng không muốn tự thừa là tán tu. Hồ Bân sành sỏi, liền lập tức minh bạch tiêu phàm không muốn lộ ra sư môn lập tức cũng không lại truy vấn loát dưới hàm dâu dài trầm ngâm nói lại không biết tiêu đạo hữu sau này có tính toán gì không dùng đạo hữu y thuật đủ để tại kim châu thành tự lập môn hộ mới mở một nhà y quán liễu tương đương dùng không được bao lâu đạo hữu thần y danh tiếng sẽ mọi người đều biết danh chấn toàn thành tiêu phàm cười nói tại hạ đảo là không có tự lập môn hộ tâm tư y quán quản lý thật sự quá phức tạp rồi tại hạ chỉ sợ xử lý không đến, mấu chốt là quá trì hoãn thời gian. tiêu phàm vì có nhân giả chi tâm, thực sự không có ý định làm chuyên trách lang trung. tại tu chân giới, làm chuyên trách lang trung tuy địa vị rất cao, thân gia hùng hậu, nhưng bởi vậy trì hoãn lúc tu luyện gian cũng xác thực không ít. tiêu phàm đi vào thoi ma giới, cơ hồ là từng bước khó đi, khắp nơi nguy hiểm, nếu không nhanh chóng tăng lên cảnh giới của mình, bước vào nguyên anh kỳ, cuối cùng là chó chân chói tay, được người chế trụ tiêu phàm hiện tại lại không thiếu linh thạch. Hồ Bân lại thử thăm dò nói ra, tiêu đạo hữu ngại phiền toái lời mà nói, cũng có thể gia nhập nào đó đại y quán, trở thành ngồi công đường xử án lang chung. Tin tưởng dùng đạo hữu y thuật, thành ở bên trong những kia đại y quán đều khai ra làm đạo hữu thỏa mãn điều kiện. Kỳ thật Hồ Bân là muốn đem tiêu phàm ở lại trường an đường, chỉ là tiêu phàm tu vi tại hắn phía trên, đã là chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, y thuật tựa hồ cũng không tại hắn phía dưới, thật sự có chút mở không nổi miệng. Chính mình sao cái tiểu y quán, thật sao cho không dưới cái này tôn đại thần. Tiêu phàm như trước nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, đại y quán tuy điều kiện hậu đãi, nhưng yêu cầu khẳng định cũng không thiếu. Tại hạ thương thế chưa từng triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ không thể an tâm ngồi trần. Nói sau, ta tính tình tương đối lười nhác, không thích lắm được quản chế. Đại y quán hay là không đi liếu tương đương. Về phần đại y quán phải chăng để ý chính mình, tiêu phàm lại thập phần tự tin. Hồ Bân rốt cục nói ra, nếu như nói như vậy, không biết tiêu đạo hữu phải chăng có hứng thú tiếp tục lưu lại chúng ta trường an đường. Hắc hắc, không dối gạt đạo hữu nói, trường an đường là điểm nhỏ, tại Kim Châu Thành ở bên trong cũng chỗ dựa nhiều năm, tính toán là có chút danh tiếng. Chỉ cần đạo hữu chịu gia nhập chúng ta trường an đường, tại hạ nhất định đem hết toàn lực, làm cho đạo hữu thỏa mãn. Nói xong, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong vẻ nhìn ra được hồ bân là thành tâm thành ý giữ lại tiêu phàm có tiêu phàm như vậy y thuật cao minh thần y gia nhập liên minh trường an đường chỉnh thể thực lực lập tức muốn nhảy lên một cái bậc thang đến lúc đó thanh danh đại trấn quy mô mở rộng sắp tới về phần tước xào chậm chiếm chuyện như vậy hồ bân ngược lại cũng không lo lắng cùng mặt khác thành trì tương đối mà nói kim châu thành quy củ xem như rất nghiêm đích trường an đường này đây danh nghĩa của hắn mở đích thì ra là thuộc về tài sản của hắn, tiêu phàm bổn sự cao tới đâu, chỉ cần hắn hồ bân không chết, trường an đường thủy trung tựu họ hồ, không họ tiêu. Tiêu phàm khẽ cười nói, hồ đạo hữu còn chưa rõ ý của tại hạ sao. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, tại hạ có lẽ hay là dùng chữa thương làm chủ. Những chuyện khác cũng không muốn nhiều quản. Điểm này thỉnh đạo hữu yên tâm, ta mời đạo hữu gia nhập trường an đường, cũng không phải làm mồi công đường xử án lang chung, mà là khách khanh tiêu đạo hữu chỉ ở ta trường an đường treo cái tên, ngày bình thường chữa bệnh bắt mạch, không nhọc tiêu đạo hữu đại giá. Chỉ có tại đụng phải những kia nghi nan tạp chứng, khó có thể ủy quyết thời điểm, mới cần thỉnh tiêu đạo hữu tự thân xuất mã, đoàn người cầm chủ ý. Bởi như vậy, tiêu đạo hữu tự có đầy đủ thời gian đả tỏa thổ nạp, chữa thương luyện công. Mà chúng ta trường an đường có tiêu đạo hữu tỏa chấn, thu trị một ít nghi nan tạp chứng, trong nội tâm thì nắm chắc liễu tương đương. Hồ Bân vội vàng tiếp lời nói ra, khiến từ đặt câu cực kỳ khách khí, giữa những hàng chữ đem tiêu phàm địa vị dơ lên đắc rất cao. Hồ Thành có chút tối âm thầm thấy kỳ lạ quái. Đại sư Huynh đây quả thực có điểm giống là đối mặt kim đan kỳ tiền bối cao nhân thái độ A AH. hát. Trên thực tế, Hồ Bân trong nội tâm một mực đều có cái nghi vấn này. Tiêu phàm chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, thật sự quá cường đại, so với tất cả hắn bái kiến trúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ khi tức đều muốn mạnh hơn ba phần, mà tiêu phàm lại tự xưng thương thế chưa từng toàn bộ khỏi hẳn. Trên người mang thương còn so bình thường chúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ càng mạnh, nếu thương thế khỏi hẳn, lại sẽ như thế nào? Làm không tốt tiêu phàm thật đúng là một gã kim đan tu sĩ. Vậy thì càng muốn cố gắng kết giao giao hảo, có thể dẫn vì cường viện. Hồ thành đầy trong đầu tương hồ, lại ở đâu hiểu được những này sách lược rồi. Đương nhiên, thỉnh tiêu đạo hữu yên tâm, khách khanh tiên sinh nên có nhiều loại cung phụng, Trường An đường tuyệt sẽ không thiếu tiên sinh một phần một hào. Tung tính toán so ra kém những kia đại y quán tài đại khí thô tiền nhiều như nước nhưng tuyệt không đến ủy khuất tiêu đạo hiếu. Ngày bình thường đạo hiếu cần dùng linh thạch, tài liệu cùng dược vật, nhất định sẽ đúng hạn cung phụng. Về phần một ít chân chạy làm việc lặt vặt sửa tình, đến lúc đó đạo hiếu cứ việc phân phó môn hạ đệ tử đi làm. Không đợi tiêu phàm mở miệng, hồ bân vừa vội gấp nói ra. Tiêu phàm lẻ loi một mình lúc này, vừa muốn chữa bệnh chữa thương, một ít chân chạy làm việc lặt vặt sự tình, xác thực cần phải có người đi làm, nếu không tự quá chậm trễ thời gian. Hồ Bân lời này nhìn như tầm thường, lại khắp nơi có thể đánh động tiêu phàm, rốt cuộc quả nhiên có thể nói là đàm phán lão luyện. Tiêu phàm nâng chung trà lên nhẹ nhẹ uống một ngụm, bất tử bất tật nói, nhận được hồ đạo hữu ý tốt, cái kia tiêu mỗ trước hết tại trường an đường ở một thời gian ngắn A. Bất quá lời muốn nói phía trước bên cạnh, tại hạ không muốn bị người quản thúc một khi muốn thời điểm ra đi, tùy thời đều sẽ rời đi, điểm này, đạo hữu không biết trách móc a. Không có, tuyệt đối sẽ không, thỉnh tiêu đạo hữu yên tâm đi. Vừa nghe tiêu phàm nguyện ý ở lại trường an đường, hồ bân lập tức tâm hoa nộ phóng, cười ha hả mà luôn miệng nói. R752, không biết nên nói như thế nào liễu tương đương. Rơi xuống suy nghĩ thật lâu, cũng không còn nghĩ ra cầu phiếu mới từ. Làm sao bây giờ? Dứt khoát, ta thẹn quá hóa giận, cũng không đi phí cái kia đầu óc rồi, cứ như vậy ngạnh lấy cổ, cứng rắn ngạnh cầu vé tháng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lỗi nặng tiết đích, rơi xuống một hơn 40 tuổi đám ông lớn, có da có nhỏ, cũng là không có đi chơi, tự đặt cái này viết chữ, một thiên nhất vạn hai lượng ra bên ngoài phát, đồ gì? Đồ ta độc giả có thể xem vui lên A. Chỉ bằng cái này chuyên nghiệp tinh thần, ta cũng vậy dám ngạnh lấy cổ cầu phiếu rơi xuống cái này lão bang tử tụ một thật sự người, ngài nếu là có phiếu vẽ, nhìn xem cho A. Đa tạ A, chương 948, cách khác lối tắt. Trở thành trường an đường khách khanh tiên sinh về sau, tiêu lang bên trong đãi ngộ tự nhiên tăng giá, có chuyên trúc tiểu viện của mình rơi, tuy nhiên không phải thập phần rộng rãi xa hoa, nhưng phối trí phi thường đầy đủ hết. Phòng khách, phòng khách, tĩnh thất, thư phòng, luyện đan thất, luyện khí thất, loại nhỏ linh dược viên vân, vân từ từ đầy đủ mọi thứ. Đối với Hồ Bân muốn tặng cho hắn hai gã nữ hầu đề nghị, tiêu phàm từ chối nhã nhận liễu tương đương. Cái này hai gã nữ hầu, cũng không phải là phàm nhân nữ tử, cũng là tu chân giả có luyện khí kỳ 6-7 cấp tu vi. Tiêu phàm có hai đầu vượn tuyết làm chút ít tạp dịch nội trợ, như vậy đủ rồi. Độc thân nam nhân, lại tích cốc, việc nhà vốn là không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ, cái tiểu viện này rơi bên trong, tĩnh thất, Luyện đan thất cùng luyện khí thất mới được là cần gấp nhất chỗ. Tiêu Phàm đem chọn tòa, ngồi cường hóa bản hoa đào ảo trận bố trí xuống dưới, không chỉ nói chúc cơ kỳ tu sĩ, tung xem như kim đan kỳ tu sĩ, đơn giản đều không xông vào được đến. Lại là tại Kim Châu trong thành, an toàn tương đối vẫn tương đối có bảo đảm đích, như vậy phòng hộ biện pháp, đã muốn rất cường đại liễu tương đương. Trong tĩnh thất, đã muốn hóa thành đồng giáp gấu bản thể, nhưng rút nhỏ rất nhiều lần hoàng đường, lẳng lặng nằm tại đó lâm vào thật sâu ngủ say chính giữa, không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu. Tiêu phàm đứng ở bên cạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắc lân biến thành đầy đặn thiếu nữ nghiêng cổ, thấp giọng hỏi, chủ nhân, hoàng tam ca tình huống, rất không lạc quan sao. Hắc lân thương thế ngược lại khỏi hẳn đắc tương đối nhanh, thậm chí so tiêu phàm bản thể thương thế khôi phục còn phải nhanh hơn ba phần, thương thế cơ bản khỏi hẳn chín thành. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói nói, là phi thường không lạc quan. Tánh mạng của hắn khí tức, đã muốn càng ngày càng yếu liễu tương đương. Nếu không nghĩ biện pháp lại để cho hắn tỉnh lại, sẽ rất phiền toái. Ngay người cũng không có cách nào sao. Hắc lân có chút kỳ quái, tiêu phàm tại y thuật thượng tạo nghệ, thật sao không giống tiểu khả, huống chi có nam cực tiên ông linh dược viên tương trợ, theo lý không có gì tổn thương bệnh có thể khó được ở hắn, cũng không có cái gì đan dược là hắn phối trí không được đích, hiện tại ngay tiêu phàm đều như vậy lo nghĩ có thể thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề liễu tương đương tiêu phàm trầm giọng nói ra dược y không chết người cổ là như thế hoàng tam ca tánh mạng bổn nguyên kỳ thật đã muốn khô kiệt hắn là dựa vào nào đó ý chí tại duy trì lấy cuối cùng một đường sinh cơ có lẽ là lo lắng tiểu ra hỏa nói xong tiêu phàm hướng cách đó không xa trong góc nhìn một cái chỗ đó có một đầu lông xù thú con chính nằm sấp lấy ngủ gà ngủ gật Đúng vậy Hoàng Đường Nhi Tử, nếu như tính toán tuổi lời mà nói, này đầu thú con cũng đã hơn 40 tuổi, nhưng như cũng muốn cái hải nhi giống nhau, dáng điệu thơ ngây chân thành, một điểm không hiểu chuyện. Yêu thú thọ nguyên vốn là thật dài, tiến dài tốc độ tự nhiên thì phi thường chi chậm. Thực tế cái này thú con là đồng giáp gấu cùng vệ linh con trồn con lai hậu đại, không chỉ nói tại lâm lang núi, cho dù tại cả lệ thú dãy núi, tựa hồ cũng là độc nhất vô nhị, trước kia chưa bao giờ có tiền lệ ai cũng không biết thú con lớn lên về sau sẽ có những thứ gì thiên phú thần thông nhưng dưới mắt ngoại trừ linh trí mở ra quá trình thật chậm tạm thời còn nhìn không ra những thứ khác bất đồng đến tiểu gia hỏa chút nào đều không rõ ràng lắm cha mình hôm nay là cái dạng gì tình hình chỉ là không có tim không có phổi mà cùng hắc lân chơi đùa mệt mỏi liền nằm sấp lấy ngủ gà ngủ gật hắc lân chiều mến mà nhìn tiểu gia hỏa liếc nhẹ gật đầu chủ nhân dùng hóa huyết trúc linh đại pháp cũng không được sao hắc lân nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi hóa huyết trúc linh đại pháp tiêu phàm không khỏi có chút sững sờ cái đó và hoàng đường dưới mắt tình thế nguy hiểm có quan hệ gì hắc lân thẹn thùng cười một tiếng nói ra y thuật thượng sự tình ta là không hiểu đích bất quá ta muốn hóa huyết trúc linh đại pháp liền thân thể cũng có thể hoàn toàn đúc lại hoàng tam ca nếu thật sự không có biện pháp khác chúng ta không ngại cho hắn đúc lại một cụ thân thể tiêu phàm vốn là cười lắc đầu cảm thấy hắc lân thật sự có chút ý nghĩ hão huyền hóa huyết trúc linh là thân thể làm tổn thương về sau dùng bổ cứu biện pháp hoàng đường hiện tại thân thể vẫn còn nhưng là tiêu phàm dáng tươi cười dần dần cương trên mặt hai mắt lại càng ngày càng là lóe sáng hắc lân ngươi là thiên tài Khơi khoảnh tiêu phàm bỗng nhiên kêu to một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên ngươi nhắc nhở đối với hóa huyết trúc linh hóa huyết trúc linh biện pháp này chúng ta biến báo thoáng một tí, có lẽ thực có hy vọng. Người đừng nói chuyện, người để cho ta suy nghĩ thật kỹ, làm theo thoáng một tí mạch suy nghĩ. Tiêu phàm lập tức hướng về phía Hắc Lân liên tục khoát tay, cấp cấp nói ra. Hắc Lân biến thành thiếu nữ tự nhiên cười nói, bỗng nhiên gian chui vào trở lại thân thể bên trong, không thấy bóng dáng, đại Hắc miêu nghiêng lông xù đầu, một đôi lục oánh oánh mắt to nhìn không chuyển mắt mà nhìn thẳng tiêu phàm, mang theo dịu dàng vui vẻ. Tiêu phàm thủ đoạn dựa vào vãi lúa ở sau lưng, thủ đoạn ngón cái tại ngón chảo ngón giữa đốt ngón tay trong lúc đó không ngừng di động, hai hàng lông mày nhíu chặt, tại trong tĩnh thất chậm rãi đi lòng vòng tử, trong miệng không phải nhắc tới vài câu, đều là chút hít dược phẩm danh tự, cũng có yêu thú danh sưng, tựa hồ chính đang tiến hành cách điều chế tương đối. Hắc lân, có lẽ biện pháp này thật sự đi đắc thông. Không biết đi qua bao lâu, tiêu phàm rốt cục dừng bước lại, yên lặng nhìn qua Hắc lân, thấp giọng nói ra, ta tuy nhiên đã không có nguyên vẹn yêu thú thân thể, nhưng cũng không có thiếu nội đan, gân cốt, máu huyết, những vật này, hảo hảo tế luyện thoáng một tí, nên vậy đối với Hoàng Tam Ca có rất lớn tác dụng, chính là còn kém mấy thứ dược liệu, trong tay ta đầu tạm thời không có. Nếu có thể phối tể rồi, ít nhất có 5-6 thành hy vọng có thể lại để cho Hoàng Tam Ca một lần nữa khôi phục sinh cơ. Còn kém mấy thứ dược liệu, dược viên ở phía trong không có sao. Hắc Lân đỉnh đầu hào quang lóe lên, đầy đặn ngây thơ Hắc Y thiếu nữ lại lại hiện ra thân ra, có chút kinh ngạc hỏi. Trải qua nhiều năm như vậy không ngừng bổ sung, nam cực tiên ông linh dược viên ở phía trong các loại quý hiếm linh thảo linh dược số lượng tăng nhiều, không nói tăng trưởng gấp đôi, ít nhất đã gia tăng rồi một nhiều hơn phân nửa. Tung xem như tại Kim Châu thành như vậy dược phẩm nơi tập kết hàng, cái này linh dược viên ở phía trong tuyệt đại bộ phận linh dược tùy tiện cầm một cây đi ra ngoài đều tuyệt đối có thể nói tinh phẩm, cũng bị người tranh giành phá đầu đích. Hiện tại ngay Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Viên đều không xứng với đủ dược vật, cái này đan dược chân quý, có thể nghĩ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra, đa số cũng không phải thảo mộc thuộc tính dược liệu, là mặt khác thuộc tính đích. Thảo mộc thuộc tính linh dược có một loại. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra muốn đi cùng Hồ Bân thương lượng một chút rồi, hắn là tay anh chị đầu sỏ đối với tình hình nơi này so với ta quen thuộc. Hắc lân tự nhiên không phản đối. Nhập dạ chi hậu, tiêu phàm ra hiện tại Hồ Bân ở lại tiểu viện. Với tư cách trường an đường Đại lang ở bên trong, Hồ Bân mỗi thiên đô là rất bận rột, muốn khám và chữa bệnh không ít người bệnh, còn muốn tiếp đãi không ít làm dược liệu sinh ý thương nhân. Ban ngày trên cơ bản không có bao nhiêu thời gian đến nói chuyện phiếm tự thoại, tiêu phàm rất thông cảm hắn, chỉ ở buổi tối đến nhà bái phòng. Đối với Hồ Bân loại làm này, Tiêu Phàm cũng không ủng hộ. Người tu chân, truy cầu trường sinh đại đạo mới được là chính độ, tượng hồ bân như vậy, đem bả đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trị bệnh cứu người cùng giao dịch phía trên, tu vi của mình tất nhiên sẽ bị trì hoãn. Lại thiên tài gia hỏa cũng sẽ không ngoại lệ, dù cho ngươi ăn nhiều hơn nữa đan dược, không hảo hảo luyện hóa, cái kia có lẽ hay là tương đương không tốt. Luyện hóa đan dược cũng là rất tốn thời gian gian đích. Tiêu Phàm có thể nhìn qua Hồ Bân mình cũng có thể chứng kiến, không phải hắn không muốn đề cao cảnh giới của mình, kéo dài thọ nguyên. Thật sự là tư chất có hạn, Hồ Bân tự biết, dựa theo tư chất của mình, có thể may mắn chúc cơ thành công đã muốn xem như rất tốt, đời này tại trên việc tu luyện cảnh giới cao nhất, ước chừng thì ra là chúc cơ hậu kỳ. Muốn ngưng kết kim đan, đó là khó càng thêm khó, cơ vốn thuộc về si tâm vọng tưởng. Hồ Bân lại cũng không cam lòng, hắn muốn cách khác lối tắt cho nên chỉ cần đụng phải kim đan kỳ đã ngoài đẳng cấp cao tu sĩ ngẫu nhiên vinh dự đón tiếp trường an đường, hồ bân nhất định cực lực giao hảo, nhiều khi thậm chí miễn phí khám và chữa bệnh, không thu lấy xu, hướng những này đẳng cấp cao tu sĩ thỉnh giáo tu luyện tâm đắc, muốn không phải là tìm kiếm đối với đột phá trúc cơ hậu kỳ bình cảnh có trợ giúp rất lớn đan phương. Hồ bân tin tưởng, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa một điểm cơ duyên, đời này đặt chân kim đan kỳ, chưa hẳn sẽ không có nửa phần hy vọng. Nói cách khác, hắn mới không sẽ vì lợi nhuận chút ít linh thạch do đó chỉ hoãn tu luyện của mình. Hồ Bân ở lại tiểu viện, tiêu phàm có lẽ hay là lần đầu đến nhà bái phòng. Trước đó, tiêu phàm tại trường An đường công khai lộ qua một hồi mặt, giúp đỡ Hồ Bân hợp trần một gã luyện công tẩu hỏa nhập ma người bệnh. Luyện công tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân thiên thiên vạn vạn, được coi là là nghi nan tạp chứng rồi, Hồ Bân không có gì nắm chắc, làm gì được người ta cấp nổi giá tiền, cuối cùng nhất kiên trì tiếp nhận vị này người bệnh, lập tức ngựa không dừng vó mà phái người đi triệu hoán tiêu phàm đến đây hợp trần. Tiêu phàm tiện tay cho mở cái đơn thuốc, liền đem người tới đuổi đi liễu tương đương. Đối với tiêu phàm mà nói, cái này hào không phức tạp. Nếu như nói lúc trước tiêu phàm vì hạ vũ thể tử giải trừ long nước miếng độc, đa đa thiểu thiểu nhiều nhiều ít ít còn có chút tìm vận may thành phần ở bên trong, lần nữa kiến thức đến tiêu phàm tay đến bệnh trừ thần kỳ về sau, hồ bân không thể không từ trong tưởng tượng thừa nhận, tiêu phàm y thuật tạo nghệ không nói đã muốn đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao tối thiểu xa không phải hắn có khả năng so sánh với đích. Bởi vậy tiêu phàm lần đầu tiên đêm khuya đến bái, hồ bân lập tức mở rộng ra cửa sân, tự mình ra đón, thỉnh tiêu phàm ghế trên dâng trà. Tiêu tiên sinh, đêm khuya tới chơi, còn có chỉ giáo. Hồ bân hai tay ôm quyền, khách khí mà hỏi thăm. Đối với tiêu phàm sưng hô, đã tại chút bất tri bất giác thay đổi, do, đạo hữu biến thành tiên sinh, cái này kỳ thật không phải xưng hô chuyển biến, mà là đang hồ bân ở sâu trong nội tâm, đối với tiêu phàm tiến hành rồi một lần nữa định vị. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đại lang trung nói quá lời, chỉ giáo không dám. Ta là có chuyện muốn nhờ. Đã hồ bân luôn mồm xưng hắn vì tiêu tiên sinh, tiêu phàm tự cúng, bánh trưng đi, bánh chô cô la lại, quy củ mà xưng hô hồ bân vì đại lang trung. Hồ bân vội vàng không người tử, nói ra, tiêu tiên sinh, thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể có thể, nhất định làm hết sức. Đảo cũng không có chuyện gì khác tình, tự là muốn thu thập một ít dược vật cùng tài liệu khác, chỗ này của ta có một phần danh sách, thỉnh đại lang chúng qua mục. Nói xong, đem một mảnh thẻ che đưa cho Hồ Bân. Nghe nói chỉ là thu thập dược liệu, Hồ Bân lập tức ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tại Kim Châu thành những thứ không nói khác, các loại dược liệu tuyệt đối cái gì cần có đều có. Đây cũng không phải cái gì nan đề hồ bân lúc này mỉm cười tiếp nhận thẻ tre cáo một tiếng tội đem thẻ tre dán tại trên chán, thần thức chìm đi vào bất quá một lát trong lúc đó hồ bân trên mặt thoải mái thần sắc cũng đã biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà chuyển biến thành chính là hết sức rõ ràng vẻ cây ếch yêu ta ếch sợ tiêu tiên sinh cái này những dược liệu này thật sự thật sự quá quý báu rồi ta ta có hơn phân nửa đều là chỉ nghe kỳ danh chưa bao giờ gặp mặt hơi khoảnh hồ bân buông thẻ tre nhẹ nhẹ thở vào một cái, nở nụ cười khổ. chương 949, Trăm Hùng Còn có, những này nguyên anh cấp yêu thú nội đan máu huyết, tiêu tiên sinh, cái này. Lập tức, hồ bân thần sắc trở nên có chút quái dị. Tiêu phàm cái này trên thẻ trúc, ghi chép hơn 10 chủng trồng quý báu dược liệu, mỗi một chủng đều là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ chân quý, cái này vẫn còn mà thôi. Tiêu phàm còn cần đại lượng nguyên anh cấp yêu thú nội đan máu huyết, càng làm cho hồ bân ngạc nhiên không thôi. Hoắc Sơn Quốc hướng phương Tây Nam hướng, tính ra trăm vạn dặm bên ngoài, chính là hoang dã nguyên thủy thế giới, các loại yêu thú chim quý hiếm vô số kể. Tại man hoang thế giới biên giới thành thị, tạo thành một cái rất lớn, thợ săn đoàn thể, không ít tu sĩ, dựa vào vãi lúa săn gợi yêu ta ít yêu thú, thu hoạch nội đan tài liệu mà sống. Trong đó không ít quý hiếm nội đan tài liệu, ào ào lưu chuyển đến Kim Châu Thành dù sao tại đây mới là cả Nam Châu đại lục Tây Nam khu lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng, tụ tập đại lượng dược liệu thương nhân, vô luận loại nào yêu thú nội đan cùng máu huyết, đều có thể bán cái giá tốt. Hồ Bân thân là lang Trung, cũng thường xuyên dùng yêu thú nội đan máu huyết làm thuốc, chậm chế cứu chữa người bệnh. Nhưng này đều là rất thấp cấp yêu thú, Nguyên Anh cấp đích, hắn ngày bình thường ngay nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa cho dù có tốt như vậy gì đó giao cho trong tay hắn, tu vi của hắn thấp như vậy hạ, cũng luyện hóa bất động, chỉ biết không công nát bét thư tốt. Hồ Bân đã từng luyện hóa qua đẳng cấp cao nhất yêu thú tài liệu, chính là một đầu thất cấp yêu thú nội đan, chỉ là tương đương với nhân loại kim đan sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn. Cái kia khỏa yêu thú nội đan bị hắn luyện thành một lò thượng đẳng đan dược, bán đi một cái vô cùng tốt giá tiền, kiếm lớn một số. Nhưng hiện tại tiêu phàm há miệng muốn chính là nguyên anh cấp yêu thú nội đan máu huyết, hơn nữa chút nào cũng không có hạn định, chỉ có thể là nguyên anh sơ kỳ cấp bậc yêu thú, Tựa Hồ Nguyên Anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ yêu thú nội đan máu huyết, hắn cũng có thể cần dùng đến. Đây quả thực là làm cho người khó có thể tin. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chân thật tu vi, thật sự không chỉ là trúc cơ hậu kỳ, mà là một gã kim đan kỳ tiền bối cao nhân? Tung tính toán như thế, bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng luyện hóa không được Nguyên Anh kỳ yêu thú nội đan cùng máu huyết a. Lại càng không cần phải nói, Nguyên Anh trung kỳ cùng hậu kỳ yêu thú, cái loại này chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại tài liệu. Tiêu Phàm cười cười nói ra, Đại Lang ở bên trong những dược liệu này tuy chân quý tại Kim Châu Thành nên vậy có thể sưu tập đầy đủ hết a. À? Hồ Bân cười khổ lắc đầu nói ra, Tiêu Tiên Sinh Kim Châu Thành mặc dù là dược liệu nơi tập kết hàng nhưng là gần kề chỉ là chỉ bình thường dược liệu như loại này quý báu đến cực điểm dược liệu, kể cả Nguyên Anh cấp yêu thú nội đan máu huyết đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích. Tượng cửu cung đằng, ly hỏa dịch, độc long gan những này chân phẩm mỗi một dạng cũng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại mấy cái gì đó. Tại hạ tại Kim Châu Thành mở y quán mấy chục năm, cũng chỉ là nghe nói qua tại có chút bí mật giao dịch hội thượng xuất hiện qua như vậy một hồi hai hồi, đều bị những kia nguyên anh kỳ tiền bối cao nhân dùng giá trên trời đoạt đi rồi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không khả năng truyền lưu đến trên thị diện đến. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra, chúng ta đây tự đi giao dịch hội thượng thử thời vẫn tốt rồi. Chỉ cần đã từng xuất hiện qua, cái kia cũng rất tốt, Chứng minh những này cũng không phải là chỉ là trong truyền thuyết mấy cái gì đó. Xuất hiện qua một lần thì có thể xuất hiện lần thứ hai. Hồ Bân lập tức có chút im lặng, rồi lại không thể không nhẫn nại tính tình giải thích nói, Tiêu tiên sinh, thành ở bên trong vô cùng nhiều giao dịch hội, tuy nhiên cũng không khỏi dừng lại chút cơ kỳ tu sĩ tham gia, nhưng chính thức quý hiếm dược liệu cùng yêu thú nội đan, chỉ cần vừa xuất hiện, bình thường đều bị những kia nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ tiền bối, dùng giá cao cướp đi chúng ta chúc cơ kỳ tu sĩ thứ nhất không có như vậy tài lực thứ hai cũng không nên cùng tiền bối cao nhân tranh chấp vô duyên vô cớ đắc tội những này tiền bối nhưng không có thể là ý kiến hay về phần những kia bí mật giao dịch hội vậy thì căn bản không phải chúc cơ kỳ tu sĩ có thể tham gia rồi ít nhất cũng phải là kim đan kỳ đã ngoài tiền bối cao nhân mới có tư cách tham gia ngài a -Hát còn là đừng làm cái loại này mộng đẹp liếu tương đương tiêu phàm suy nghĩ một chút nói ra cái này bên trên tất cả dược liệu, đều muốn tại giao dịch hội thượng mới có sao. Những kia đại tiệm thuốc cùng đại y quán cũng không có. Hồ Bân nghĩ nghĩ, nói ra cái này không được tốt nói, tượng cửu cung đằng, ly hỏa dịch, độc long gan những này, đại tiệm thuốc cùng đại y quán cho dù có, cũng sẽ không xảy ra bán, khẳng định giữ lại chính mình dùng. Nhưng mặt khác một ít dược liệu, không phải như vậy quý hiếm đích, đảo là có thể đi thử thời vận. Tiêu tiên sinh, nếu không như vậy đi, đến mai lại để cho hồ thành sư đệ cùng ngươi trong thành đi dạo một vòng, hắn địa đầu tương đối thục, ngược lại cái không tệ dẫn đường. Tốt, nhiều tạ đại lang chung. Tiêu tiên sinh khách khí, đều là người trong nhà, không nói hai nhà lời nói. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hồ Thành liền hào hào rửa mặt cách ăn mặc một phen, nhất tề suốt, hứng thích thú đầu cùng tiêu phàm đi ra ngoài, Minh Ngọc cùng một danh khác luyện khí kỳ đệ tử tác chính là đi theo ở bên, vì hai vị sư tôn chân chạy làm việc lặt vặt, Minh Ngọc dưới mắt xem như triệt để yên lòng, tiêu tiên sinh hôm nay thành trường an đường khách khanh tiên sinh, cũng coi như là người một nhà rồi, có nên không sau đó là gỡ yêu ta ít hắn diệt khẩu. Cuống hồ tiêu phàm ra tay xa xỉ, chỉ cần làm việc hợp hắn tâm ý, khen thưởng tuyệt không tiếc rẻ. Thở mạnh đắc rất, cũng không phải sư phụ hắn có thể so sánh đích. Tiêu tiên sinh, chúng ta đi trước trăm hùng đường xem một chút đi. Đó là trăm hùng mở đại y quán cùng tiệm thuốc, tại Kim Châu Thành ở bên trong, là nổi danh nhất đại tiệm thuốc một trong thường xuyên có quý hiếm dược liệu mặt thế đi ra trường an đường cửa sau hồ thành liền là dò hỏi tốt tiêu tiên sinh đối với trăm hùng nên vậy có chỗ hiểu rõ a à. chúng ta trường an đường chính là trên danh nghĩa tại trăm hùng phía dưới hàng năm giao nạp một ít linh thạch tại chấp pháp đội đăng ký lập hồ sơ đích lập tức hồ thành liền hướng tiêu phàm giới thiệu khởi trăm hùng tình hình kim châu thành liên hợp quản sự bảy đại tông môn Trăm Hùng không phải thế lực lớn nhất đích, bài danh phía trước ba về sau, nhưng trong bang Nguyên Anh kỳ cao thủ, cũng có bốn người, bang chủ lại càng nhiều năm trước tự tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ, uy chấn Kim Châu trên thành trăm năm. Sốt cuộc không hổ là Nam Châu Đại Lục, đất rộng của nhiều, tu sĩ bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, Kim Châu thành một cái bài danh phía trước ba về sau bang phái, trong bang Nguyên Anh kỳ cao thủ số lượng cũng vượt qua nhạc Tây Quốc đệ nhất đại tông môn Hắc Ma dạy. Mà theo tiêu phàm biết, Kim Châu Thành xếp hàng thứ nhất hạnh lâm tông môn trong, thậm chí có 6 gã nguyên anh tu sĩ, nguyên anh trung kỳ đại cao thủ thậm chí có hai gã nhiều. Tại Kim Châu Thành ở bên trong, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hiện thân. Theo Hồ Thành giới thiệu, trăm hùng năm đó, này đây khu trùng lập nghiệp đích. Nhất lúc mới bắt đầu, xưng là bách độc về sau thế lực dần dần phát triển lớn mạnh, lại hấp thu không ít mặt khác tông môn cao thủ, không hề cực hạn tại khu trùng phía trên, ngại bách độc danh tự không dễ nghe, cuối cùng nhất đổi tên là Trăm Hùng. Trăm Hùng cùng bình thường giang hồ bang phái có chỗ bất đồng. Cái này bang phái hạch tâm lực lượng, có lẽ hay là khu trùng dưỡng trùng, đây cũng là Trăm Hùng xưa nhất truyền thừa, Trăm Hùng hạch tâm đệ tử, đều là thầy trò tương truyền. Cùng lúc đó, Trăm Hùng ngoài bang đường lại có thật nhiều mặt khác tông môn xuất thân cao thủ, mọi người đồng thời dâng tặng bang chủ vi tôn, ngày bình thường cũng có thể đồng tâm hiệp lực, không náo đại mâu thuẫn. Có thể nói, Trăm Hùng là một cái tông môn cùng bang phái hỗn hợp thể. Kim Châu thành 7 đại tông, có một phần là thuần túy tông môn truyền thừa, còn có một bộ phận tác chính là là thuần túy giang hồ bang phái, chỉ có Trăm Hùng là ở vào khoảng hai người trong lúc đó. Trăm Hùng Nguyên Anh tu sĩ tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, dựa vào lấy trong bang cổ xưa khu trùng thuật, một mực Kim Châu trong thành hô phong hoán vũ, lực ảnh hưởng to lớn, không tại bài danh tiền tam tông dưới cửa. Trường An đường nếu là trên danh nghĩa tại trăm hùng phía dưới, coi như là có chút hương khói chi tình, Hồ Thành tự nhiên muốn trước dẫn tiêu phàm đi trăm hùng đường kiến thức kiến thức. Tiêu phàm cứ việc đi vào thoi ma giới hơn 40 năm, phần lớn thời gian nhưng lại trong núi vượt qua đích, thật đúng là không có như thế nào hảo hảo đi dạo qua phố. Kim Châu Thành to lớn, trong thành chi náo nhiệt phồn hoa, đương làm thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Một chuyến bốn người ngồi ở một cỗ thú trên xe, ở bên trong thành rộng rãi sạch sẽ trên đường cái chạy như bay về phía trước, trên đường đi trật tự tỉnh nhiên, phồn hoa cảnh trí xem chi vô cùng. Bất quá, Kim Châu Thành tuy được xưng là Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng. Trong nội thành nhiều nhất cửa hàng cũng cũng không phải y quán cùng tiệm thuốc, mà là mặt khác phường thị. Ví dụ như bảo vật giao dịch, luyện khí phường các loại, số lượng vẫn đang tại y quán cùng tiệm thuốc phía trên. Dù sao những này mới được là tu chân giới thường thấy nhất mấy cái gì đó, Kim Châu thành đầu tiên là một tòa tu sĩ tri thành, sau đó mới là dược liệu nơi tập kết hàng. Đoàn người ngày bình thường cũng không thể đơn thuần dựa vào vãi lúa uống thuốc còn sống. Nhưng tương đối những thành thị khác mà nói, Kim Châu thành y quán cùng tiệm thuốc, tự nhiên là nhiều đến làm cho người giật mình trình độ. Tiêu Phàm trước kia đi dạo qua một lần sân thượng thành, cơ hồ tựu chưa từng gặp qua một nhà y quán, về phần nói đan dược tài liệu, cũng không phải tại dược trong tiệm bán ra mà là đang mặt khác mậu dịch loại trong cửa hàng, cùng bảo vật, bùa, tài liệu luyện khí đợi cùng một chỗ. Đó là chân chính tiệm tạp hóa, Kim Châu Thành ở bên trong, tựa hồ phân chia đắc càng thêm cẩn thận. Lại để cho tiêu phàm cảm thán chính là, vô luận là Kim Châu Thành có lẽ hay là sân thượng thành, đường đi đều tu kiến đắc cực kỳ rộng rãi, thú xe bôn bạc Mercedes Benz trên của hắn, tốc độ cực nhanh, tuyệt sẽ không phát sinh như là kẹt xe các loại. Sự tình, đương nhiên, nếu thật là đã xảy ra kẹt xe tình hình, thú xe tùy thời có thể tầng trời thấp phi đột, kẹt xe tình hình lập tức giải quyết dễ dàng. Cho tiêu phàm cảm giác chính là, thành thị tuy lớn, nhân khẩu tuy nhiều, trật tự nhưng lại thật tốt. Cùng trên địa cầu siêu cấp lớn thành thị bất đồng, càng đi trong thành thị, thiên địa linh khí liền càng là nồng đậm, hai bên đường màu xanh biếc thảm thực vật càng nhiều, cả trong thành, trên thực tế đều là xây tại xanh um tươi tốt một mảng lớn trong rừng rậm trong trong thành cái này một ít khối khu vực, là cả Kim Châu thành trong vòng ngàn dặm trong linh khí nồng nặc nhất địa phương, những kia tiền bối cao nhân, đều ở đây ở phía trong xây dựng có động phủ cùng sân. Đương nhiên, còn có một chút tiền bối động phủ ở ngoài thành, độc bá một mảng lớn linh địa. Ngẫu nhiên sẽ tới thành ở bên trong mới ở lại một thời gian ngắn. Hồ Thành nhìn qua đường đi hai bên san sát nối tiếp nhau ngăn nắp building, các loại quy mô siêu đại cửa hàng, kìm lòng không được mà cảm thán nói, đầy cõi lòng hâm mộ ý. Thực không biết mình cả đời này, phải chăng cũng có cơ hội trở thành người như vậy thượng loại người. Kỳ thật dùng hồ thành tu vi hiện tại, tại tu chân giới cố nhiên là không chút nào thu hút tiểu nhân vật, nhưng chỉ cần hắn thối một bước, đi ra ngoài thành, tại phổ người bình thường thế giới, hắn lập tức tự sẽ biến thành cao cấp nhất nhân vật lợi hại, cả đời trải qua cẩm y ngọc thực người thượng nhân cuộc sống. Chỉ có điều đã lựa chọn con đường tu chân, muốn trăm phương ngàn kế hướng lên tiến dai, chứng nhận lấy trường sinh chi đạo. Thú xe về phía trước chạy như bay, trăm hùng đường cực lớn chiêu bài, rốt cục xa xa đang nhìn. chương 950, khách quý. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trăm hùng đường kích thước to lớn, hãy để cho tiêu phàm lắp bắp kinh hãi. Dựa theo tiêu phàm giải thích, trăm hùng đường cũng không phải bình thường y quán hoặc là tiệm thuốc, mà là một nhà tổng hợp lại tính to lớn chữa bệnh cơ cấu, Y quán cùng tiệm thuốc là tách ra đích, còn có chứa, nằm viện bộ, đương nhiên tên có chỗ bất đồng, ở chỗ này gọi là tiếp khách các, nghe có điểm giống khách sạn. Dù sao đây là vì tu sĩ chữa bệnh địa phương, cùng phổ người bình thường y quán không là một chuyện. Tu sĩ chẳng những muốn tại Trăm Hùng Đường chữa thương chữa bệnh, còn muốn luyện công ngồi xuống, thậm chí luyện đan luyện khí. Chỉ cần ngươi cần phải khởi cũng đủ linh thạch, người thậm chí có thể tại Trăm Hùng Đường có được chính mình tư nhân động phủ. Trăm hùng đường tiệm thuốc cũng chia là nhiều cái bất đồng đẳng cấp. Lầu một đại sảnh người nhiều nhất, cũng náo nhiệt nhất, quả thực hình cùng một cái phố xá sầm uất. Hối hả, dòng người như dệt. So tiêu phàm trên địa cầu chứng kiến to lớn siêu thị còn muốn náo nhiệt. Bất quá hồ thành bên miệng lại hiện ra một tia khinh thường thần sắc. Đối với tiêu phàm nói ra, tiêu tiên sinh, tại đây đều là luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp thường đến địa phương, bán cũng là hàng thông thường. Chúng ta đi lên lầu a. Kỳ thật lầu một đại sảnh cũng không cũng chỉ có luyện khí kỳ đệ tử chiếu sáng, tiêu phàm tùy tiện quét qua, có thể trong đại sảnh cảm ứng được không ít chút cơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn có một cái khác kim đan tu sĩ, cũng hỗn tạp trong đó. Nhưng trong đại sảnh giao dịch đích, xác thực đều là chút ít tương đối thông thường dược liệu dược phẩm, tiêu phàm dưới mắt xác thực không cần những này hàng thông thường. Lên tới lầu 2, Hồ Thành lần nữa do dự một chút, cuối cùng là một nhấc chân tự hướng lầu 3 đi đến. Sư phụ, Minh Ngọc lại càng hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở Hồ Thành một câu. Tại Hồ Thành rất nhiều trong hàng đệ tử, Minh Ngọc xem như bái kiến chút ít quen mặt đích. Nhưng hắn là thập phần tinh tường, trăm hùng đường đại tiệm thuốc lầu 2, bán ra các loại dược vật đã là chân phẩm. Bình thường ở chỗ này ra vào chút cơ kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Đa số là kim đan kỳ tiền bối cao nhân, về phần đệ tam lâu, vậy thì càng thêm ngoan ngoãn cực kỳ khủng cây ếch yêu ta ép tiêu thụ đều đều là ngoại giới khó gặp cực phẩm dược liệu. Tầm thường kim đan sơ kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ, đơn giản cũng không dám vào cửa. Trong ngày thường nghênh ngang đi lên lầu ba đích, hơn phân nửa là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thậm chí nguyên anh kỳ tổ sư gia cũng thường xuyên hiện thân. Bọn hắn một chuyến này bốn người, hai gã trúc cơ kỳ hai gã luyện khí kỳ, vậy mà cũng ngốc núc ních hướng lầu ba sông, đây không phải làm trò cười sao. Hồ Thành cười khổ một tiếng, lắc đầu. Nói ra, tiêu tiên sinh lần này muốn đích, đều là cực phẩm linh dược, ta biết rõ lầu 2 không có khả năng có. Có lẽ lầu 3 còn có chút hy vọng, đã như vậy, cũng nên đi thử thời vận. Nhưng là chúng ta, tiêu phàm mỉm cười, nói ra, không sao, chúng ta cũng không phải đến nháo sự đích, chúng ta là khách nhân. Trăm hùng đường lại ra đại nghiệp đại, cũng không trở thành đem khách nhân đuổi đi ra cửa A. Nói xong, tiêu phàm dẫn đầu lên lầu. Minh Ngọc bọn người chỉ phải đi theo ở phía sau. Trên đường đi không chỉ nói Minh Ngọc cùng một danh khác luyện khí kỳ đệ tử, coi như là Hồ Thành, cũng không ở hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ tầm mắt mở rộng ra thổ báo tử bộ dáng. Vừa mới vừa bước lên lầu ba, chóp mũi làn gió thơm bắt đầu khởi động, thì có một gã xinh đẹp nữ tử, làm thị nữ cách ăn mặc. Xảo cười yên nhiên mà đón chào, vừa thấy được tiêu phàm bọn bốn người. Rõ ràng xứng sờ ngơ ngác một chút, nụ cười trên mặt lập tức có chỗ thay đổi. Do chức nghiệp hóa mỉm cười trở nên tràn ngập ý tò mò. Bốn vị đạo hiếu, xinh đẹp nữ tử trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào tìm từ. Vừa thấy được người này làm thị nữ cách ăn mặc nữ tử, Minh Ngọc cùng một danh khắc luyện khí kỳ đệ tử lập tức trột dạ mà cúi đầu. Người này xinh đẹp trên người cô gái phát ra linh lực chấn động, thình lình có chút cơ trung kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí so trường an đường Đại lang Trung Hồ Bân còn phải mạnh hơn ba phần. Ở chỗ này, cũng chỉ là một gã nghênh đón mang đến thị nữ mà thôi. Trăm hùng đường thật sao tài đại khí thô tiền nhiều như nước được ngay. Xinh đẹp nữ tử hiển nhiên không có hiểu rõ, tiêu phàm một chuyến bốn người là đến nơi đây làm cái gì. Nàng ở chỗ này tiếp khách nhiều năm, ngoại trừ một ít nguyên anh kỳ kim đan kỳ lão quái vật bên người đệ tử tùy tùng bên ngoài, còn chưa bao giờ thấy qua chút cơ kỳ trở xuống tu sĩ. Về phần luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, lại càng hiếm thấy những kia lão quái vật bên người đệ tử người hầu, tu vi bình thường đã ở trúc cơ kỳ đã ngoài. Không phải là tỉnh tỉnh mê mê đích, đi nhầm chỗ ngồi đi à nha. Tiêu phàm ôm quyền vái chào, mỉm cười nói, vị đạo hữu này, tiêu mỗ hữu lễ. Tại hạ muốn hướng quý điếm cầu mua một ít dược liệu, không biết đạo hữu có thể cho ta tiến cử thoáng một tí. Xinh đẹp nữ tử cũng là bái kiến đại quen mặt đích, lập tức liền từ trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, vừa cười vừa nói, thì ra là thế, lại không biết tiêu đạo hữu yêu cầu mua cái gì dược liệu bình thường chúc cơ kỳ đạo hữu cần dùng dược liệu lầu một lầu hai cơ bản đều phải đầy đủ liễu tương đương lão nhân ra người không đi những địa phương kia đi dạo chạy lầu ba tới làm gì tiêu phàm cười cười đưa qua một mảnh thẻ tre nói ra không biết cái này mấy vị linh dược quý điếm có hay không bán ra hay sao xinh đẹp nữ tử trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm chiếu cái này tư thế vị này không phải thổ báo từ a hát nho nhã lễ độ, hình như là cố ý hướng về phía lầu ba đến đích. Đúng vậy nhìn tiêu phàm tu vi, rõ ràng chỉ là chút cơ kỳ tiêu chuẩn, lầu ba những này cực phẩm linh dược, cho dù cho hắn sử dụng, cũng hơn nửa là lãng phí mất. Cái này thật là có chút làm không rõ ràng liễu tương đương. Xinh đẹp nữ tử lúc này tiếp nhận thẻ tre, hướng trên chán một dán mãnh liệt khẽ mở môi anh đào, lên tiếng kinh hô, nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt, trở nên cực kỳ quái dị. Cái này, tiêu đạo hữu yêu cầu mua những này cực phẩm linh dược. Hơi khoảnh, xinh đẹp nữ tử trừng to mắt nhìn về phía tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Cái này thẻ tre ở phía trong ghi lại hơn tính ra linh dược, không chỉ nói hắn chính là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh kỳ lão quái vật, một khi nhìn thấy về sau, đều đánh vỡ đầu tranh đoạt đích. Mà lại không từ mà biệt, riêng là những này linh dược giá cả, tự cũng không phải bình thường kim đan kỳ tu sĩ có thể thừa gánh chịu nổi đích. Về phần chúc cơ kỳ tu sĩ, xinh đẹp nữ tử ngay muốn đều không có nghĩ như vậy qua. Đúng vậy." Tiêu Phàm rất khẳng định gật đầu đồng ý. "Cái này, chẳng lẽ Tiêu đạo hữu là vì ấy nguyên anh tổ sư môn nhân đệ tử? Được sư môn nhắc nhở mà đến." Xinh đẹp nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nghi hoặc mà hỏi thăm, càng xem càng cảm thấy người này khí độ phi phàm, suy đoán của mình nên vậy 89 phần 10. Tiêu Phàm tự cười, nhẹ nói nói, "Đạo hiếu chẳng lẽ quý điếm có quy tắc, chỉ có nguyên anh tổ sư môn nhân đệ tử, mới có thể năng lực ở chỗ này cầu mua dược vật sao? Hồ Thành bọn người nhất thời biến sắc, một bộ đã bị kinh hãi bộ dạng, Hồ Thành thậm chí nhẹ nhàng lôi kéo tiêu phàm vạt áo, ý bảo hắn ngàn vạn không cần phải tại trong ngôn ngữ đắc tội người này xinh đẹp nữ tử, mặc dù là làm thị nữ cách ăn mặc, nhưng tể tướng gia đình thất phẩm quan. Trăm hùng đường một gã bình thường thị nữ, cũng không phải bọn hắn trêu chọc được rất tốt đích huống chi cái này xinh đẹp nữ tử thân mình cũng có được chút cơ trung kỳ tu vi, tuyệt không phải tên soàng xính. Xinh đẹp nữ tử ngược lại cũng không tức giận, nghe vậy tự nhiên cười nói, nói ra là tiểu muội đường đột rồi, bổn điếm bản không quy củ như vậy, bất luận cái gì khách nhân đều có thể vào xem bổn điếm. Bất quá có một quy củ xác thực cùng với tiêu đạo hiếu đi đầu nói rõ, tiêu đạo hữu cầu mua đều đều là cực phẩm linh dược, bổn điếm cũng chỉ có còn phẩm các mới ngẫu nhiên có bán tiêu đạo hữu muốn đi vào còn phẩm các lời mà nói, trước hết giao nạp một ngàn linh thạch, nhận lấy bổn điếm khách quý bài, còn phẩm các chấp sự mới có thể tiếp đãi đạo hữu Một ngàn linh thạch, Minh Ngọc bọn người lập tức lên tiếng kinh hô. Minh Ngọc đặt chân tu chân giới cũng có chút lâu lắm rồi, ngày bình thường sư môn có chút linh thạch phát cho xuống, vẫn còn bách thảo viên làm chút hít nhận không ra người tiểu hoạt động, nhiều năm thích xúc xuống, trong túi áo cũng không đủ 800 linh thạch số lượng. Tại một các sư huynh đệ trong lúc đó, hắn đã muốn có thể nói rộng rãi lão. Đúng vậy cái này xinh đẹp nữ tử, mới mở miệng muốn một ngàn linh thạch, vẫn chỉ là lính cái gì khách quý bài. Đây không phải lọt hố người sao. Hồ Thành thần sắc cũng so minh ngọc cũng không khá hơn chút nào. Xinh đẹp nữ tử khóe miệng nhếch lên, hiện lên một vòng cơ phiền ý. Có thể, tiêu phàm lại không nói hai lời, tự giao hàng một ngàn khỏa cấp thấp linh thạch, chứa ở một cái tiểu chữ vật phí, đưa cho xinh đẹp nữ tử, con mắt nháy cũng không nháy xuống. Nguyên Ngọc dùng sức nuốt vào từng ngụm nước, rất chướng tai gai mắt mà há to miệng. Xinh đẹp nữ tử tựa hồ cũng bị tiêu phàm hào phóng lại càng hoảng sợ, tiếp nhận chữ vật vòng tay, liền là nhẹ nhàng cười một tiếng, trở tay lấy ra một mặt tinh mỹ bạch ngọc bài, giao cho tiêu phàm trong tay, nói ra tiêu đạo hiếu, đây là bổn điếm khách quý bài, thỉnh cất kỹ. Có mặt này khách quý bài, tiêu đạo hiếu chính là bổn điếm khách quý, về sau có thể tùy thời quang lâm bổn điếm bất luận cái gì một chỗ nơi. Tiêu phàm tiếp nhận ngọc bài, mỉm cười, nói ra, ba vị này đạo hiếu, là tại hạ đồng bạn có thể cùng một chỗ tiến vào còn phẩm các, mở mang tầm mắt. Đương nhiên có thể, mỗi vị khách quý cũng có thể dẫn môn nhân đệ tử đích. Tiêu đạo hiếu, thỉnh. Đối với hồ thành bọn người, không nhìn thẳng. Nàng này lúc này tiếp khách nhiều năm, duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra được, một chuyến này bốn người, chỉ có tiêu phàm mới được là một nhân vật. Lập tức tại xinh đẹp nữ tử dẫn dắt phía dưới, tiêu phàm bọn người về phía trước mà đi. Lầu ba diện tích cũng cực kỳ quảng đại, chia làm rất nhiều độc lập cư xá vực, xinh đẹp nữ tử thấp giọng hướng tiêu phàm từng cái giới thiệu, thái độ kính cẩn. Đã nộp một ngàn linh thạch, lấy được khách quý thân phận, dĩ nhiên là phải có khách quý đãi ngộ. Trăm hùng đường quy củ xâm nghiêm, xinh đẹp nữ tử rất không nguyện thụ người nắm thóp. Đi theo xinh đẹp nữ tử bên người, chuyển nhiều cái ngoặt khom tiêu phàm xem chừng, đã đi ra một hai dặm mà, mới xa xa nhìn thấy một gian uy nghiêm thở mạnh, lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa phòng, đại môn chính phía trên, còn phẩm các ba cái chữ triện chữ to kim lóng lánh, khí thế khinh người. Tiêu đạo hữu thỉnh xem, phía trước chính là còn phẩm các. Chúng ta chăm hùng đường chân quý nhất linh dược cùng tài liệu, đều ở còn phẩm trong các cất chứa. Nhiều lần loại nhỏ giao dịch hội, cũng là tại còn phẩm các tổ chức. Đúng rồi, tiêu đạo hiếu, ngươi cầm có chúng ta khách quý bài về sau, mỗi tháng tổ chức giao dịch hội, cũng có thể tham gia đích. Tiêu đạo hữu có thể lưu ý bổn điếm thông cáo, bình thường giao dịch hội tổ chức trước kia 3 đến 7 ngày, bổn điếm hội phát ra thông cáo, mời các giới đạo hữu tham gia. Tiêu phàm hỏi, giao dịch hội thượng, sẽ có quý điếm không có chân phẩm xuất hiện sao? Cái này không nhất định, bình thường mà nói, bổn điếm dược phẩm có lẽ hay là rất đầy đủ đích. Nhưng giao dịch hội thượng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít tiền bối cao nhân cầm ra bản thân cất kỹ linh dược tiến hành giao dịch, cái này bổn điếm cũng không dám cam đoan nói nhất định có liễu tương đương. Muốn xem tiêu đạo hữu vận khí như thế nào? Xinh đẹp nữ tử hé miệng cười một tiếng, ngữ khí thoảng qua mang theo một ít ngạo nghễ. Audio điện tử võ tấn bền chương 951, cửu linh cao Còn phẩm trong các im ắng đích, nhìn cái này bố trí, hoàn toàn là một gian cực kỳ lịch sự tao nhã phòng trà, một gã mặc tia tí ti theo đoàn hoa cẩm bào 50 tuổi khoảng chừng gì đó nam tử, mặt béo tròn đích, ngồi ở ghế bành ở phía trong uống trà, một gã tuổi nhỏ đồng tử khoanh tay tứ đứng ở bên cạnh, trầm tĩnh yên ắng, không mang theo chút nào khói lửa khí tức. Cùng trong tưởng tượng chợ giao dịch chỗ hoàn toàn bất đồng. Thấy xinh đẹp nữ tử đi tới, ông nhà giàu nam tử ngay mí mắt cũng không dơ lên thoáng một tí, chỉ là chậm rãi đem chén trà thả lại mặt bàn, rủ xuống mí mắt, phối hợp muốn nhà mình tâm sự, đối với vào cửa mấy vị này, hoàn toàn không thấy. Hồ Thành ba người vừa vào cửa tựu dừng bước, xa xa đứng ở nơi đó, ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Thật sự cái kia cầm bào lão giả khí thức trên thân quá mạnh mẽ, ngay Hồ Thành cũng nhìn không thấu hắn cụ thể tu vi rốt cuộc như thế nào, dù sao ít nhất tại kim đan trung kỳ đã ngoài, nếu không nghe lời, sẽ không để cho hắn cảm thấy áp lực như thế trầm trọng thậm chí cả kia khoanh tay đứng thẳng 14-15 tuổi đồng tử, đều có chút cơ hậu kỳ đáng sợ tu vi. Hồ Thành chính là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nào dám nói lung tung lộn xộn rồi. Tiêu phàm xương cung mày nhẹ nhàng nhấc lên bỗng nhúc nhích. Người này cầm bào lão giả, thình lình có kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa đã muốn tiếp cận kim đan hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tuy nhiên nhìn về phía trên mặt béo tròn giống như ông nhà giàu, nhưng tiêu phàm làm mất đi trên người hắn cảm nhận được một cổ không giống người thường hoang dã khí tức, tựa hồ đeo trên người lấy nào đó viễn cổ hoang dã huyết mạch linh trùng. Thậm chí ngay linh thú hoàn trong cái kia vài vừa mới tiến hóa đến cấp 2 lưng sắt con bạo ngựa đều có chút dục dịch. Tiệm thuốc một vị trưởng quầy, lại có lấy kim đan hậu kỳ tu vi, trăm hùng đường thế đại có thể thấy được lốm đốm. Xinh đẹp nữ tử bước liên tục khoan thai, lượn lờ na na mà đi đến cẩm bào lão giả bên người, ven áo thi lễ, nũng nịu nói ra, đệ tử bái kiến gì sư bá. Cầm bào lão giả nhẹ khẽ hừ một tiếng, xem như trả lời, như trước mí mắt cũng không dơ lên xuống. Khởi bẩm gì sư bá, vị này tiêu đạo hiếu, vừa mới nộp linh thạch, nhận lấy khách quý bài, muốn hướng bổn điếm cầu mua một ít dược liệu, đây là hắn nhóm ra tới danh sách, thỉnh sư bá xem qua. Xinh đẹp nữ đáy hát úp xilon kính nói, hai tay đem thẻ che phụng đi lên. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, khoanh tay đứng hầu đứa bé nhướng mày, trong mắt sạch bong điện thiểm, hướng tiêu phàm nhìn qua tới, mang theo kinh ngạc thần sắc. Tên kia cầm bào lão giả lại vẫn đang không dương mắt ra, chỉ là ở chỗ sâu trong hai cái ngón tay, kẹp lấy cái kia tấm thẻ tre, lấy trở về, tùy tùy tiện tiện mà tại trên chán dán một chút, khóe miệng một kéo, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tiêu phàm liếc, chậm rãi nói ra, vị này khách quý, rất là không khéo, người muốn những này linh dược, yêu thú nội đan cùng máu huyết, bổn điếm hiện tại tuyệt đại bộ phận đều thiếu hàng. Ngữ khí bất tử bất tật, cũng không bởi vì tiêu phàm tu vi thấp liền sung người có quyền niết, ngược lại quy củ đắc vô cùng. Tiêu phàm cười cười, ôm quyền nhún, nói ra, trưởng quầy nói rất đúng tuyệt đại bộ phận thiếu hàng. Cẩm bào lão giả hơi có chút kinh ngạc thoáng nhìn hắn, nhẹ gật đầu, nói ra, là như thế này. Bổn điếm trước mắt còn có một bình nhỏ cửu linh cao, là một vị nguyên anh kỳ tiền bối gửi lại tại bổn điếm, ủy nhờ chúng ta đời tìm người mua đích. Đạo hữu nếu như phải cần lời nói, lão phu có thể cho người cầm đến cấp ngươi nhìn xem. Tiêu phàm trên mặt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, nói ra có cửu linh cao. Vậy thì tốt quá. Cửu linh cao sắc thực cũng là hắn liệt ra tại trên danh sách cực phẩm linh dược một trong, cùng mặt khác linh dược bất đồng, cửu linh cao là thành phẩm dược, dùng chín chủng trồng bất đồng linh vật tinh luyện mà thành. Tại tiêu phàm phần này tờ đơn bên trong, tuy nhiên còn không tính là chân quý nhất, lại cũng đã cực kỳ hy hữu. Có cửu linh cao, nếu như lại có thể gom góp đến ba vị linh dược, tăng thêm tiêu phàm linh dược viên chung đều có dược liệu, có thể luyện chế ra bảo vệ tánh mạng linh đan, vì hoàng đường sâu ở một hơi, tái thiết pháp lấy tới nguyên anh cấp yêu thú nội đan cùng máu huyết, vì hoàng đường kéo dài tánh mạng. Đạo hữu chậm đã vui mừng, cái này cửu linh cao nhưng chưa hẳn tốt như vậy giao dịch cẩm bao lão giả cười nhạt một tiếng khoát tay áo giả đứng hầu đứa bé nhẹ nhàng một cung trong chớp mắt đi phòng trong chỉ chốc lát hai tay bưng lấy một cái ống ánh trắng noãn bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà đi ra tự hồ sợ không nghĩ qua là sẽ đem ngọc này bình đánh nát mất thỉnh khách quý kiểm hàng a cẩm bao lão giả cũng không đi đón cái kia bình ngọc trực tiếp hướng tiêu phàm bên kia vung tay lên lạnh nhạt nói ra thị vâng Đồng tử đáp ứng một tiếng, hai tay đem bình ngọc đưa cho tiêu phàm. Đa tạ, tiêu phàm cũng không khách khí, tiếp nhận bình ngọc, tiện tay phất một cái, bình ngọc thượng cái kia hai đạo nhìn về phía trên cực kỳ phức tạp bùa liền ứng tay mà rơi. Cẩm bào lão giả hai mắt bỗng dưng có rút lại một chút, trong mắt lộ ra một vòng vẻ gây ếch yêu ta ép sợ. Ngọc này trên bình dán hai đạo bùa, một đạo là còn phẩm các giấy niêm phong, một đạo khác thì là vị kia nguyên anh kỳ tiền bối tự tay dán đi lên đích, Khải Phong phương pháp, vị tiền bối kia chỉ nói cho một mình hắn. Hắn lại để cho đồng tử trực tiếp đem bình ngọc giao cho tiêu phàm kiểm hàng, vốn là tựu tồn tại muốn xem tiêu phàm chê cười tâm tư. Thật sự người này chúc cơ kỳ tiểu bối quá chấn định chút ít, tựa hồ chính mình đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với hắn không có tạo thành bất luận cái gì uy áp. Cái này lại để cho cẩm bào lão giả âm thầm không vui. Tu chân giới là có quy tắc đích, cao thấp tôn thi, đẳng cấp xâm nghiêm, chính là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, vọng tưởng muốn cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ bình khởi bình tọa thì phải là đi quá giới hạn. Ai ngờ tiêu phàm khoát tay, hai đạo bùa liền tiện tay vạch trần yết đi. Những thứ không nói khác, tại bùa chi đạo thượng, tuyệt đối là cấp đại sư tiêu chuẩn. Trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, như vậy tinh thông bùa chi đạo đích, thật sự là phi thường hiếm thấy. Nhưng lệnh cầm bào lão giả cây ếch yêu ta ép sợ đích, xa không chỉ lần này tiêu phàm mở ra bình ngọc về sau, chỉ là đi đến bên trong nhìn coi, lại tiến đến chóp mũi nghe thấy một chút, liền là một lần nữa đắp lên nắp bình, mỉm cười nói, không tệ xác thực là cửu linh cao, tuy nhiên sử dụng linh dược có bốn loại hỏa hầu không phải quá đủ, lại cũng đã có thể dùng. Cẩm bào lão giả mãnh liệt mở to hai mắt, lạnh điện loại ánh mắt tại tiêu phàm trên người qua lại nhìn quét, chút nào cũng không giấu giếm cây ếch yêu ta ép sợ của mình ý. Chính là chúc cơ kỳ tu sĩ, có can đảm tự mình kiểm nghiệm cửu linh cao, đã muốn lại để cho hắn rất kinh ngạc, bản còn có chút bán tín bán nghi, sợ tiêu phàm không hiểu giả hiểu, làm bộ làm tịch. Dù sao cái này cửu linh cao là trăm hùng đường còn phẩm các lấy ra đích, thật giả tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trăm hùng đường còn phẩm các tuyệt đối không thể có thể sử dụng hàng giả lừa gạt người, tự nện chiêu bài. Nào biết được tiêu phàm thuận miệng tự nói ra cái này cửu linh cao chỗ thiếu hụt, lúc trước vị kia Nguyên Anh kỳ tiền bối đem cửu linh cao gửi lại tại còn phẩm các bán hộ thời điểm, cũng đã nói rõ cửu linh cao cái này chỗ thiếu hụt. Nói là nguyên liệu khó cầu, đành phải dùng hỏa hầu hơi có khiếm khuyết bốn loại linh dược trộn lẫn vào trong đó đến luyện chế ra, cũng chính là bởi vì như vậy, vị kia Nguyên Anh kỳ tiền bối mới bằng lòng cầm chai này cửu linh cao bỏ ra bán, nếu không nghe lời, như thế quý hiếm linh dược, nhất định là giữ lại tự cho là đúng liễu tương đương. Làm được đây hết thảy, tiêu phàm bất quá là nhìn một cái, ngửi một chút mà thôi. Cẩm bào lão giả tự nhận, chính mình cứ việc thấm nhìn y đạo hơn trăm năm, cũng tuyệt không có như vậy năng lực. Chẳng lẽ người này thật sự là y học thượng bất thế gia thiên tài? Tuy nhiên chỉ có chút cơ kỳ tu vi, y đạo thiên phú lại trên đời vô song. Loại tình hình này tuy cực kỳ thưa thất, thật cũng không là hoàn toàn không thể nào xuất hiện đích. Bất quá cẩm bào lão giả thân là còn phẩm các trưởng quầy, tự nhiên là bái kiến đại quen mặt trải qua gió lớn sóng người, rất nhanh liền đem vẻ cây ếch yêu ta ép sợ đè ép xuống dưới, chậm rãi nói ra tiêu đạo hữu tuệ nhãn như đuốc, hà mỗ bội phục. Cái này cửu linh cao sắc thực hơi có chỗ thiếu hụt, nhưng như trước vẫn có thể xem là cực phẩm linh dược. Tiêu đạo hữu định như thế nào, cảm thấy cái này cửu linh cao là người cần thiết vật sao? Tiêu phàm vừa chắp tay, nói ra cái này cửu linh cao sắc thực là tại hạ cần thiết vật, thỉnh trưởng quầy nói cái giá đi, cần bao nhiêu linh thạch. Linh thạch, cẩm bào lão giả khóe miệng hiện lên một tia cổ quái vui vẻ, hơi ba phần khinh thường. Tiêu đạo hữu cảm thấy, vị kia nguyên anh kỳ tiền bối, hội thiếu linh thạch sao? Cùng loại cực phẩm linh dược, từ trước đều là lấy vật đổi vật tương đối nhiều, thực dùng linh thạch đến giao dịch đích, ngược lại là số rất ít. Vị tiền bối kia nói được minh bạch, cái này cửu linh cao không bán linh thạch, phải lấy vật đổi vật. A -hát đã như vậy, xin hỏi vị tiền bối kia cần dùng cái gì đó đến trao đổi đâu này? Tiêu phàm bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Thấy tiêu phàm như vậy chấn định tự nhiên bộ dạng, cẩm bao lão giả cảm thấy trong lòng có một cổ khí lại không lớn thuận rồi, cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra tiêu đạo hữu là tính trước kỹ càng a hát. Vị tiền bối kia phải thay đổi mấy cái gì đó cũng không nhiều, chỉ có ba dạng. Đệ nhất dạng, xích viêm thảo một cây, dược hiệu 800 năm đã ngoài, thứ hai dạng, người già ô một cây, dược hiệu đã ngoài ngàn năm, dạng thứ ba, thảo tinh một quả, dược hiệu cũng là đã ngoài ngàn năm. Cái này ba dạng dược liệu, người tùy tiện cầm đồng dạng đi ra, có thể đổi đi chai này cửu linh cao. Cái gì? Cẩm bào lão giả lời còn chưa dứt, bên kia mái hiên tựu vang lên kinh hô thanh âm, hồ thành trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi như mộng ảo thần sắc. Vô luận là 800 năm đã ngoài xích viêm thảo, có lẽ hay là đã ngoài ngàn năm người già ô hoặc là thảo tinh, đều là khó gặp cực phẩm linh dược giá trị to lớn tuyệt đối không tại cửu linh cao phía dưới chỉ ở trên của hắn bình thường có loại này linh dược người như thế nào lại lấy ra trao đổi cửu linh cao cẩm bào lão giả loát tròm dâu lẳng lặng chăm chú nhìn tiêu phàm thần sắc trên mặt không mặn không nhạt đích tiền bối thật sự không thể dùng linh thạch giao dịch sao tiêu phàm trầm ngâm hỏi cẩm bào lão giả khóe miệng một kéo xem như cho tiêu phàm trả lời thuyết phục khóe miệng khinh thường ý, cực kỳ rõ ràng. Linh thạch, ta cho ngươi linh thạch, ngươi cho ta mua một lọ cửu linh cao trở về thử xem. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra tại hạ đỉnh đầu, quả thật có một cây người giả ô, chính là dược hiệu. Dược hiệu tuyệt đối không thể thiếu tại hai ngàn năm, nếu không không bàn nữa. Không đợi tiêu phàm nói xong, cẩm bao lão giả đã muốn không chút khách khí mà cắt đứt hắn, ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhược. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, trưởng quầy hiểu lầm ý tứ của ta, trong tay ta đầu cái này cây người già ô, dược hiệu vượt xa 2.000 năm, chừng 4 đã ngoài ngàn năm. Dùng để trao đổi một lọ cửu linh cao, nhưng là có chút có hại chịu thiệt liễu tương đương. Cái gì, 4.000 năm người già ô? Lần này, chẳng những hồ thành bọn người ở tại kêu sợ hãi, ngay cầm bào lão giả mình cũng nhịn không được, mãnh liệt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tuyệt không tin thần sắc. Ở đây đều hiểu được y thuật dược lý, hai ngàn năm người già ô là bực nào chân quý, tự không cần nhiều lời rồi, mọi người đều biết. Hiện nay, tiêu phàm lại nhẹ nói hắn có một cây bốn ngàn năm người già ô, đây không phải đùa giỡn hay sao? Tiểu tử ngươi nhất định là cố ý đích. chương 952, có người làm dối. Tiêu đạo hữu hẳn là trêu chọc lão phu. Cầm bào lão giả trợn to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu phàm cười cười, thủ đoạn một phen, một cái óng ánh hộp ngọc di động hiện ra, đưa tới cẩm bào lão giả trước mặt. Cẩm bào lão giả bán tín bán nghi mà tiếp nhận hộp ngọc, tiện tay mở ra, lập tức một cổ nồng đậm mùi thuốc liền tràn ngập ra đến, hồ thành bọn người cũng rỗi dài cổ, ào ào hướng bên này nhìn quanh. Chỉ thấy trong hộp ngọc, bày đặt một cây tuyết trắng linh dược, cực giống hình người, dễ cây có đủ, linh dược mặt ngoài, nếp nhăn trồng lên nếp nhăn, nhìn qua có thể biết ngay, cái này cây linh dược không biết chữ hàng bao nhiêu năm cầm bao lão giả cũng là đạo này cao thủ, trong mắt nhất thời lộ ra lửa nóng sáng giỏi, nhẹ nhàng đem cái kia cây linh dược theo trong hộp ngọc lấy đi ra, dơ lên cao cao, đối với ánh sáng nơi, cẩn thận xem. Đồng tử, xinh đẹp nữ tử, hồ thành minh ngọc bọn người, nguyên một đám bình thức tĩnh khí, mắt nhìn cái kia cây linh dược, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Không tệ đây đúng là một cây dược hiệu tại bốn đã ngoài ngàn năm người già ô, hơn nữa phẩm tương thẳng hàng. Hơi khoảnh, cẩm bào lão giả rốt cuộc nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, đem cái kia cây người già ô trân trọng mà thu hồi hộp ngọc, nhưng lại không đưa trả lại cho tiêu phàm, mà là giữ tại tay mình đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Tiêu đạo hiếu, người xác định muốn bắt cái này cây người già ô đến trao đổi cửu linh cao sao. Trên mặt vậy mà ẩn ẩn có lo được lo mất thần sắc. Chính phẩm cửu linh cao giá trị, chưa hẳn tại 4.000 năm người già ô phía dưới, nhưng cẩm bào lão giả rất rõ ràng, chính mình lấy ra cái kia bình cửu linh cao, đúng vậy có khuyết điểm nhỏ nhặt đích, chỉ có thể coi là là thứ phẩm. Bình thường có rất ít người hội dùng thẳng hàng phẩm tương 4.000 năm người dạo ô để đổi một lọ thứ phẩm cửu linh cao. Bất quá tiêu phàm tự nhiên là cái ngoại lệ. Cửu linh cao là luyện chế ra đến linh dược, trong đó vài chủng trồng nguyên liệu cũng không phải cỏ cây chi thuộc đích, đối với hắn mà nói, những này nguyên liệu dường như khó cầu, cũng càng gia tăng chân quý. Nhưng như vậy giao dịch, tiêu phàm tự cũng không chịu ăn thiếu thiệt thòi quá mức. Thấy tiêu phàm do dự, cẩm bào lão giả lập tức nói ra, tiêu đạo hữu yên tâm, chúng ta chăm hùng đường việc buôn bán từ trước công đạo, già trẻ không gạt. Nếu như tiêu đạo hữu nguyện ý trao đổi lời mà nói, chúng ta nhất định còn muốn đối với tiêu đạo hữu có chỗ đền bù tổn thất, sẽ không để cho người có hại chịu thiệt đích. Tiêu phàm mỉm cười hỏi, không biết tiền bối ý định như thế nào đền bù tổn thất cẩm bào lão giả không chút do dự nói ra, ngoại trừ cái kia bình cửu linh cao bên ngoài, bổn điếm còn có thể đền bù tổn thất cho đạo hữu vạn linh thạch. Hồ thành bọn người lập tức cho đã mắt đều là tiểu tinh tinh sao? Vạn linh thạch, đối với bọn họ mà nói, đã là một cái khó có thể tưởng tượng số lượng rồi, tại cẩm bào lão giả nói đến, tắc chính là chỉ là một vật kèm theo. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, linh thạch tại hạ cũng tịnh không vội cần, chỗ này của ta còn có một phần danh sách kình tiền bối nhìn xem, phải chăng có thích hợp mấy cái gì đó. Nói xong, lại đưa cho cẩm bào lão giả một mảnh thẻ tre. Cẩm bào lão giả tiếp nhận tại trên chán một rán, không khỏi cười nói, xem ra tiêu đạo hữu là một vị thượng đẳng lang trung liễu tương đương. Phải cần tốt dược liệu thật đúng là không ít, được rồi, tuy nhiên đạo hữu yêu cầu không thấp, đảo cũng khó không được chúng ta chăm hùng đường. Ngoại trừ cái kia bình cửu linh cao, lão phu lại thêm một khối thất khiếu ngọc, cộng thêm 5.000 linh thạch, cùng đạo hữu trao đổi, như thế nào? Tốt, tiêu phàm không chút do dự gật đầu. Hắn hiện tại cần nhiều hơn trao đổi cất chứ không phải thảo mộc thuộc tính dược liệu, còn có một chút quý hiếm linh dược trùng trồng từ hòa cây non, đã ở hắn siêu tập trong phạm vi. Cứ việc cầm bào lão giả ra tới điều kiện này, như trước còn có rất lớn cò kè mặc cả không gian, bất quá tiêu phàm lại không nghĩ lại tính toán chi ly rồi, tình nguyện cho cầm bào lão giả chiếm chút tiện nghi. Bởi như vậy, cũng có thể kết xuống cái thiện duyên. Đã quyết định muốn tại Kim Châu thành đợi một thời gian ngắn, thu thập các loại nhu cầu cấp bách dược liệu, giao hảo những này đại tiệm thuốc trưởng quầy, rất có tất yếu. Cầm Bào lão giả vừa nghe, quả nhiên đại hỷ, bản khắc trên mặt cũng khó đắc lộ ra dáng tươi cười, nói ra tốt, Tiêu Đạo Hữu sảng khoái, lão phu cũng thích cùng sảng khoái người liên hệ. Lúc này phân phó đồng tử, đi lấy một khối thất khiếu ngọc đến cùng cái kia bình cửu linh cao cùng với chứa 5.000 linh thạch chữ vật vòng tay, một khối dao cho tiêu phàm trong tay. Tiêu đạo hữu tuổi còn trẻ, phần này trí tuệ cùng ánh mắt kiến thức, nhưng là không dậy nổi. Lão Phu rất nguyện ý cùng tiêu đạo hữu kết giao bằng hữu ngày sau đạo hữu nếu là có hạ, chỉ bằng đến còn phẩm các tìm đến lão Phu uống trà nói chuyện phiếm. Đông đám trẻ tử hòa xinh đẹp nữ tử không khỏi hoảng sợ. Cầm bao lão giả tính tình như thế nào, bọn hắn đều đều là biết rõ đích vậy mà đối với một gã trúc cơ kỳ tu sĩ khách khí như thế, thật sự là trước đó chưa từng có. Tiêu phàm như trước không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà vừa chắp tay, nói ra, đa tạ tiền bối coi trọng. Liền vào lúc này, còn phẩm các cửa phòng khép hờ bỗng nhiên bị người đẩy ra đến, có người ha ha cười lớn nói, Hà Huynh, nghe nói ngươi ở đây có cửu linh cao bán ra, có phải là A Hát? Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một gã cẩm y đại hán bỗng nhiên ra hiện tại cửa ra vào chợt nhìn đi, người này cũng không thập phần cao lớn, bất quá trên mặt vẻ này cuồng ngạo thần sắc, lại thập phần gây chú ý ánh mắt địch nhân. Nhưng một cảm ứng được lần này trên thân người linh lực chấn động về sau, Hồ Thành Minh Ngọc bọn người liền đều chăm chú ngậm miệng lại, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Đông đám trẻ tử hòa xinh đẹp nữ tử cũng đều đều lộ ra vẻ kính cẩn. Đối mặt một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên đều là để ý như vậy cẩn thận, lại càng không cần phải nói luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp liếu tương đương. Ha ha, nguyên lai là kim đạo hiếu. Dù là cẩm bào lão giả một mực ăn nói có ý tứ, đối mặt người này có kim đan trung kỳ tu vi cẩm y nam tử, cũng có chút khách khí, lược liền ôm quyền, nói ra. Tiêu phàm rất nhạy cảm mà phát giác được, cẩm bào lão giả trong mắt, vậy mà hiện lên một vòng kiêng kỵ ý. Hẳn là cái này cẩm y nam tử tu luyện có nào đó cực kỳ lợi hại phách đạo thần thông hay hoặc là địa vị thật lớn. Nếu không, cẩm bào lão giả đường đường một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, cần gì phải kiên kỵ một gã kim đan trung kỳ đồng đạo. Hà Huynh, tiểu đệ ta cần phải của trách ngươi, ngươi rõ ràng trong tay có cửu linh cao, làm sao lại không biết hội tiểu đệ một tiếng. Hắc hắc, ngươi biết tiểu đệ một mực đều đang tìm kiếm cái này linh dược. Cẩm bào lão giả hai tay một quán, nói ra kim đạo hữu hiểu, hiểu lầm, lão phu trong tay trai này cửu linh cao, đúng vậy hô diên tiền bối gửi lại tại chúng ta còn phẩm các đích, cũng không phải là trăm hùng đường tất cả, bởi vậy. Họ kim cẩm y nam tử khoát tay chặn lại, tự cắt đứt cầm bào lão giả thoại ngữ, cười hắc hắc, nói ra, hà huynh, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hô diên tiền bối vì sao phải đem cửu linh cao gửi lại tại các ngươi còn phẩm các. Còn không phải muốn các ngươi vì hắn bán hộ sao, nhanh lên lấy ra đi, tiểu đệ ta tìm cái này cửu linh cao, đều tìm nhiều cái nguyệt quả nhiên là đợi không được liễu tương đương. Lời vừa nói ra, đồng đám trẻ tử hòa xinh đẹp nữ tử trên mặt đều lộ ra một tia cổ quái thần sắc, Hồ Thành Minh Ngọc bọn người lại càng hai mặt nhìn nhau, mắt lộ sợ hãi. Hôm nay thật đúng là vừa vặn rồi. Duy chỉ có tiêu phàm mặt không đổi sắc, gợn sóng không sợ hãi. Cẩm bào lão giả rất bất đắc dĩ nói, thực xin lỗi, Kim Đạo Hiếu, người đã tới chậm một bước, trai này cửu linh cao, đã muốn không tại trong tay ta đầu liễu tương đương. Cẩm y nam tử vừa nghe, Cơ hồ thẳng nhảy dựng lên, cái gì? Hà huynh ngươi là đang nói đùa a, à? tiểu đệ ta đúng vậy một nhận được tin tức tựu chạy tới đích, ngươi vậy mà. Hà huynh, không cần phải trêu chọc tiểu đệ, tranh thủ thời gian lấy ra, tiểu đệ thật sự rất cần cái này cửu linh cao. Kim đạo hữu không tin phải không? Cửu linh cao đã vừa mới đổi cho vị này Tiêu đạo hữu rồi. Cầm Bào lão giả cũng không khách khí, trực tiếp hướng Tiêu Phàm chỉ một ngón tay. Hồ Thành sắc mặt đại biến, cầm bào lão giả làm như vậy, thật sự quá không hiền hậu. Chính mình sợ đến tội cái này cẩm y nam tử, trực tiếp liền đem tiêu phàm vứt đi ra đường làm người chịu tội thay A-Hát. Tiêu phàm tốt xấu có lẽ hay là trăm hùng đường khách quý. Hắn, cẩm y nam tử liếc tiêu phàm liếc, trên mặt lập tức lộ ra cực độ khinh thường thần sắc, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. -hà. Hà Huynh, người tính tình này, coi như là vui đùa cũng sẽ không A-Hát. Hắn chính là một gã trúc cơ kỳ tiểu bối muốn tự cửu linh cao làm gì dùng. Hơn nữa, hắn mua được tốt hay sao hả? Chính phẩm cửu linh cao, như thế nào cũng nên là 6-7 vạn linh thạch đã ngoài a à. Linh thạch, ha ha, Kim Đạo Hữu cho rằng hô diên tiền bối hội khiếm khuyết linh thạch sao? Hắn lại yêu cầu lấy vật đổi vật. Lấy vật đổi vật, vậy thì càng không đúng. Cái này chúc cơ kỳ tiểu bối trên người, có thể có đồ vật gì đó, là hô diên tiền bối đều có thể để mắt hay sao? Hà Huynh, sảng khoái điểm, khai ra điều kiện A. Người cũng biết ta kim mỗ tính tình, sẽ không để cho người có hại chịu thiệt đích. Cẩm y nam tử hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin cẩm bào lão giả lời mà nói, chỉ là một gấp thanh âm mà thúc dục nói. Cẩm bào lão giả nhẹ khẽ hừ một tiếng, có chút không vui nói, như thế nào, kim đạo hữu không chịu tin tưởng lão phu nói lời sao. Lão phu lúc nào đối với kim đạo hữu hư nói khi dễ qua. Cẩm y nam tử vừa nghe, trong mắt nhanh như chấp một chuyển, ánh mắt lại đã rơi vào tiêu phàm trên mặt, có chút bán tín bán nghi mà hỏi thăm, tiểu hữu thật là người đổi đi cửu linh cao. Tiêu phàm cười cười, hai tay lược liền ôm quyền, nói ra, lao tiền bối xin hỏi, xác thực là tại hạ đổi đi cửu linh cao. Người dùng cái gì đổi hay sao? Cẩm y nam tử nhìn chầm chầm hỏi, tràn đầy ý tò mò. Tiêu phàm thản nhiên đáp, dùng một cây bốn ngàn năm dược linh người già ô đổi đích. Đã ở chỗ này đụng phải, Cẩm y nam tử ở trước mặt xin hỏi, cái kia cũng không cần phải che giấu, không có yếu đi chính mình chí khí. Dù sao tung tính toán chính mình không nói, cái này cẩm y nam tử cũng nhất định có thể biết rõ chân tướng. Cái gì, người giả ô, bốn ngàn năm dược linh, người nói đùa gì vậy? Cẩm y nam tử giận dữ, mở chừng hai mắt, gầm lên bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm gật gật đầu, cũng không nguyện làm nhiều giải thích, chỉ là chắp chắp tay, lại hướng cẩm bào lão giả ôm quyền thi lễ cao giọng nói ra tiền bối, tại hạ cáo từ." Cẩm bao lão giả khóe miệng một kéo, xem như hoàn lễ, ngay nửa chữ đều không nói. Tại loại tình hình này phía dưới, Tiêu Phàm nếu có thể cứ như vậy đi, đó mới là việc lạ. Đứng lại. Quả nhiên, Cẩm Y Nam tử một tiếng hét to, hai mắt trợn thật lớn. Tiêu Phàm dừng bước, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn. "Tiêu tiểu hữu, nói như vậy, cửu linh cao đúng là trên tay ngươi rồi." cẩm y nam tử thoảng qua hòa hoãn thoáng một tí ngữ khí trầm giọng hỏi tiêu phàm có chút vuốt cằm không có nhiều lời một chữ rất tốt tiêu tiểu hữu cái này cửu linh cao ta có cần dùng gấp người nói cái giá đi chỉ cần hợp lý ta không biết trả giá đích cẩm y nam tử lập tức nói ra một bộ đương nhiên thiên kinh địa nghĩa bộ dạng thực xin lỗi tiền bối cái này cửu linh cao tại hạ cũng có cần dùng gấp xin thứ cho ta không thể nhường cho Tiêu Phàm nhẹ nói đạo, ngữ khí nhàn nhạt đích. Chương 953, ác nhân. Tiểu bối, không cần phải cho mặt không biết xấu hổ. Tiêu Phàm vừa dứt lời, Cẩm Y Nam tử đã muốn ngầm hét lên, sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ dữ tợn, đại mở hai mắt, hung dữ mà nhìn thẳng Tiêu Phàm, kim đan trung kỳ tu sĩ uy áp không hề giữ lại mà thích phóng ra. Hồ Thành Minh Ngọc bọn người tuy nhiên cách đắc xa, không có chính diện thừa nhận này cổ áp lực, lại đã sợ đến mặt không còn chút máu toàn thân không ngừng phát run. Ba người này thì Hồ Thành là trúc cơ kỳ tu vi, còn gần kề chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tại một gã kim đan trung kỳ tu sĩ trước mặt, ngay chút nào kháng cự chi lực đều không có. Tiêu phàm lại phảng phất giống như không có việc gì người giống nhau, thản nhiên nhìn cẩm y nam tử liếc, lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa hướng cẩm bào lão giả vừa chắp tay, không nói một lời, trong chớp mắt liền rời đi còn phẩm các. Tiểu bối, lần này, cơ hồ muốn đem cẩm y nam tử phổi đều tức điên rồi thủ đoạn vừa nhất một huyết sắc bàn tay lớn bỗng nhiên ở giữa không trung di động hiện ra một chút vững chắc liền hướng tiêu phàm vào đầu thẳng chảo xuống dưới kim đạo hữu cầm bao lão giả sắc mặt trầm xuống bấm tay gảy nhẹ bén nhọn tiếng xé gió mãnh liệt chấn vang lên một đạo vô hình kình khí kích xạ ra huyết sắc bàn tay lớn khó khăn lắm bắt được tiêu phàm đỉnh đầu thời điểm bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động từng mảnh vỡ vụn mà mở tiêu tán ở vô hình. Kim đạo hữu xin tự trọng, tiêu đạo hữu là ta trăm hùng đường khách quý. Cẩm bào lão giả không hổ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, vừa ra tay liền phá vỡ cẩm y nam tử pháp thuật, trầm giọng nói ra, một cổ uy áp bỗng nhiên thả ra. Cẩm y nam tử thần sắc cứng lại, nặng nề hư một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bị một cái trúc cơ kỳ tiểu bối như thế coi rẻ, tại cẩm y nam tử mà nói, thật đúng là trước đó chưa từng có tại kim châu thành không chỉ nói tất cả chúc cơ kỳ tiểu bối ở trước mặt hắn đều muốn tất cung tất kính ít nhất còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy cố chấp hò hét nhưng có cẩm bào lão giả những lời này cẩm y nam tử tung tính toán bất quá thiên đại lửa giận cũng phải nhịn xuống đến tiêu phàm tu vi lại thấp cũng là trăm hùng đường khách quý tại còn phẩm các bị người đả thương cái kia đánh không phải tiêu phàm mặt đánh chính là trăm hùng đường mặt cẩm y nam tử lại liều lĩnh tại Kim Châu Thành bất quá thực lực, cũng không còn lá gan lớn như vậy, công nhiên tại trăm hùng đường nháo sự. Tiêu tiên sinh, tiêu tiên sinh. Vừa mới dễ ngang qua ngoặt khom, Hồ Thành liền vô cùng lo lắng mà kêu lên. Cứ việc giảm thấp xuống thanh âm, không dám ồn ào, nhưng này hoảng loạn ý, nhưng lại nghe được rõ ràng. Tiêu tiên sinh, cái này, đây là kim tiền bối A-Hát. Tiêu phàm vừa mới dừng bước, Hồ Thành liền tới đến bên cạnh của hắn, Vội vội vàng vàng nói, đầu đầy mồ hôi. Tiêu Phàm nhàn nhạt, nhạt mà nhìn qua hắn, ánh mắt rất ôn hòa, gợn sóng không sợ hãi. "Tiêu tiên sinh, người có lẽ không đại thanh sở, vị này Kim Tiền bối tại Kim Châu Thành đúng vậy đại danh đỉnh đỉnh. Sư phụ hắn là Thiên Môn môn chủ đủ tiền bối, Thiên Môn tuy nhiên không phải bảy đại tông môn một trong. Tại Kim Châu Thành cũng rất có tiếng nhìn qua địa vị, trong môn có hai gã nguyên anh tu sĩ tỏa chấn." Hồ Thành một bên lau mồ hôi, một bên cấp cấp nói ra kim nghiễm kim tiền bối là thiên môn đủ môn chủ thân truyền đệ tử ừm cái này tính tình tương đối náo nhiệt chúng ta chúng ta hiện tại đắc tội lão nhân ra ông ta nhưng như thế nào cho phải thì ra là thế trách không được cái này kim nghiễm chính là kim đan trung kỳ tu vi tự dám ở cẩm bào lão giả trước mặt hoa chân múa tay vui sướng nhiễm nhiên bình khởi bình tỏa quả nhiên là cái có lai lịch đích thiên môn có hai gã nguyên anh tu sĩ tỏa chấn so sánh với bảy đại tông môn thực lực tự nhiên là sâu sắc không bằng, nếu như đặt ở nhạc Tây Quốc bên kia, cũng đã là chín đại ma tông một trong trình độ. Nam Châu Đại Lục không hổ là nhạc Tây Quốc tu sĩ trong mắt tu chân thánh địa, quả nhiên không giống tiểu khả. Tại bình thường tu sĩ trong mắt, thiên môn tự nhiên cũng cần nhìn lên đích. Ngay hồ thành như vậy chúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ, đều nghe nói qua kim nhiễm đại danh, vị này kim tiền bối tính tình, chỉ sợ không phải giống nhau táo bạo. Tuy nhiên Kim Châu Thành là có quy tắc địa phương, chấp pháp đội chấp pháp có thể nói nghiêm khắc, nhưng tu chân giới mạnh được yếu thua pháp tắc, ở nơi nào cũng sẽ không thay đổi. Chính là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, có can đảm đắc tội kim nhiễm như vậy có lai lịch lớn kim đan trung kỳ tu sĩ, quả thực tựu hình cùng tự sát. Song phương cảnh giới kém như vậy cách xa, kim đan trung kỳ tu sĩ có 100 chủng trồng phương pháp lại để cho trúc cơ tu sĩ sống không bằng chết, cho dù chấp pháp đội ra mặt, cũng cha không xuất ra trò đến. Hơn nữa, tiêu phàm bất quá là trường an đường khách khanh tiên sinh, trường an đường đại lang trung hồ bân, bất quá là trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, tại Kim Châu thành cái gì cũng không tính toán. Thử nghĩ lại có cái nào chấp pháp đội thủ lĩnh, sẽ vì tiêu phàm đi đắc tội thiên môn. Kim nghiếm coi như là bên đường đem tiêu phàm diệt sát, chỉ sợ cũng sẽ không có người để ý tới. Hồ Thành cảm giác mình đã đem lời nói nói đến phi thường minh bạch, ai ngờ tiêu phàm thần sắc như trước nhàn nhạt đích, tựa hồ đối với lần này không thèm để ý chút nào, chỉ là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe được. Cái này, tiêu tiên sinh. Hồ Thành quả thực muốn một ngụm lão huyết phun đi ra. Tiêu phàm cười cười, nói ra, hồ đạo hữu an tâm một chút chớ vội, nơi này là Kim Châu Thành, là có quy tắc địa phương, yên tâm đi. Hồ Thành lập tức trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn một đầu mới ngã xuống đất không ngờ như thế tiêu phàm trong đầu chính là đập vào như vậy chủ ý cho rằng chấp pháp đội sẽ vì hắn chỗ dựa không khỏi quá ngây thơ rồi không đợi hồ thành nói cái gì nữa tiêu phàm đã muốn chậm rãi xuống lầu mà đi từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra bất luận cái gì vẻ bối rối hồ thành ngây người sau nửa ngày không thể không đi theo sắc mặt tái nhợt như tờ giấy việc này đắc lập tức hướng trưởng môn sư huynh bẩm báo lập tức nghĩ biện pháp ứng đối mới được nếu không trường an đường nhất định sẽ đại họa lâm đầu. Nhìn qua phía trước bất tử bất tật đi tới tiêu phàm, hồ cố tình ở phía trong thẳng bốc lên. Thật là một cái có thể gây tai họa chủ A hát. Tiêu phàm rời đi trăm hùng đường, trực tiếp đi kim châu thành lớn nhất y quán, hạnh lâm huyền. Hạnh Lâm Uyển là Hạnh Lâm cùng tên y quán, mà Hạnh Lâm thì là Kim Châu Thành Đại Phái Đệ nhất. Cùng trăm hùng đồng dạng, Hạnh Lâm cũng là chỉ trích tông môn truyền thừa, hơn nữa là Kim Châu Thành xưa nhất bang phái, sáng lập ra môn phái lịch sử có thể truy tố đến vạn năm trước kia. Nghe nói lúc ấy Kim Châu thành nổi danh nhất tam đại y quán liên hợp lại, thành lập hạnh lâm từ nay về sau một mực phát triển lớn mạnh, dần dần trở thành Kim Châu thành có thế lực nhất bang phái, cũng là Kim Châu thành nổi danh nhất y quán cùng tiệm thuốc. Trong bang có được 6 gã nguyên anh tu sĩ, trong đó nguyên anh trung kỳ tu sĩ thì có hai gã nhiều. Tại hạnh lâm huyền, tiêu phàm mặc dù không có tìm được cửu linh cao như vậy khó gặp linh dược, lại thật bất ngờ mà đã lấy được cây quý hiếm linh thảo cây non. Cứ việc cái này cây cây non triệt để trưởng thành về sau, mỗi một cây đều có thể bán đi giá trên trời, nhưng loại này linh dược động mấy ngàn năm thành thục kỳ, khiến chúng nó cây non hoàn toàn bán không xuất ra rất cao giá tiền, cũng không phải đặc biệt bị người coi trọng. Thực tế cái này cây linh dược đều là dùng trái cây làm thuốc, không đến thành thục kỳ tuyệt sẽ không nở hoa kết quả, bởi vậy cây non thì càng tăng thêm vì gân gà. Mấy ngàn năm thời gian thương hải tang điền biến hóa, ai có thể biết rõ, sẽ phát sinh bao nhiêu đại sự. Không chỉ nói ngộ linh kỳ cao thủ đều không có dài như vậy thọ nguyên, chỉ sợ mấy ngàn năm về sau, cả tông môn có lẽ hay là hay không tồn tại, đều rất khó nói. Vì vậy loại này cây non bình thường căn bản là cái gì ít có người hỏi thăm, chỉ có những kia dùng bồi dưỡng linh thảo linh dược nổi danh tông môn cùng thế gia mới có thể cảm thấy hứng thú. Tiêu phàm chỉ tốn rất ít linh thạch, liền đem cây cây non ra mua, nếu như trồng tại gấp trăm lần khu, chỉ cần mấy chục năm thời gian, những này linh dược có thể thành thục, nở hoa kết quả. Đến lúc đó, linh dược trái cây chính là giá trên trời. Chính là mấy chục năm thời gian, Tiêu Phàm có lẽ hay là đợi được rất tốt đích. Tại trăm hùng đường cùng Hạnh Lâm Uyển đều có thu hoạch, Tiêu Phàm có chút hưng phấn. Cái này Kim Châu Thành không hổ là Nam Châu đại lục Tây Nam khu lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng, dược liệu phẩm loại chi đầy đủ hết. Quý trọng linh thảo linh dược hiện thân tỷ lệ đều xa không phải những thành thị khác có thể so sánh đích. Bảy đại tông môn mới bất quá đi dạo hai nhà, chắc hẳn tại cái khác ngũ ra, khẳng định còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Mắt thấy tiêu phàm bơi tính rất đậm, hồ thành rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tiêu tiên sinh, chúng ta có lẽ hay là lập tức trở lại a, à, kim nhiễm tiền bối chuyện này nhất định phải hướng trưởng môn sư huynh bẩm báo mới được, nếu không sẽ xảy ra chuyện đích, xảy ra đại sự. Tiêu Phàm cười cười nói tốt, cái kia hồ đạo hiếu các người ba vị đi về trước đi, ta lại dạo chơi. Hồ Thành lau một bả đổ mồ hôi, nhẹ gật đầu, nói ra cái kia tốt, chúng ta đây về trước đi. Sư phụ, Hồ Thành chưa cất bước, Minh Ngọc liền vội vội gọi một tiếng, hướng hắn ngay nháy mắt. Hồ được không từ một sướng sờ. Minh Ngọc từ trước cơ linh, là hắn ngồi xuống trong hàng đệ tử thụ. Nhất trọng dụng loại người, cái này đương làm khẩu hướng hắn là ánh mắt, lại là ý gì? Mắt thấy sư phụ đầu óc nhất thời chuyển không đến, Minh Ngọc chỉ phải mở miệng nói ra, sư phụ, sư bá phân phó chúng ta cùng tiêu tiên sinh đến phường thị bên này, hiện tại chúng ta đi về trước, chỉ sợ sư bá hội mất hưng ha. Nếu như là trên nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì càng thêm bất hảo. Nói hưu nói vượt, trên nửa đường có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hồ Thành lập tức sắc mặt trầm xuống, tức giận quát lớn minh ngọc gấp đến độ cái ót tử đô là mồ hôi cũng không dám lại nói thêm cái gì tiêu phàm mỉm cười hồ thành đầu không dùng được hắn lại sớm đã biết được minh ngọc tâm tư cái này nếu vạn nhất trên đường đụng phải kim nhiễm làm cho bọn họ đem tiêu phàm giao ra đây bọn hắn vừa rồi không có cùng tiêu phàm cùng một chỗ kim nhiễm chẳng phải là muốn chút giận sang người khác bọn hắn nhưng ngăn cản không nổi một gã kim đan kỳ tiền bối lửa giận tại kim nhiễm trong mắt bọn hắn cái gì cũng không phải, nổi giận phía dưới tiện tay cho bọn hắn nếm chút khổ sở, không có bất cứ chút do dự nào trần chờ chẳng phải là thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió sao. Cái này đương lúc, vô luận như thế nào đều muốn cùng tiêu phàm đợi tại một khối, trời sập xuống có một cao đẩy lấy. Hồ Đạo Hiếu, có lẽ hay là chờ chúng ta cùng một chỗ sau khi trở về, lại đem việc này hướng Đại lang Trung Thông bẩm A. Thấy Hồ Thành vẫn không rõ Bạch Minh Ngọc ý tứ, Minh Ngọc cũng đã sợ tới mức mặt như màu đất, tiêu phàm liền lạnh nhạt nói một câu. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện của mình, lại để cho Hồ Thành bọn người gặp nạn. Tại tu chân giới, những này tu vi ngọn nguồn thiền tiểu tu sĩ, thời gian trôi qua cũng cũng đủ gian nan. Lại sướng sờ ngơ ngác một chút, Hồ Thành cuối cùng là có chút hiểu được, liền là liên tục gật đầu, ngượng ngùng mà đi theo tiêu phàm sau lưng, có chút không có ý tứ nói, tiêu tiên sinh chớ trách, thật sự kim nhiễm thanh danh quá ác, chúng ta không thể trêu vào a hát. Tốt, tiểu bối, lại vẫn dám ở sau lưng nói ra ra nói bậy. Chán sống. Hồ Thành lời còn chưa dứt, một cái nổi giận thanh âm, ngay tại bên tai chấn vang lên. Trong chốc lát, Hồ Thành sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hai chân đều mềm nhũn, nhắm hạ trượt chân. chương 954, giấu mà không lộ. Chỉ thấy cách đó không xa đường đi góc rẽ, bỗng nhiên chuyển ra một người đến, cẩm y hoa phục, tướng mạo hung ác vô cùng, đúng vậy kim nghiễm. Cũng không biết là một mực đều ở theo dõi bọn hắn, có lẽ hay là trùng hợp ở chỗ này đụng phải. Kim Châu Thành như thế quảng đại, trùng hợp lúc này đụng với khả năng nhỏ nhất. Tiểu bối, kim nghiễm quắc mắt nhìn chừng chừng, lại là hét lớn một tiếng. Thật lớn cẩu gan, chính là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tại đây Kim Châu Thành cũng dám cùng Kim ra ra đối nghịch, quả thực tự là mình muốn chết. Hồ Thành ba người sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết, đồng loạt mà nhìn về phía tiêu phàm, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn. Một bên người qua đường thấy như vậy một màn, cảm ứng được kim nghiễm trên người linh lực chấn động, lập tức đều biến sắc, xa xa lách mình tránh ra, tuyệt không chịu lẫn vào tiến đến. Kim Châu Thành tuy lớn, đẳng cấp cao tu sĩ tuy nhiều, ngày bình thường cũng có lẽ hay là rất ít nhìn thấy kim đan tu sĩ tại trên đường cái nháo sự đích. Vô luận ở nơi nào, tu sĩ số lượng tổng là xa xa ít hơn so với phạm nhân, chính là vạn chung không một. Đẳng cấp cao tu sĩ tương đối cấp thấp tu sĩ phần trăm, cứ việc không có như vậy cách xa, cũng không xê xích gì nhiều. Nhạ một cái bự kim châu, cảnh nội tu tiên tông môn lâm lập, bang phái phần đông, tu chân giả sổ dĩ 10 vạn kế, nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không biết có hay không 100 vị. Hắn hạ chính là kim đan tu sĩ rồi, số lượng cũng không nhiều. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, đón kim nghiễm, chậm rãi đi tới. Mắt thấy tiêu phàm chấn định như vậy như hằng mà đã đi tới, nổi giận đùng đùng kim nghiễm ngược lại vì một trong sướng sờ, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Cái này chúc cơ kỳ tiểu bối muốn làm gì? Kim đạo hiếu, mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Đi đến kim nghiễm trước mặt mấy bước nơi, tiêu phàm dừng bước, nhẹ nói nói, sắc mặt bình thản. Cái gì? Kim nghiễm tựa hồ không có nghe minh bạch. Ngươi không muốn ở chỗ này náo đứng lên đi, bị chấp pháp đội biết được, tung tính toán có đủ môn chủ chỗ dựa. Chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Tiêu phàm như trước bất tử bất tật nói, không có chút nào kinh hoàng ý. Kim nhiễm lại càng trở lại thẫn thờ liễu tương đương. Cái này thế đạo thật sự thay đổi sao? Chúc cơ kỳ tiểu bối có thể như vậy cố chấp hò hét mà cùng kim đan kỳ tu sĩ nói chuyện. Tiêu phàm cũng không để ý tới hội hắn, trực tiếp cất bước hướng một bên trong sân đi đến. Viện này, tựa hồ là một nhà cửa hàng hậu viện, im lặng đích, nhìn không tới một bóng người. Kim nhiễm lựa chọn chỗ này địa phương, vốn là người lưu lượng không lớn, tương đối tương đối thanh tĩnh. Giống như tiêu phàm nói, kim nhiễm lại hung hăng càn quấy. Bất quá nguyên anh kỳ sư phụ chỗ dựa, dù sao cũng có lẽ hay là không dám quá mức hiển nhiên mà bên đường, gợi yêu ta ít người cướp cuộc. cái kia cũng không tránh khỏi quá không đem chấp pháp đội để vào mắt rồi, tương đương trực tiếp khiêu chiến bảy đại tông môn mắt thấy tiêu phàm đã muốn đẩy cửa ra vào sân nhỏ, kim nhiễm mới rốt cuộc tỉnh lại, không khỏi lại là mặt giận dữ, nặng nề, hư, một tiếng, đi nhanh đi vào. Không phải hắn ở chỗ này chờ đấy sao? Như thế nào chỉ chớp mắt gian, quyền chủ động đã đến tiêu phàm trong tay. Cái này mặt ném đến. Khá tốt những người khác lẫn mất rất xa, không có mấy người biết rõ tại đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có Hồ Thành Minh Ngọc bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên làm thế nào cho phải tiểu bối kim nhiễm vừa vào cửa tự chứng kiến tiêu phàm lưng cõng hai tay đứng ở giữa sân nghiêng người đối với hắn không khỏi lửa giận sông lên chính là hét lớn một tiếng bất quá chỉ gọi đạo một nửa thanh âm liền không tự chủ được mà thấp xuống vài phần trước mắt tiêu phàm tựa hồ cùng vừa rồi đã muốn lược hơi có chút bất đồng về phần rốt cuộc có cái gì bất đồng kim nhiễm nhưng nói không ra thần niệm quét qua Tiêu phàm trên người linh lực chấn động, xác thực là chút cơ kỳ đích. Nhưng này cổ trầm ổn khí độ, lại làm cho kim nhiễm trong nội tâm bồn chồn. Cái này tiểu bối không khỏi quá chấn định chút ít, chẳng lẽ có chỗ dựa lớn nào? Hắn vừa mới hiểu được nâng lên đủ môn chủ, có thể thấy được hắn biết mình xuất thân lai lịch, cũng biết mình có cái nguyên anh kỳ sư phụ. Nhưng như cũng như thế chấn định tự nhiên. Nếu không, cũng có khả năng là trang đích. Trong lúc nhất thời vô số ý niệm trong đầu tại kim nhiễm trong óc lăn qua kim đạo hiếu ta đã đã nói với ngươi rồi cửu linh cao ta cũng vậy cần dùng gấp không thể để cho cho ngươi cần gì phải còn muốn như thế dây dưa không rõ không đợi kim nhiễm nghĩ đến minh bạch tiêu phàm đã muốn mở miệng thanh âm bình thản trong giọng nói lại thoảng qua mang theo vài phần không vui cái loại này dưới cao nhìn xuống giáo huấn hương vị lại càng hiển lộ rõ ràng không bỏ sót cái này trong nháy mắt thậm chí lại để cho Kim Nhiễm sinh ra ảo giác, cho rằng tiêu phàm nhưng thật ra là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ giả trang đích. Tiểu bối, chưa có giả thần giả quỷ. Nhưng Kim Nhiễm dù sao cũng là một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng coi như đắc kiến thức rộng rãi, lập tức liền từ loại này, hư ảo, trong cảm giác phục hồi tinh thần lại, lập tức vừa sợ vừa giật, một tiếng gào thét, nhấc tay vừa nhấc, một quả màu đỏ nhạt như có như không phi châm, hướng tiêu phàm kích bắn đi. Cái này kim nhiễm vóc dáng cao lớn, thân hình hùng tráng, không muốn đem ra sử dụng binh khí, dĩ nhiên là mảnh như lông châu phi châm. Tại tu chân giới, châm loại pháp bảo là khó khăn nhất phòng bị đánh lén lợi khí. Kim nhiễm luôn mồm xương tiêu phàm vì tiểu bối, lại vừa ra tay chính là phi châm pháp bảo, đủ thấy hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật đã đem tiêu phàm trở thành kình địch, chút nào cũng không dám chậm trễ, cái này tiểu bối khả năng thật sự chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lại vô cùng có khả năng tu luyện có nào đó có thể mê hoặc tâm thần công pháp chỉ bằng quyết định thật nhanh. Tiêu phàm hai hàng lông mày cao lại, bấm tay gảy nhẹ, nhẹ nhàng một tiếng xét đánh, một đạo tinh xảo hồ quang điện tự giữa ngón tay kích xạ ra, chuẩn xác vô cùng mà đánh chúng kim nhiễm phi châm, đạo kia màu đỏ nhạt quang mang gào thét một tiếng, bỗng nhiên hiện ra phi châm bản thể, quay đầu gấp bay trở về, một bộ linh khí đại thất bộ dạng. Triệu lôi thuật, kim nhiễm lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, rõ ràng hiểu được triệu lôi thuật, hơn nữa một kích tự phá vỡ hắn phi châm pháp bảo. Đây cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Lớn mật, lập tức, kim nhiễm càng thêm nổi giận, thủ đoạn một phen, lại là ba miếng phi châm di động hiện ra. Cái này tiểu bối cũng dám dùng triệu lôi thuật hủy hoại pháp bảo của hắn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. liền vào lúc này, kim nhiễm trước mắt hắc mang lóe lên, một thanh đen nhánh tỏa sáng phi đao, bỗng nhiên thoáng hiện. Cái này chuôi phi đao hiển hiện nháy mắt, Kim nhiễm trong nội tâm liền mãnh liệt nhảy dựng, lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, tựa hồ cái này chui phi trên đao mang theo nào đó ma tính, có thể cây yêu ta ép người tâm hồn. Đúng vậy tiêu phàm được từ hắc bạch song sát hắc ma đao, hắc ma vương thành danh pháp bảo. Trải qua hơn 10 năm tế luyện, chui, này hắc ma đao tiêu phàm sớm đã có thể làm được thu phát vì tâm, phát huy ra 7-8 phần uy lực đến. Tiêu phàm cũng không tu luyện bất luận cái gì ma công, có thể đem hắc ma đao kích phát đến loại trình độ này, đã muốn được coi là cực kỳ nghịch thiên. Hắc ma đao nhẹ nhàng run lên, nhanh tựa như tia chấp hướng kim nhiễm mặt kích bắn đi. Hai người cách xa nhau khoảng cách rất gần, một chút như vậy khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt là tới, kim nhiễm dưới sự kinh hãi, hai tay ngay dương, ba miếng phi châm bắn ra, hướng hắc ma đao cùng đánh mà đi. Trong lúc này, không cầu đả thương địch thủ, nhưng cầu tự bảo vệ mình kim nhiễm không hổ là thiên môn chủ đệ tử truyền nhanh tay lẹ mắt phản ứng nhanh nhẹn trong nháy ba miếng phi châm liền đồng thời đánh chúng hắc ma đao kim nhiễm khóe miệng một kéo vừa trồi lên một điểm dáng tươi cười bỗng nhiên liền cương trên mặt chỉ thấy hắc ma đao lóe lên liền từ tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ba miếng phi châm đồng loạt đánh tại không trung ngọn gió hư hóa vốn là hắc ma đao đại thần thông tiêu phàm dùng nửa bước nguyên anh tu sĩ tạo nghệ thi triển đi ra Kim nhiễm ở đâu thấy minh bạch. Không đợi kim nhiễm phục hồi tinh thần lại, thấy hoa mắt, đen nhánh tỏa sáng hắc ma đao đã tại trước mắt hắn bắn ra, chính chính hướng hắn trên chán vào tới. A -hat. Trong lúc nhất thời, kim nhiễm há to miệng, sợ tới mức hồn phi phách tán. Giờ khắc này, hắn thanh thanh sở sở mà cảm nhận được tử vong khí tức là như thế tiếp cận, quả thực là gần trong gang tấc. Sau một khắc, chuôi này ma đao liền đem xuyên thủng đầu lâu của hắn, trực tiếp chung kết hắn con đường tu chân đưa hắn đưa lên tây thiên loại cảm giác này như thế chân thật làm hắn trong nháy mắt toàn thân tóc gáy đều đứng đấy bắt đầu đứng dậy chỉ có thể chơ mắt chờ chết kim nhiễm không chết hắc ma đao tụ lơ lửng tại cách hắn hai đầu lông mày nửa tất vị trí từ xa nhìn lại thật giống như hắc ma đao chính chính cắm ở chán của hắn làm cho tha mạng kim nhiễm toàn thân mồ hôi đầm đìa hai con mắt thành trọi gà mắt nhanh nhìn chằm chằm hắc ma đao run giọng kêu lên. Trong nháy mắt, cái này chúc cơ kỳ tiểu bối liền toàn diện chiếm cứ thượng phong, điều khiển sinh tử của hắn. Tim nhiễm trong óc một mảnh hỗn loạn, quả thực chính là đầy trong đầu tương hồ, nhất thời bán hội ở đâu nghĩ đến minh bạch cái này ảo thuật rốt cuộc là như thế nào biến thành. Hắn chỉ biết là, giờ này khắc này chính mình chỉ cần một câu nói sai, thì có thể đã đánh mất tánh mạng. Theo hắc ma trên đao truyền đến nặng nề ma khí, thẳng vào hắn cốt tủy ở chỗ sâu trong chăm chú chiếm lấy lòng của hắn. Tiêu phàm chậm rãi đã đi tới. Giờ phút này tiêu phàm, ngoại trừ khuôn mặt giống nhau, khí tức trên thân, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người, trên người ma khí lộ ra ngoài, cứ việc nhìn về phía trên hắn tại kiệt lực áp lực loại này ma khí, lại vô luận như thế nào đều giấu không lấn át được cái loại này thâm thúy như biển cảm giác sợ hãi. Tiền bối tha mạng, cơ hồ là tại trong một sát na, kim nhiễm cũng đã kết luận, tiêu phàm thân phận chân thật, tuyệt đối là nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa là ma tu. Hắn chỉ có tại đối mặt sư phụ thời điểm, mới có thể sinh ra loại này hoàn toàn vô pháp cùng kháng cảm giác vô lực. Chính mình này thì xui xẻo thôi rồi luôn đích, rõ ràng đem chủ ý đánh tới một gã nguyên anh tu sĩ trên người, quả thực là ngu không ai bằng. Sâu sắc đắc tội vì tiền bối này còn không tính toán, mấu chốt là phá vỡ người ta, chuyện tốt, trong lúc vô tình vạch tìm tòi tiêu phàm chân diện mục, làm không tốt cũng sẽ bị gỡ yêu ta ít người diệt khẩu đây mới là kim nhiễm lo lắng nhất đích. Tiền bối, tiền bối tha mạng, ta có mắt không nhìn được thái sơn, đáng chết, đáng chết. Kim nhiễm mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà hạ, khoảng cách liền ướt đẫm trọng y. Kim đạo hiếu, xem tại sư phụ ngươi trên mặt mũi, ta lần này tha cho ngươi một mạng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiêu phàm nhàn nhạt thanh âm, tại kim nhiễm vang lên bên tai, tại kim nhiễm nghe tới, lại mang theo nói không hết uy nghiêm ý. Đúng, đúng, tiền bối, đa tạ, đa tạ tiền bối ân không gỡ yêu ta hết. Kim nhiễm luôn miệng nói, toàn thân như nhũn ra, cần rất cố gắng mới có thể khống chế chính mình không quỷ đi xuống. Ừm, tiêu phàm nhẹ gật đầu, tay khẽ vẫy, hắc ma đao bỗng nhiên bay trở về trong tay của hắn, không lại nói nhiều một câu, cũng không nhìn nữa kim nhiễm liếc, nhấc chân liền đi ra ngoài. Cái này trong nháy mắt, trên người hắn ma khí đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành đích, như cũng là chúc cơ kỳ tu sĩ nhàn nhạt, nhạt linh lực chấn động, nhưng kim nghiễm trong mắt cũng lộ ra kinh hãi gần chết thần sắc. Đây mới thực sự là đại cao thủ. Giấu mà không lộ. chương 955, kim nghiễm đến nhà. Bất chi bất giác, thời gian lại đi qua 2-3 tháng. Cái này 2-3 tháng gian, trường an đường dần dần thanh danh lên cao, không ít y quán cùng người bệnh đều nghe nói. Trường An đường thỉnh đến một vị họ tiêu khách khanh tiên sinh, y thuật siêu quần, rất lợi hại, cơ hồ không có gì chứng bệnh, là vị này tiêu tiên sinh không thể trị liệu đích, có thể nói bất luận cái gì bệnh tình đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Có như vậy một vị khó lường khách khanh tiên sinh tỏa chấn, trường an đường sinh ý muốn không náo nhiệt đều không được. Nhưng tiêu tiên sinh y thuật thông thần, cái giá đỡ cũng đầu đắc 10 phần. Trong vòng một ngày, nhiều nhất chỉ có hai canh giờ đến khám bệnh tại nhà, còn lại đa số thời điểm, tiêu tiên sinh đều đang bế quan, tuyệt không tiếp khách. Hiện nay, muốn tìm tiêu tiên sinh xem bệnh phải sớm hẹn trước nếu không nghe lời người ngay tiêu tiên sinh mặt cũng không thấy rất nhiều thời điểm trường an đường trong phòng khách thậm chí sắp xếp nổi lên hàng dài đến đây xin thuốc hỏi trần người bệnh nối liền không dứt kỳ thật tiêu phàm cũng không muốn như vậy đắn đo thầy thuốc nhân tâm có thể nhiều hơn chị bệnh cứu người tiêu phàm không biết từ chối mấu chốt là hắn thật sự bận không qua nổi thương thế của mình muốn chậm rãi khôi phục còn muốn không ngừng thu thập linh thảo linh dược chuẩn bị vì hoàng đường phối trí linh đan. Hoàng đường tình hình đã muốn càng ngày càng không xong rồi, nhưng luyện chế linh đan cần thiết dược liệu, lại cho tới nay chưa phối tề. Tiêu Phàm chạy một lượt cả Kim Châu thành lớn nhỏ y quán tiệm thuốc, có hai ba dạng dược vật thủy chung khó kiếm tung tích, chỉ có thể gửi hy vọng ở một tháng về sau tổ chức Hạnh Lâm giao dịch đại hội liễu tương đương. Loại này giao dịch đại hội hàng năm tổ chức một lần, do trong thành bảy đại tông môn cộng đồng chủ trì, dùng Hạnh Lâm mệnh danh theo Hồ Bân nói, hàng năm tại giao dịch này trên đại hội, đều sẽ xuất hiện một ít nghịch thiên linh thảo linh dược. Nhất là có đại lượng yêu thú ma thú tài liệu xuất hiện, hội hấp dẫn phạm vi tính ra 10 vạn giảm trong đại lượng đẳng cấp cao tu sĩ tham dự, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Tiêu phàm cần thiết vài loại linh dược, tuy khó tìm, thực sự có trông cậy vào tại giao dịch trên đại hội có chỗ thu hoạch. Trước đó, tiêu phàm đã muốn tham gia mấy lần nhỏ giao dịch hội. Bao nhiêu có chút thu hoạch, bất quá linh thạch cũng tiêu hao gay gắt chữ vật vòng tay ở phía trong trên trăm vạn linh thạch cơ hồ tiêu hết nhất thời nữa khác vì bảo đảm tại hạnh lâm giao dịch trên đại hội có đầy đủ sức cạnh tranh tiêu phàm lại dịch dung giả dạng tại mấy cái trong cửa hàng vụ igta bán ra vài kiện ma đạo pháp bảo pháp khí những vật này đa số là hắn tại lệ thú cánh đồng hoang vu lấy được theo những kia vẫn là tại lệ thú cánh đồng hoang vu ma đạo tu sĩ trên người được đến những này ma đạo pháp bảo rất nhiều đều cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể năng lực đem ra sử dụng, hơn nữa yêu cầu chủ nhân tu luyện có cực kỳ tinh thâm ma công, nếu không hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu phàm tự nhiên không có khả năng đi sửa luyện ma công, bởi vậy những này pháp bảo pháp khí, đối với hắn mà nói, thật sự là có chút gân gà. Nhưng đối với tại mặt khác ma đạo tu sĩ mà nói, nhưng lại cực đồ tốt. Cần biết vẫn lạc tại lệ thú cánh đồng hoang vô đích, Chín thành đã ngoài đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, trong đó không ít là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa tự bước vào Nguyên Anh kỳ. Bọn hắn tùy thân mang theo bảo vật, tuyệt đối không giống Tiểu Khả, đối với hết thảy Kim Đan kỳ đã ngoài ma tu đều có được lực hấp dẫn cực lớn. Số ít thượng phẩm pháp bảo, giống như Hắc Ma đao như vậy đích, đối với Nguyên Anh kỳ ma tu đều có một chút lực hấp dẫn. Tiêu Phàm ra tay vài món ma khí cùng một ít ma đạo đan dược, đổi về đại lượng linh thạch lập tức lại hầu bao phình. Nhiễm nhiên rộng rãi lão. Một ngày này, tiêu phàm đang tại trong tính thất khoanh chân mà ngồi, vận khí điều tức. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, hắn thương thế của mình, đã muốn khỏi hẳn bảy tám phần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ẩn ẩn có bảo quang lưu chuyển Cả người khí tức, ở vào kim đan kỳ đỉnh phong nhất trạng thái. Trên thực tế, trải qua lệ thú dãy núi thế giới dưới lòng đất một trận chiến, lại đang không gian trong thông đạo cùng không gian chi lực, lôi đỉnh chi lực, phong lực đã đấu một phen. Tiêu phàm tại trên tâm cảnh, cũng đã nâng cao một bước. Trước mắt sẽ chờ thương thế triệt để khỏi hẳn, liền muốn lần nữa bế quan. Trùng kích nguyên anh kỳ bình cảnh. Tiêu phàm tự giác, lần này chỉ ít có năm thành đã ngoài nắm chắc, có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đặt chân rất cao cảnh giới. Dù sao hắn hôm nay tại ly hỏa lĩnh vực, đã muốn có thể so sánh nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với lôi điện chi lực cùng phong lực lĩnh ngộ cũng không tại nguyên anh tu sĩ phía dưới, Chỗ kém đích chính là cuối cùng cái này nửa bước bước ra mà thôi. Vừa 12 chu thiên điều tức viên mãn, bên tai bỗng nhiên vang lên hồ thành vội vội vàng vàng thanh âm, Tiêu tiên sinh, trưởng môn sư huynh có việc gấp cầu kiến. Gian phòng này chỗ ở, Tiêu Phàm sớm đã bố trí phòng hộ trận pháp, cả Trường An đường không có người thứ hai có năng lực bước vào đến nửa bước, không có chuyện khẩn cấp, Trường An đường từ trên xuống dưới cũng tuyệt không dám tới quấy rầy hắn ngoại trừ mỗi ngày cố định hai canh giờ ngồi công đường xử án cho dù có nghi nan bệnh nhân đến thăm cũng tuyệt không để ý tới dưới mắt hồ thành lại bỗng nhiên vội vã mà đến có thể thấy được thật sự đã xảy ra rất không tầm thường sự tình tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại lạnh nhạt hỏi cái gì việc gấp nghe hồ thành ngữ khí giống như thật là thập phần khẩn cấp đúng đúng kim nghiễm kim nghiễm tiền bối tự mình đến nhà chỉ tên muốn bái phỏng tiêu tiên sinh hồ thành kết cả lâm ba nói tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi tựa như từ hai tháng trước tại hạnh lâm uyển bên ngoài lọt vào kim nhiễm chặn đường tiêu phàm không hiểu thấu mà thoải mái thoát thân về sau trường an đường từ trên xuống dưới đều khẩn trương tốt một hồi dù sao đắc tội kim nhiễm như vậy như nhân đối với trường an đường người liên can đợi mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhưng theo thời gian chuyển rời kim nhiễm cũng không đến thăm gây hấn dần dần đoàn người cũng tự yên lòng tiêu phàm tại trường an đường uy vọng cũng bởi vậy đạt đến một cái độ cao mới đoàn người đều lén phỏng đoán tiêu phàm nhất định là cực có thân phận địa vị đại nhân vật chỉ không biết nguyên nhân gì tạm thời khuất đang ở trường an đường ai ngờ hai tháng đi qua kim nhiễm bỗng nhiên lại đến nhà đến liễu tương đương kim nhiễm có nói là chuyện gì muốn gặp ta sao hồ thành vội vàng nói cái này đảo là không có kim tiền bối chỉ nói là phụng mệnh mà đến hy vọng có thể lập tức nhìn thấy tiêu tiên sinh trưởng môn sư huynh để cho ta lập tức đến thỉnh tiêu tiên sinh đi phòng khách gặp. Tốt, ta biết rồi, người chờ một chút một lát, ta đây tựu đi qua. Trường An đường phòng tiếp khách, kim nghiễm như trước một thân cẩm y, cao cứ thủ tỏa, đầu lâu cao cao dơ lên, con mắt cũng không nhìn trường An đường mọi người liếc. Trường An đường tự hồ bên phía dưới, mỗi người cười làm lành, những kia luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp, lại càng khẩn trương đắc ngay thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm tự hồ sợ phát ra một điểm tiếng vang, sẽ rước lấy sập thiên đại họa. Tại tu chân giới, lang trung địa vị khá cao, hồ bân mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, nếu là đối mặt bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng không đến nỗi lần này khẩn trương. Mấu chốt kim nghiếm không tầm thường, người ta đứng phía sau một cái thiên môn, đứng một gã nguyên anh kỳ lão quái vật. Lại càng không cần phải nói, kim nghiếm đã từng cùng tiêu phàm, kết qua thù, tiêu phàm là trường an đường khách khanh tiên sinh, Kim Nghiếm cũng có thể nói là cùng Trường An Đường từng có quan hệ liễu tương đương. Lúc ấy không có vội vã trở về tìm Trường An Đường phiền toái, có lẽ là bởi vì có chuyện gì chậm trễ, lại không có nghĩa là của hắn lòng dạ rộng lớn, hội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hôm nay nhất định là đến nện tràng diện đích. Đối với Hồ Bân bọn người cẩn thận chặt chẽ, Kim Nghiếm không chút nào để ý, phối hợp bưng chén trà, từng miếng từng miếng uống vào, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mong mỏi. Hồ Bân càng thêm lo sợ bất an, thỉnh thoảng duỗi dài cổ hướng ra phía ngoài bên cạnh nhìn quanh. Tiêu tiên sinh sao còn chưa? Nếu như không là vì phải ở lại chỗ này cùng kim nhiễm, Hồ Bân đã sớm tự mình đi thúc tiêu phàm liễu tương đương. Thật sự là đắc tội không nổi a hát. Tốt vào lúc đó, tiêu phàm màu trắng nho sinh bảo ánh vào Hồ Bân mi mắt, Hồ Bân lập tức thật dài thở vào một cái, ngẩng đầu lên, đang muốn hướng kim nhiễm mở miệng, lại chỉ thấy kim nhiễm đã muốn đặt chén trà xuống, đứng dậy, trên mặt kiêu căng vẻ sớm đã không cánh mà bay, trở nên vẻ mặt tươi cười. Tiêu tiên sinh, mắt thấy tiêu phàm chậm rãi mà đến, kim nhiễm hai tay ôm quyền, đi nhanh nghênh đón tiếp lấy, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Cái này ảo thuật trở nên, hồ bân bọn người đều đều thấy sướng sờ sướng sờ đích. Kim đạo Hữu tiêu phàm cũng ôm quyền vừa chắp tay, không mặn không nhạt nói. Nghe được tiêu phàm đối với kim nhiễm xưng hô, hồ bân bọn người lại là một hồi chố mắt như thế nào không ngớt lời, tiền bối, đều thiếu nợ dâng tặng, nghiễm nhiên một bộ bình khởi bình tọa bộ dạng. Không đúng, nhìn về phía trên, tiêu phàm so kim nhiễm còn muốn ngạo khí. Kim đạo hữu lần này đến ta trường an đường, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu phàm không để ý tới hội hồ bân bọn người cách nghĩ, lạnh nhạt hỏi. Kim nhiễm bề bộn tức nói ra, tiêu tiên sinh khách khí, kim mỗ nào dám chỉ giáo tiêu tiên sinh. Là như vậy, tiêu tiên sinh, sư phụ ta nghe nói qua tiêu tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, nói là trường an đường gần đây đến một vị thần y. Sư phụ ta đã nghĩ thỉnh tiêu tiên sinh đi ta thiên môn làm khách, vạn mong tiêu tiên sinh không muốn từ chối. Ha ha, đủ môn chủ rất cao dơ lên ta, tại hạ bất quá là sơ thông kỳ hoàng chi thuật, thần y danh sưng, tuyệt không dám nhận. Tiêu phàm mỉm cười, khiêm tốn nói, đối với kim nhiễm mời, lại từ chối cho ý kiến. Nếu như không có đang lúc lý do, tung xem như nguyên anh kỳ lão quái tương mời, tiêu phàm cũng không thấy đắc sẽ cho cái này mặt mũi. Kim nhiễm trong nội tâm âm thầm tức giận, trên mặt lại bất động thanh sắc, ôm quyền nói ra, tiêu tiên sinh không cần khiêm tốn, đại danh của ngươi, sớm đã truyền khắp Kim Châu Thành. Sư phụ ta cháu gái nhỏ, được một loại quái bệnh, những năm gần đây này, không biết mời làm việc bao nhiêu y thuật danh ra, đại lang trung đi trước chẩn đoán bệnh qua, nhưng vẫn phản nhiều lần phục, luôn khó có thể tuyệt tự, vị này tiểu chất nữ là sư phụ ta yêu thích nhất vãn bối, cũng là sư phụ ta dưới mắt duy nhất dòng chính huyết mạch hậu nhân. Tiểu cô nương bệnh tình càng ngày càng nặng, sư phụ ta vì thế là trà phản bất tư, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Nghe nói tiêu tiên sinh chỉ tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng, thậm chí cách khác lối tắt, dùng bình thường dược vật giải hết long nước miếng độc, sư phụ ta lập tức tự phân phó tại hạ đổi tới trường an đường đến, vô luận như thế nào muốn thỉnh tiêu tiên sinh hãnh diện chỉ cần tiêu tiên sinh chữa cho tốt ta cái kia tiểu chất nữ bệnh sư phụ ta tất có thâm tạ một phen nói rất đúng khiêm cung khách khí cùng kim nhiễm hiển hách tiếng xấu một trời một vực người khác còn không bằng gì hồ bân nhưng lại sắc mặt biến hóa nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng ý hắn không nói lời nào tiêu phàm cũng có thể biết là đang lo lắng hắn chị không hết tiểu cô nương kia bệnh dù sao thiên môn môn chủ hạng thân phận cháu gái ruột nhiễm bệnh khẳng định đã muốn đi tìm Kim Châu Thành ở bên trong tất cả nổi danh nhìn qua Đại Lang chung nhìn qua. Những này kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú Đại Lang ở bên trong, đều trị không hết bệnh, hắn tiêu phàm tự có nắm chắc có thể trị tốt. Một khi vô công, thật không hiểu cái kia lão quái vật sẽ như thế nào sinh khí. Tốt, ta đi xem. Tiêu phàm lại nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói ra, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có ý thức được trong lúc này cất giấu phong hiểm audio điện tử võ tấn bền. Chương 956, đối thủ cạnh tranh. Thoi ma giới đại thành, cùng trên địa cầu thành thị lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, Thoi ma giới đại trong thành có giang hà hồ nước, núi cao rừng rậm. Kim Châu thành cũng không ngoại lệ. Kim Châu thành dưới mặt đất linh mạch cực kỳ nguyên vẹn, không ai phá hư, mà là dựa vào linh mạch dựng lên động phủ, dựng lên sơn môn. Đương nhiên, không thể cùng thành ở bên ngoài so sánh với, tương đối mà nói thành ở bên trong sơn môn động phủ kiến tạo đắc muốn chen chúc rất nhiều. Nếu như là ở ngoài thành, thường thường một vị nguyên anh tu sĩ có thể chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm linh mạch, không cho phép tu sĩ khác tới gần. Mà trong thành, thiên môn như vậy quy mô tông môn, cũng chỉ có thể tại cách trung tâm khu vực khá xa địa phương có được một mảnh phạm vi hơn 10 dặm, linh địa tại trên của hắn rậm rạp tràng chịt mà tu kiến rất nhiều động phủ cùng mặt khác công trình xây dựng. Trong thành khu vực linh khí nồng nặc nhất chỗ, sớm đã bị bảy đại tông môn phân chia hết liếu tương đương. Thiên môn còn không có cùng bảy đại tông môn cạnh tranh tư cách. Bất quá tại hồ bân trong mắt, thiên môn cũng đã khí phái vô cùng, cái kia cao tới hơn 10 trượng sơn môn, có vẻ đặc biệt uy phong hiển hách, khí thế khinh người. Mang lên hồ bân, là kim nghiệm y tứ, hắn nói sư phụ hắn đồng thời cũng mời trường an đường đại lang chung đi thiên môn làm khách. Tiêu phàm có thể vừa ý trường an đường, tại trường an đường đảm nhiệm khách khanh tiên sinh, người này thân là trường an đường thủ tịch cũng có chút bổn sự hồ bân quả nhiên là nơm nớp lo sợ cẩn thận tại kim châu thành khai tông lập phái nhiều năm như vậy hồ bân còn chưa bao giờ đi nguyên anh tu sĩ quý phủ đã làm khách thật không hiểu đủ môn chủ cái này mời rốt cuộc là họa hai phúc tiêu phàm ngược lại một mực chấn định trên mặt không có biểu lộ ra chút nào dị sắc một đoàn người rất nhanh liền đi tới thiên môn tổng đàn nghiêm khắc mà nói tại đây chỉ là thiên môn trên danh nghĩa tổng đàn, thiên môn đại bản doanh, tại thành bắc hơn vạn ở phía trong bên ngoài. Chỗ đó linh khí mùi thơm ngào ngạt, địa vực quảng đại, phi thường thích hợp tu luyện. Thiên môn đại đa số môn nhân đệ tử, ngày bình thường đều ở bên kia tu luyện, chỉ có số ít tại Kim Châu Thành ở bên trong thay phiên công việc. Bất quá nếu không có đặc thù tình huống, hai vị nguyên anh tu sĩ luôn luôn một vị sẽ ở tổng đàn tỏa chấn. Tuy nhiên thế lực xa không bằng bảy đại tông môn, thiên môn tại Kim Châu Thành cũng vẫn có lấy không nhỏ lợi ích, lúc cần phải khắc giữ gìn. Hàng năm tại Kim Châu Thành tiến hành dược liệu cùng mặt khác giao dịch, là thiên môn chủ yếu tài nguyên, liên tục không ngừng linh thạch, các loại tài liệu, đều từ nơi này chút ít sinh ý chung lợi nhuận đến, xa so khai thác linh thạch lợi nhuận muốn cao hơn nhiều. Không có nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, nhưng khó dùng bảo vệ ích lợi của mình. Cùng bảy đại tông môn bất đồng, thiên môn chủ nghiệp, cũng không phải dược liệu giao dịch, mà là các loại bảo vật giao dịch thiên môn luyện khí tiêu chuẩn độ cao, tại Kim Châu Thành là nổi danh. Bất quá đã thân ở Kim Châu Thành, dược liệu sinh ý khẳng định cũng không thể rơi xuống, tất nhiên muốn chọc vào một cây tử. Trên đường đi, Kim Nghiễm cho tiêu phàm giới thiệu thiên môn đại khái tình huống, cùng với nói là giới thiệu, không bằng nói là khoe khoang. Từ lần trước bị tiêu phàm chấn trụ, Kim Nghiễm một mực đều đang âm thầm điều tra tiêu phàm lai lịch, muốn làm tinh tường tiêu phàm đến cùng phải hay không một vị nguyên anh lão quái dịch dung giả dạng đích, hay hoặc giả là tu luyện có cực kỳ lợi hại ma công kim đan kỳ cao thủ đứng đầu. Một khi cha ra tiêu phàm không phải nguyên anh kỳ lão quái giả dạng, cũng không có có chỗ dựa lớn nào, kim nghiễm nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Đáng tiếc một mực đều không có gì thu hoạch. Trên thực tế, ngay tiêu phàm chính mình cũng không biết vì sao lại bị cuốn đến nơi đây. Tại tổng đàn một tòa ưu tĩnh trong sân nhỏ, tiêu phàm cùng hồ bân rốt cuộc gặp được đại danh đỉnh đỉnh thiên môn môn chủ đủ mậu đủ mậu một thân áo bào xanh tròm dâu hoa dâm nhìn về phía trên ngoài 50 tuổi dung mạo gầy gò tượng cái bình thường dạy học tiên sinh cùng trong tưởng tượng uy chấn một phương bộ dáng một trời một vực thông bẩm qua đi tiêu phàm hồ bân tại kim nghiễm dẫn dắt phía dưới chậm rãi đi vào bố trí được tinh xảo trang nhã phòng khách đủ mậu hai mắt lập tức như lạnh điện loại bắn thẳng đến tới định tại tiêu phàm trên mặt lập tức hơi sướng sờ, tựa hồ không nghĩ tới tiêu phàm trẻ tuổi như vậy. Mặc dù nói tu chân giả tuổi thọ lớn nhỏ, không thể theo bề ngoài để phán đoán, nhưng tiêu phàm trên người cái loại này tinh thần phấn chấn, lại vô luận như thế nào đều không che giấu được. Sư phụ, vị này chính là trường an đường tiêu đạo hiếu. Kim nhiễm tại đủ mậu trước mặt quy củ mà đứng vững rồi, cung kính nói, cùng hắn bên ngoài ngang ngược cản rỡ hoàn toàn khác nhau. Tại hà tiêu nhất hành, bái kiến đủ môn chủ, tiêu phàm hai tay ôm quyền, không người hát giả. Dạ. Tiêu đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Đủ mậu cũng tịnh không lên mặt, đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, khách khí nói. Tuy nói tiêu phàm thương thế đã muốn khỏi hẳn bảy tám phần, nhưng như cũng đem khí thức của mình che giấu tại trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, dùng đủ mậu đường đường nguyên anh tu vi, cũng nhìn không ra cái gì không ổn đến. Bất quá hắn giờ phút này kính tự nhiên là tiêu phàm lang trung thân phận, mà không phải hắn trúc cơ kỳ cảnh giới. Kim nhiễm sớm đã trong lòng oán thầm vô số lần. Nhưng hắn là tự mình lĩnh giáo qua tiêu phàm lợi hại, biết rõ tiêu phàm chân thật tạo nghệ tuyệt không phải chính là trúc cơ kỳ. Tiểu tử này thật đúng là có thể giả bộ. Tiêu phàm tạ ơn, tại hơi nghiêng trong ghế ngồi. Về phần hồ bân, kim nhiễm cũng không giới thiệu với hắn, đủ mẫu ngay con mắt đều không có nhìn hắn thoáng một tí. Hồ bân tự cũng không dám nhiều lời, quy củ khoanh tay đứng ở tiêu phàm sau lưng, nhìn không chớp mắt tiêu đạo hữu thật đúng là tuổi trẻ a hát tiêu phàm vừa mới ngồi xuống đủ mậu chưa mở miệng một cái âm hiểm thanh âm tựu ở một bên vang lên đây là người 60 tuổi khoảng chừng gì đó lão niên nam tử mặc tạo bào làm viên ngoại cách ăn mặc tròm dâu hoa dâm sắc mặt xanh lét xám bộ dáng tiêu tụy bởi bệnh nghiêng nghiêng dựa vào ghế bành ở phía trong nghiêng khiết lấy tiêu phàm đục ngầu trong hai mắt lóe ra u ám quang mang làm cho người vừa thấy phía dưới liền là trong nội tâm lật lật người này cùng kim nhiễm đồng dạng cũng có được kim đan trung kỳ tu vi bất quá lại ngồi ở đủ mậu dưới tay đệ một vị trí thân sắc kiêu căng có thể thấy được thân phận địa vị không giống bình thường cũng không phải là đủ mậu môn nhân đệ tử chi lưu đồng dạng kim đan trung kỳ tu vi kim nhiễm ở chỗ này sẽ không có chỗ ngồi chỉ có thể khoanh tay đứng ở đủ mậu sau lưng tùy thời nghe theo phân công lại không biết tiêu đạo hữu sư từ đâu người là vị nào hạnh lâm tiền bối môn hạ u ám nam tử tiếp tục hỏi ngữ khí có chút bất thiện. Tiêu phàm lược vừa chắp tay, lạnh nhạt hỏi, không biết vị đạo hữu này họ gì đại danh. U ám nam tử nhướng mày, lạnh lùng nói ra, lão phu giang còn nguyệt, giang nguyệt đường thủ tịch đại lang trung. Đủ tiền bối tôn tiểu thư, vẫn là lão phu tại bắt mạch trị liệu đích. Khó trách người này đối với tiêu phàm như thế tràn đầy địch ý, nguyên lai là đem tiêu phàm trở thành đối thủ cạnh tranh. Cũng không trách hắn, đủ mẫu đang tại hắn mặt, Thỉnh Tiêu Phàm đến cho cháu gái của mình chữa bệnh, nói rõ chính là đối với hắn bất mãn rồi, ít nhất là không hề tin được y thuật của hắn. Nếu là đủ mậu lặng lẽ đem Tiêu Phàm thỉnh đến trong phủ vội tới cháu gái xem bệnh, không cho bên ngoài người biết được, cũng là mà thôi, cho dù Giang Còn Nguyệt biết rõ chuyện này, cũng sẽ giả bộ như không rõ ràng lắm. Hôm nay ở trước mặt làm như vậy, Giang Còn Nguyệt ở đâu hạ được đài. Hơn nữa, Giang Còn Nguyệt đối với y thuật của mình tự tin dị thường, thật đúng là không tin mình trị không hết bệnh, Tiêu Phàm có thể trị đắc tốt. Thứ này, nhưng không thể có nửa điểm hư đích, nhìn thấy thực trương. Nguyên lai là Giang Đại Lang Trung, thất kính. Tiêu Phàm ôm quyền, như trước bình bình đạm đạm nói, không có chút nào kinh ngạc ý. Cần biết Kim Đan trung kỳ tu vi tuy nhiên không cao, nhưng ở Lang Trung bên trong, lại xem như rất khó lường liễu tương đương. Hồ Bân chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng là một nhà y quán quán chủ tiêu phàm loại này sao cũng được thái độ, triệt để chọc giận Giang Còn Nguyệt, nếu không phải e ngại đủ mậu mặt mũi, chỉ sợ Giang Còn Nguyệt đã sớm xuất thủ, hảo hảo giáo huấn thoáng một tí cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bất quá Giang Còn Nguyệt cưỡng chế tức giận bộ dáng, mặc cho ai đều liếc có thể nhìn ra được. Tiêu đạo hiếu, người rất ngạo khí a hát, xem ra đối với y thuật của mình là thập phần tự tin rồi. Giang Còn Nguyệt đem lửa giận trong lòng, đè ép lại áp, u ám nói. Tiêu phàm cười cười, nhẹ nói nói, y thuật chi đạo, bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chúng ta học thầy thuốc tung tính toán cuối cùng cả đời, cũng khó có thể thông hiểu vạn nhất. Tự tin nói như vậy, nào dám đơn giản lối ra. Dù sao cũng là dựa vào một khỏa nhân tâm, làm hết sức mà thôi. Lời nói này không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, vừa đúng. Nhưng hắn đối với Giang còn nguyệt lửa giận không đếm xỉa, thực sự biểu hiện được rõ ràng. Sau lưng khoanh tay đứng thẳng Hồ Bân sớm đã sợ tới mức tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra. Vị này Giang Còn Nguyệt, tại Kim Châu Thành y giới đồng nghiệp bên trong, cũng coi như đắc đại danh đỉnh đỉnh. Tuy nhiên cùng bảy đại tông môn y quán thủ tịch Đại Lang Trung không có gì có thể so sánh tính, nhưng y thuật chi tinh thông, cũng có thể nói nổi tiếng xa gần. Đối với Hồ Bân nhỏ như vậy y quán Lang Trung mà nói, cái này là tuyệt đối cần nhìn lên đại nhân vật, ngày bình thường hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không tại một cái cấp bậc phía trên. Cùng Giang Còn Nguyệt y thuật đồng dạng nổi danh thì còn lại là tính tình của hắn. Giang Còn Nguyệt diện mạo nhỏ hẹp, có thù tất báo cũng là nổi danh, y quán đồng nghiệp phàm là đắc tội qua hắn, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế trả thù, không ít người trong tay hắn nếm qua buồn bực thiếu thiệt thòi. Hôm nay Tiêu Phàm không hiểu nổi tình huống, chẳng những đến thăm vẽ mặt, hơn nữa thái độ không tốt, khó coi, chút nào cũng không đem vị này tiền bối để vào mắt không có biểu hiện ra cái gì kính sợ chi tình, vậy thì càng thêm hướng trong chết đắc tội hắn. Hồ Bân cố tình muốn truyền âm nhắc nhở tiêu phàm vài câu, lại lo lắng cho mình tu vi quá thấp, truyền âm chi thuật một khi bị người phá vỡ, đã có thể ngay cả mình đều muốn bị cuốn vào nước xoáy bên trong, khó có thể tự kềm chế liễu tương đương. Hắc hắc, xem ra quả nhiên là anh hùng suốt thiếu niên a hát. Đã tiêu đạo hữu đối với chính mình tin tưởng như vậy, cái kia lão phu tựu mỏi mắt mong chờ, xem tiêu đạo hữu như thế nào sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Giang còn nguyệt cười lạnh nói, cơ hồ là triệt để vạch mặt, nửa điểm cũng không cho tiêu phàm mặt mũi. Đủ mậu sắc mặt hơi đổi, tựa hồ có chút không vui. Giang còn nguyệt lời này nói đúng là, cháu gái của hắn đã muốn không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể dựa vào kỳ tích xuất hiện mới có một đường chuyển cơ liễu tương đương. Đủ mậu tuy là người tu chân, đối với người này tuổi nhỏ cháu gái lại cực kỳ yêu thương, mắt thấy nàng một mực bị bệnh đau nhức tra tấn, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Giang còn nguyệt nói như vậy, trong lòng của hắn tự nhiên rất không cao hứng. Chỉ là e ngại cùng Giang còn nguyệt nhiều năm tương giao, không tốt biểu lộ ra. Ha ha, tiêu đạo hiểu chắc hẳn đã biết, lão phu cháu gái thân thể có việc gì, qua nhiều năm như vậy, một mực đều không có tuyệt tự. Nghe nói tiêu đạo hiểu tinh thông y thuật, chỉ tốt hơn nhiều nghi nan tạp chứng, vì vậy đặc dị lại để cho môn hạ đệ tử thỉnh tiêu đạo hữu đến đây vì cháu gái nhỏ xem mạch khám và chữa bệnh, mong rằng tiêu đạo hữu không muốn từ chối. Không đợi tiêu phàm đang nói chuyện, đủ ngậu liền cười ha hả mà đã mở miệng. chương 957, đủ xảo. Tiêu phàm lược khẽ không người, nói ra tiền bối khách khí, tại hạ đã tại y quán an thân, vì người bệnh xem mạch khám và chữa bệnh, chính là bản phận. Thỉnh thấy tôn tiểu thư. Tiêu đạo hữu sảng khoái, thỉnh, lúc này tự mình dẫn dắt tiêu phàm hướng vào phía trong đường đi đến, Giang còn Nguyệt ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, sắc mặt tái nhợt. Muốn đợi phẩy tay áo bỏ đi, cuối cùng không dám như vậy rơi đủ mậu mặt mũi. Lão Hữu làm gì cùng người trẻ tuổi không chấp nhặt đủ nào đó tuyệt không phải không tin được Lão Hữu y thuật, nếu không như thế nào lại thỉnh Lão Hữu đến tự mình tỏa chấn, chính là đối với cái này hậu sinh vãn bối không có nắm chắc a Liền vào lúc này, Giang còn nguyệt vang lên bên tai đủ mậu truyền âm thanh âm, mang theo vui vẻ, ngữ khí ôn hòa, đối với Giang còn nguyệt cực kỳ khách khí. Giang còn nguyệt lúc này mới âm thầm thở vào một cái, thân sắc thoảng qua rừng một chút, đứng dậy, đi theo ở phía sau. Bất quá vẫn cơn giận còn sót lại không tiêu, nhìn về phía tiêu phàm bóng lưng trong ánh mắt, tràn đầy âm lãnh cùng hoài nghi ý, càng nhiều là thì là khinh thường. Tề ra tôn bệnh của tiểu thư thực tốt như vậy chị lời mà nói, dùng đủ mẫu thân phận địa vị cùng thiên môn tài lực cái gì danh y danh thủ quốc gia thỉnh không đến gì về phần kéo giải đến nay không được trừ tận gốc nếu không phải hắn giang còn nguyệt dùng tổ truyền bí phương vì tề gia tiểu thư ổn định bệnh tình chỉ sợ sớm đã hết cách xoay chuyển liễu tương đương đào muốn kiến thức kiến thức cái này gần đây xuất hiện hậu sinh vãn bối rốt cuộc có gì bổn sự tề gia tiểu thư khuê phòng thấp thoáng tại màu xanh hoa cỏ như đệm trong hậu hoa viên cứ việc bên ngoài mặt trời rực rỡ cao chiếu, cái này khuê các chi địa, nhưng lại gió mát trận trận, trong trẻo nhưng lạnh lùng đắc vô cùng. Bốn chu im ắng đích, thậm chí ngay ve kêu thanh âm đều nghe không được, mọi người rất nhỏ tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Đủ mậu nhẹ giọng giải thích nói, bị cháu gái đánh tiểu thể cốt tự yếu, thực tế tốt tính, chỉ cần hơi có âm ý ồn ào thanh âm, liền là bực bội bất an, động quát lớn hạ nhân. Mọi người liền đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ giải thích một chuyến mọi người tại đủ mậu dẫn dắt phía dưới, chậm rãi leo lên thiêu lâu. Ra ra, là ngươi sao? Chưa tới gần cạnh cửa, theo trong lầu tựu vang lên một cô thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, mang theo vài phần bực bội ý. Đủ mậu liền là dừng bước, nhẹ giọng cười nói, xảo xảo, là ta. Thiếu nữ càng thêm không vui, nóng nảy nói, ra ra, ta đã nói với ngươi qua rồi, ta không nhìn lang chung, ta chán ghét bọn hắn làm sao ngươi lại dẫn bọn hắn đến rồi? Đủ mậu sắc mặt biến hóa, miến cưỡng cười nói, nhà đầu ngốc, có bệnh muốn xem lang chung, nói cách khác, bệnh làm sao sẽ tốt nhỉ? Tốt không được rồi. Đủ mậu lời còn chưa dứt, thiếu nữ liền hét dầm lên, ngữ khí càng thêm bực bội. Của chính ta bệnh ta tự mình biết, tốt không được nữa. Không có người có thể chữa cho tốt bệnh của ta. Xảo xảo, không cho phép nói bậy. Đủ mậu sắc mặt trầm xuống, không vui mà quát tháo một câu, nhấc tay đẩy ra cửa phòng. Một cổ nồng đậm vị thuốc đập vào mặt, phảng phất đẩy ra một gian dược phẩm nhà kho đại môn. Chỉ thấy theo trong phòng, lờ mờ âm trầm, bốn phía cửa sổ đều bị dày đặc nhung chế bức màn vật che chắn đắc nghiêm nghiêm thực thực, nửa điểm ánh mặt trời cũng thấu không vào đến. Chỉ ở nóc nhà vây quanh lấy một khối nho nhỏ nguyệt quang thạch, phát ra ảm đạm quang mang. Khuê phòng một góc, bày đặt một khéo léo giường, trên giường nửa ngồi một gã 16-17 tuổi thiếu nữ, tóc dài xóa vai, gầy như que củi, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt, một đôi đen nhánh con mắt có vẻ đặc biệt bắt mắt, đặc biệt đại, càng thêm phụ trợ đắc nàng cả người yếu đuối, điềm đạm đáng yêu. Giường trước đánh nát một cái dược chén nhỏ, dược chất cùng dược cám rơi đầy đất, hai gã tuổi trẻ thị nữ khoanh tay đứng thẳng một bên, cúi đầu, bình thức tính khí, cả kia dược chén nhỏ cũng không dám đi thu thập, sợ mình có cái động tác, lại lại chọc giận tôn tiểu thư xảo xảo lại tùy hứng liễu tương đương đi ra ngoài đều đi ra ngoài đủ mậu một câu nói còn chưa dứt lời thiếu nữ liền bỗng nhiên bộc phát hai tay che lỗ tai khàn cả giọng mà hét dầm lên ta không cần phải thấy các ngươi đều đi ra ngoài cho ta theo cái này kêu to thiếu nữ tinh xảo trên cổ gân xanh một cây tăng vọt mà dậy vốn là bó tay bó chân đi theo tại cuối cùng hồ bân lập tức sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy kìm lòng không được mà hướng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến khuê phòng bên ngoài. Xảo xảo, đủ mậu khẽ quát một tiếng, lại là lo nghĩ lại là tức giận, càng nhiều là thì là bất đắc dĩ. Đi ra ngoài, đều đi ra ngoài a hát. Thiếu nữ vẫn còn thét lên không thôi. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân lại, phải tay vừa lộn, bấm tay gảy nhẹ, một đám vô hình kình lực hướng thét lên thiếu nữ kích bắn đi. Tiêu đạo hiếu, đủ mậu mãnh liệt quay đầu nhìn sang, ánh mắt nghiêm khắc, nhưng lại không ra tay ngăn cản. Tiêu phàm sắc mặt chấn định như hằng, không khẩn trương chút nào chi tình. Ngươi dám đánh lén ta. Đang tại khàn cả giọng mà thét lên thiếu nữ bỗng nhiên lại là kêu to một tiếng, Nữ khí vừa sợ vừa giận, cánh tay giương lên, muốn thi triển thần thông. Đừng nhìn thiếu nữ này niên kỷ rất, hơn nữa bệnh thể nhỏ bé và yếu ớt, động tác không chút nào không chậm, một cổ không chút nào thấp hơn chút cơ trung kỳ tu sĩ khi tức bỗng nhiên bạo phát đi ra suy, mà một tiếng vang nhỏ, thiếu nữ còn không kịp thi triển bất luận cái gì thần thông, kinh lực liền đã trực tiếp theo nàng trước ngực huyệt thiên trung bắn vào. Thiếu nữ toàn thân chấn động, tiếng hét phẫn nộ kiết nhiên như chỉ, mãnh liệt sau này một đảo, tựa ở trên gối đầu, không ngừng thở dốc, cũng rốt cuộc không âm thanh kêu to. Bất quá theo nàng trên cổ vẫn bạo chán gân xanh đến xem, nàng chỉ là bị cường lực chế trụ không thể nhúc nhích, đang tại kiệt lực dẫy ruộng, ở sâu trong nội tâm phẫn nộ, quả thực không gì sánh kịp. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Thiếu nữ minh lộ ra trúc cơ trung kỳ tu vi, tiêu phàm thân mình cũng không quá đáng là trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, cách đắc rất xa, như vậy tiện tay bắn ra, dĩ nhiên cũng làm chế trụ cùng giai thiếu nữ, ngay nửa phần sức hoàn thủ đều không có. Chẳng phải là nói, hắn đối với cùng giai tu sĩ có dây sát thực lực. Hắc hắc, Tiêu đạo hữu lá gan không nhỏ a à hát vậy mà dám ở chỗ này đối với Tôn tiểu thư ra tay. Tự nhiên khuê phòng ở phía trong lập tức tựu vang lên giang còn nguyệt âm dương quái khí thanh âm. Người này có thù tất báo là nổi danh, cũng hào không kiêng kỵ bị người biết rõ hắn cái này đặc điểm. Tiêu phàm cũng không nhìn hắn cái nào, nhàn nhạt đáp chữa bệnh thủ đoạn mà thôi. Giang đạo hiếu đã cũng là lang chung, không biết ngay cái này cũng nhìn không ra a. À. Lại đem giang còn nguyệt ngạnh xanh xanh mà nén trở về, cái cổ tử đô trướng thô liếu tương đương. Đủ mậu không khỏi lại nhìn tiêu phàm liếc, nhiều hứng thú bộ dạng. Theo vào cửa đến hiện tại, người này chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Tại hắn đường đường nguyên anh tu sĩ, nhất môn chi chủ trước mặt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chấn định tự nhiên, đối mặt Giang còn nguyệt như vậy rõ ràng địch ý, lại càng đối trọi gay gắt, không sợ chút nào. Hôm nay lại đang trong lúc lơ đáng lộ thủ đoạn. Tiêu phàm lại không để ý tới bọn hắn, trực tiếp tiến lên, đi vào giường bệnh trước kia, tổ sư cấy xuôi theo ngồi xuống, duỗi ra tay phải ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên thiếu nữ mạch trên cổ tay, hai mắt nhìn thẳng thiếu nữ, bình tĩnh mà ôn hòa nói, đủ cô nương, chỉ cần người sống lấy, tự có hy vọng. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không muốn lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Nhắc tới cũng kỳ, cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, lại sinh ra không tưởng được hiệu quả, vốn là trên cổ tăng vọt gân xanh, dần dần bình phục xuống dưới, nóng nảy phập phồng bộ ngực, cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh, im lặng nằm tại đó, một đôi đen nhánh mắt to đen nhánh, yên lặng nhìn qua tiêu phàm, tại nàng sớm đã tuyệt vọng đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại lén lút giấy lên một tia sinh khát vọng. Tiêu phàm cũng không tránh né ánh mắt của nàng, trên mặt hiện lên một tia ôn hòa mỉm cười, hai mắt cũng rất bình tĩnh mà chăm chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt. Đủ xảo ngũ quan lớn lên rất đoan chính, mặt mày có thể nói tinh xảo, chính là tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân chỉ có điều khí sắc quá kém, quá mức thon gầy, tái nhợt làn da phía dưới, một mảnh dài hẹp mạch máu rõ ràng có thể thấy được, thậm chí cách làn da đều có thể phát giác được mạch máu nhảy lên, phảng phất một cái tinh xảo búp bê, không nghĩ qua là sẽ đụng hư lắm rồi. Bất quá tiêu phàm hai hàng lông mày, lập tức nhẹ nhàng nhân bắt đầu đứng dậy, dần dần, càng trao càng chặt. Thấy bộ dáng như vậy, vốn muốn mở miệng hỏi thăm đủ mậu, lập tức ngậm miệng lại, chăm chăm vào tiêu phàm, đường đường nguyên anh cao thủ, nhất môn chi chủ, giờ phút này trên mặt vậy mà lộ ra khẩn trương thần sắc. Đủ mậu loại thái độ này, lập tức liền ảnh hưởng đến trong phòng những người khác, ngay giang còn nguyệt cái này tranh chua tính tình, đều có kiềm nén lại trong miệng mỉa mai thoại ngữ, chỉ là ánh mắt như trước cực kỳ khinh thường. Tiểu tử, người cứ việc trang. Người dưới mắt trang đắc càng lớn, đợi tí nữa gặp hạn bổ nhào lại càng nặng. Ta, có phải là hết thuốc chữa? Trong phòng yên lặng, cuối cùng là một đủ xảo chính mình đánh vỡ đích, mắt thấy tiêu phàm hai hàng lông mày chó chặt, đủ xảo chính mình trước chịu không nổi áp lực như vậy rồi, nhẹ khẽ cắn môi dưới, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Không, ra ngoài ý định chính là, tiêu phàm lập tức lắc đầu, thần thái kiên định vô cùng. Đủ mậu vốn là khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi, nhịn không được kêu lên, tiêu đạo hiếu, ngươi là nói, xảo xảo. Có thể chỉ tốt, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, khẩn trương chờ đợi lấy đáp án tiêu phàm rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời thẳng đủ mậu, như mày nói ra, đủ tiền bối, xảo xảo cô nương là hiếm thấy một phong linh thể, hơn nữa, là phong thuộc tính làm chủ hay sao? Phong linh thể cũng không tại ngũ hành linh thể trong, thuộc về đặc thù thuộc tính linh thể. Thuần túy phong linh thể, so sánh với ngũ hành tinh khiết linh thể còn muốn hiếm thấy, có thể nói là vạn chung không một. Đủ xảo là một phong song thuộc tính linh thể, tại tu chân giới cũng đã cực kỳ thưa thớt, hơn nữa là dùng phong thuộc tính linh thể làm chủ. Loại này có trọng điểm điểm song thuộc tính linh thể, so sánh với bình thường song linh thể, tại tu luyện thiên phú thượng muốn kiệt xuất nhiều lắm, tung tính hòa tinh khiết linh thể so sánh với, cũng đã không khác nhau lắm liễu tương đương. Từ trước đều là tất cả môn phái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bình thường cũng có thể lấy được cực cao thành tựu. Đủ mậu nhẹ gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Vốn là lão phu là muốn đem y bát truyền thụ cho xảo xảo đích, đáng tiếc, nàng lại thuở nhỏ thân thể không được tốt, nói cách khác, dưới mắt há có thể chỉ có một chút như vậy tu vi. Tiêu phàm nhìn đủ mẫu liếc, lạnh nhạt nói ra, đủ tiền bối tu luyện công pháp, hẳn không phải là dùng phong thuộc tính làm chủ A. Đủ mậu lập tức cảnh giác lên, nhíu mày hỏi, tiêu đạo hiếu, người cái này là ý gì? Giang còn nguyệt lập tức phụ hỏa theo đuôi, cười lạnh nói, tiêu đạo hiếu, người là đến xem bệnh A. Có lẽ hay là đến tìm hiểu tin tức tiêu phàm lại lý đều không để ý hắn, hai hàng lông mày nhẹ trao lại, thấp giọng lầm bẩm may mắn là phong thuộc tính làm chủ, nếu một thuộc tính làm chủ lời mà nói, tình huống chỉ có so hiện tại càng thêm không xong. Ngươi nói cái gì? Đủ mậu nhịn không được hỏi, sắc mặt đã muốn trở nên có vài phần khó coi. chương 958, không ai nhường ai. Tiêu phàm không để ý tới tụ họp mậu sắc mặt, chuyển hướng giang còn nguyệt, hỏi, giang đạo hiếu, người trước kia cho xảo xảo cô nương mở đơn thuốc ở phía trong, có phải là trọng dụng tức phong, chập choạng diệp, cao lin cái này mấy thứ dược. Làm sao người biết, Giang còn nguyệt vốn là cả kinh, thốt ra, lập tức lập tức tự phục hồi tinh thần lại, lập tức sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, tôn tiểu thư thể cốt yếu, sợ phong sợ nhiệt sợ ồn ào, có cái gió thổi cỏ lay, liền là đứng ngồi không yên, ta dùng tức phong, chập choạng diệp, cao linh làm thuốc, đúng vậy đúng bệnh lương phương. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, đúng bệnh ngược lại đúng bệnh, bất quá xảo xảo cô nương là phong thuộc tính làm chủ mộc phong linh thể. Cái này mấy vị dược dùng lượng quá lớn, chẳng những ngăn chặn kinh phong bệnh trạng, đồng thời cũng áp chế xảo xảo cô nương thân mình sinh cơ. Chị phần ngọn không chừng chị bản. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều nhìn chăm chú tại giang còn nguyệt trên mặt, ngay đủ mậu đều là bán tín bán nghi. Người nói hưu nói vượn. Giang còn nguyệt hào không kinh hoàng, nặng nề mà cười lạnh một tiếng, không khách khí mà quát tháo bắt đầu đứng dậy. Cho tôn tiểu thư xem qua bệnh lang chung, không ngừng giang là một loại. Ngay hạnh lâm huyển bính lão tiên sinh đều tự mình xảy ra mã, ta thấy thanh thanh sở sở, bính lão tiên sinh đơn thuốc ở phía trong, cũng đồng dạng có tức phong, chập choạng diệp, cao linh cái này ba vị thuốc. Chiếu ngươi nói như vậy, bính lão tiên sinh cũng là lung tung dùng dược, chị phần ngọn không chừng trị bản rồi. Cái gọi là bính lão tiên sinh, ở đây chư vị, quả nhiên là như sấm bên tai. Nghe tiêu phàm cái này mới đến không lâu từ bên ngoài đến hộ, cũng đã sớm nghe nói qua vị lão tiên sinh này hiển hách thanh danh. Bính lão tiên sinh chính là hạnh lâm đại trưởng lão, hạnh lâm huyền thủ tịch Đại lang ở bên trong, bị cùng đề cử vì Kim Châu thành kỳ hoàng chi thuật đệ nhất đại hành gia, thân mình tu vi lại càng đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cái này tại lang trung mà nói, là một cái như kỳ tích độ cao đủ mậu để ý như vậy chính hắn một cháu gái thỉnh kim châu thành được xương đệ nhất bính lão tiên sinh tự thân xuất mã đang tại hợp tình lý đã bính lão tiên sinh đều dùng qua cái này ba vị thuốc người chính là một tân nhân còn có cái gì tốt hoài nghi hay sao tiêu phàm nhíu mày nói ra bắt mạch chữa bệnh không có có ý đã định phương thuốc phải theo bệnh tình biến hóa mà biến hóa xảo xảo cô nương có kinh phong bệnh trạng bính lão tiên sinh thoáng dùng một ít tức phong dược vật chính là lẽ phải nhưng kinh phong bệnh trạng dẹp loạn về sau muốn đổi dùng mặt khác phương thuốc há có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng một mực noi theo xuống ngươi ngươi cuồng vọng giang còn nguyệt giận tím mặt vươn tay ra chỉ tay tiêu phàm toàn thân đều giận đến nhẹ nhàng phát run nếu không phải e ngại đủ mậu tại giang còn nguyệt lập tức tự sẽ ra tay liếu tương đương ngươi là nói ta dùng dược dùng sai rồi đối với giang còn nguyệt phẫn nộ tiêu phàm không thèm để ý chút nào phảng phất giống như không thấy nhẹ nhàng lắc đầu chuyển hướng đủ mậu hỏi đủ tiền bối bính lão tiên sinh phải chăng chỉ cấp xảo xảo cô nương trần qua một lần mạch đủ mậu kinh ngạc nói đúng vậy lại nói tiếp cũng là không khéo bính đạo hữu cho xảo xảo bắt mạch chi không lâu sau liền rời đi kim châu thành xâm nhập man hoang thế giới đi thu thập quý hiếm linh dược vừa đi chính là bảy tám năm trước đó không lâu mới vừa vặn phản hồi thành ở bên trong thì ra là thế tiêu phàm nhẹ gật đầu cứ việc chưa từng gặp qua vị này bính lão tiên sinh, nhưng lớn như thế tên, tiêu phàm tin tưởng hắn có chỗ hơn người. Nếu không quả quyết khó có thể tại Kim Châu Thành như vậy địa phương được xưng đệ nhất. Đây tuyệt đối muốn bản lĩnh thật sự. Nếu như là bính lão tiên sinh liên tục cho đủ xảo bắt mạch dùng dược, kết quả khẳng định cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Về phần giang còn nguyệt, tuy không thể xem như cái lang băm, tối thiểu khó có thể cùng bính lão tiên sinh đánh đồng. Tiêu phàm lại hỏi, đủ tiền bối, xảo xảo cô nương bệnh này chứng, là đánh tiểu thì có, có lẽ hay là về sau mới dần dần hiển hiện ra hay sao? Đủ mậu đáp, thật cũng không là đánh tiểu thì có, nhiều năm trước, xảo xảo còn tại còn nhỏ, cha mẹ của nàng tại một lần đi xa thời điểm bất hạnh vẫn lạc, ta liền đem nàng tiếp đến nơi đây cùng ở. Đánh khi đó bắt đầu, nàng mà bắt đầu không thoải mái, tình hình dần dần càng ngày càng là nghiêm trọng. Tiêu phàm có chút vuốt cằm hỏi, trong lúc này, xảo xảo cô nương sẽ không có rời đi qua nơi đây sao? Không có. Đủ mậu lắc đầu liên tục. Nàng thể cốt không cường tráng, ở đâu đều không đi được. Ngẫu nhiên sẽ đi trong thành tán giải sầu, ba, năm ngày nhiều nhất bảy tám ngày sẽ về nhà. Tiêu phàm ngược lại nhìn về phía giường bệnh thượng tái nhợt thiếu nữ, nhu hòa mà hỏi thăm, xảo xảo cô nương, thỉnh cầu ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi lúc này rời đi thôi đi trong thành giải sầu thời điểm, có phải là cảm thấy bệnh tình hơi có giảm bớt, đây còn phải nói sao? Tiểu hài từ mọi nhà, đi ra ngoài đi một chút, tự nhiên vui vẻ. Giang Còn Nguyệt lại thình lình ở một bên sen vào. Hắn thật sự là đối với cái này họ Tiêu không thể nhịn được nữa, hỗn đản này dám lần nữa không đếm xỉa hắn. Đợi rời đi Thiên môn tổng đàn, nhất định phải bảo ngươi đẹp mắt. Khi đó không có đủ mậu bao phủ, ta xem ngươi còn có thể giả dạng làm bộ dáng gì nữa. Tiêu Phàm như trước lý đều không để ý hắn chỉ là nhìn qua đủ xảo, đợi nàng trả lời. Đủ xảo cắn cắn bờ môi, nhẹ nhàng, ừm, một tiếng, nói ra, xác thực như thế, mỗi lần ta đi bên ngoài chứng kiến nhiều người như vậy náo nhiệt như vậy, có khi sẽ đã quên trên người không khỏe. Tiêu phàm mỉm cười lắc đầu, nói ra, không phải đã quên, là bệnh tình thật sự có chỗ giảm bớt, muốn lúc này rời đi thôi là được. Đủ mậu kinh ngạc nói ra, tiêu đạo hiếu, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là nói, nơi đây phong thủy không được sao? Cái kia cũng không phải, ta vừa rồi sau khi vào cửa, cũng đã nhìn kỹ qua rồi, nơi đây tuy nhiên chưa nói tới là thượng giai phong thủy long huyệt, nhưng bốn trụ đầy đủ hết, cũng không có đặc biệt vi phạm lệnh cấm xông sát chỗ. Phong thủy đối với cái này mà chủ nhân, không có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Tiêu phàm lạnh nhạt nói ra. Đủ mậu kinh ngạc nói, tiêu đạo hữu còn tinh thông phong nước phong thủy chi thuật, là đạo này người trong nghề. Tiêu phàm cười cười, không có trả lời. Nói đến phong thủy phong thủy, nhưng chút nào cũng không so với hắn kỳ hoàng chi thuật yếu hơn nửa phần. Chỉ có điều tại đủ mậu như vậy nguyên anh cao thủ trước mặt, tự cũng không nên quá mức khoe khoang. Đủ mậu lại phối hợp nói ra, Tiêu đạo hữu nói không sai, lão phu tuy nhiên không hiểu phong thủy chi đạo, nhưng ta thiên môn sơn môn xây ở chỗ này, nhưng lại tìm chính thức phong thủy đại sư cẩn thận phong thủy qua đích. Nơi này tàng phong đắc nước, tụ khí xúc thế, chính là thượng giai chỗ có thể thịnh vượng tông môn. Giang còn nguyệt cười lạnh nói, tiêu đạo hiếu, chúng ta là lang Trung, cũng không phải là bọn bịp bợm giang hồ. Tiêu phàm rốt cục con mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, giang đạo hiếu, người không hiểu phong thủy phong thủy, không có nghĩa là lấy tất cả mọi người không hiểu. Tốt nhất có lẽ hay là thận môn A, tránh khỏi rước hỏa vào thân. Hắc hắc, Giang còn nguyệt một tiếng cười quái dị. Như thế nào, tiêu đạo hữu là ở uy hát yêu ta ép ta sao? có lẽ hay là nói, người vị này phong thủy phong thủy đại sư, muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một tí ta đây cái không biết trời cao đất rộng thường dân. Tiêu phàm nhàn nhạt nói, nếu quả thật có cái kia tất yếu lời mà nói, tiêu mỗ cũng cũng không ngại. Ngươi, Giang còn nguyệt lập tức lại một lần nữa tức giận đến gân xanh nổi lên, chỉ tay tiêu phàm, ngón tay không ngừng run run. Hảo hảo, ta tự chờ ở tại đây, xem làm sao ngươi giáo huấn ta. Ngươi nếu chị không hết tôn bệnh của tiểu thư, hắc hắc, không cần chờ đủ môn chủ tự mình ra tay, lão phu người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu phàm liếc hắn một cái, không có nói cái gì nữa. Bất quá cái kia lạnh nhạt ánh mắt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, cái kia là thật không có đem giang còn nguyệt để vào mắt. Dùng tiêu phàm hiện tại đã muốn khỏi hẳn bảy tám phần thương thế, tăng thêm dần dần khôi phục hắc lân, cùng linh thú hoàn ở phía trong mấy chục đã muốn tiến hóa cấp hai con bạo ngựa, không chỉ nói Giang còn nguyệt như vậy một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, tung xem như đối mặt bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tiêu phàm cũng không sợ hãi chút nào. Đủ tiền bối, tại hạ có một thỉnh cầu. Tiêu đạo hữu thỉnh giảng. Chút bất chi bất giác, đủ mậu đối với tiêu phàm thái độ càng thêm khách khí bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm biểu hiện như vậy, hắn loại này người từng trải, như thế nào nhìn không ra. Không phải mình che giấu chân thật tu vi, ngay cả có lấy rất mạnh cậy vào nếu không tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cùng một tên kim đan trung kỳ tu sĩ kết thù kết oán. Tiêu Phàm lập tức nói ra một câu lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lời nói đến. Thỉnh đủ tiền bối triệt hồi tổng đàn cấm bay cấm chế, tại hạ muốn hảo hảo điều tra thoáng một tí quý môn trấn phái đại trận. Cái gì? Trong chốc lát, đủ mậu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, sắc mặt cũng lập tức trở nên âm trầm vô cùng, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, tràn đầy cảnh giác cùng uy hát yêu ta ép y tứ hàm xúc. Người đây là ý gì? Đủ môn chủ, người này là cái gian tế, chỉ bằng ngay lập tức đem hắn nắm bắt. Khơi khoảnh, Giang còn nguyệt hét dầm lêm, cũng không đợi đủ mậu cho phép, thủ đoạn một phen, tay phải kết ấn, một vài thước lớn nhỏ màu ngà sữa bàn tay, ở giữa không trung di động hiện ra, lập tức nắm chặt thành quyền, hướng về tiêu phàm mãnh liệt đánh đi qua. Hắn đã muốn nhẫn nại đắc quá lâu, đắc lần này trời ban cơ hội tốt, ở đâu còn có thể bỏ qua. Cũng không quản đủ mậu có cao hay không hứng, trước giáo huấn cái này ngang ngược cản dỡ tiểu tử thoáng một tí nói sau. Tiêu phàm khóe miệng hiện lên một tia khinh thường vui vẻ, đối với một quyền này không tránh không né, lẳng lặng chạm ngay tại chỗ, trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ khổng lồ vô hình kình lực bỗng nhiên tại trong hư không ngưng tụ ra đến, đảo mắt hóa thành một đồng dạng vài thước lớn nhỏ màu vàng nhà thiết quyền, hướng về màu ngà sữa nắm tay quả đấm mãnh liệt đánh đi qua phanh một tiếng vang nhỏ màu ngà sữa nắm tay quả đấm cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực đụng một cái phía dưới liền là từng mảnh vỡ vụn tiêu tán ở vô hình màu vàng nhà thiết quyền không hề trở ngại mãnh liệt đánh mà trước lập tức liền đánh tới giang còn nguyệt trước ngực một tiếng lạnh hừ nhìn đâm chọc ở phía trong một đạo kình phong chém ra ở giữa màu vàng nhà thiết quyền nhưng lại đủ mậu xuất thủ cứu giúp Nói đắc hảo hảo đích, bỗng nhiên vung tay, những người khác quá sợ hãi, hồ bân lại càng sợ tới mức mặt không còn chút máu, hai cổ run dày, cơ hồ một sao ngã ngồi. Đủ mậu rốt cuộc không hổ là nguyên anh kỳ cao thủ, lại là nhất môn chi chủ, ra tay như điện, thoáng cái liền đem màu vàng nhà thiết quyền lột bỏ bên. Nhưng còn lại cái kia nhất thời nữa khắc kinh lực, lại không cái gì trì trệ, nặng nề đánh tại Giang còn nguyệt trên ngực. Giang còn nguyệt một tiếng kêu đau đớn, đang đang đăng, ngay lùi lại mấy bước miệng hơi mở, oa, mà phun ra một ngụm tiên huyết đến, vốn là than chỉ sắc mặt, lập tức trở nên thương trắng như tờ giấy. Chỉ lần này một kích, người này kim đan trung kỳ tu sĩ, liền đã bị thương không nhẹ. Bóng người lóe lên, đủ mậu đã muốn tà tà đứng ở giường bệnh trước kia, hai mắt căm tức tiêu phàm, mặt chìm như nước, lạnh như băng mà quát đạo hữu cái này là ý gì. Chẳng lẽ muốn cùng ta thiên môn là địch sao? Khuê phòng trong dương cung bạt kiếm, hào khí thoáng cái trở nên cực kỳ khẩn trương. chương 959, Pháp trận đả thương người. Tiêu phàm lại không có bối rối chút nào vẻ, lạnh nhạt nói ra, đủ tiền bối, đả thương giang đạo hiếu cũng không phải là tại hạ, mà là quý môn hộ phái đại trận. Vừa rồi vẻ này kinh lực, đúng vậy pháp trận chi lực, chẳng lẽ đủ tiền bối cảm thụ không được sao? Đủ mậu hai hàng lông mày mãnh liệt dương bắt đầu đứng dậy, kinh ngạc nói ra, nguyên lai tiêu đạo hiếu còn tinh thông trận pháp chi đạo hắn vừa mới xuất thủ cứu giúp Giang Còn Nguyệt, quả thật có thể đủ cảm thụ tìm được, cái kia màu vàng nhà thiết quyền chỗ ngưng tụ đích, xác thực là pháp trận chi lực, tiêu phàm bất quá là dùng rất xảo diệu phương pháp, đem nơi này pháp trận chi lực mượn cho mình dùng, vừa ra tay liền đem Giang Còn Nguyệt đánh cho trọng thương thổ huyết. Nhưng quan trọng hơn chính là, tiêu phàm là người ngoài. Tiêu phàm cũng không để ý tới tụ họp mậu kinh ngạc cùng cảnh giác ý, cười cười, nói ra, đủ tiền bối, các loại trận pháp, tại hạ cũng đã gặp một ít, xem như hiểu sơ. Nhưng quý môn cái này hộ phái đại trận, xác thực rất đặc biệt. Ta cũng vậy không nghĩ tới, quý môn hộ phái đại trận, tùy thời đều là mở ra đích. Cũng không trách tiêu phàm kỳ quái. Bình thường mà nói, đại khái qua loa chút ít môn phái tổng đàn chỗ trên mặt đất, đều bố trí phòng hộ pháp trận, có chút còn không dừng lại bố trí một cái. Nhưng phòng hộ pháp trận uy lực càng mạnh, tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Dùng thiên môn tổng đàn quy mô, cái này hộ phái đại trận toàn lực mở ra, một thiên hạ đến, cần tiêu hao linh thạch chính là một cực kỳ kinh người số lượng. Dưới mắt hoắc Sơn Quốc Quốc Thái Dân An, Kim Châu Thành trật tự tỉnh nhiên, cũng không phát sinh đại chiến, thiên môn thực lực không kém, có hai gã nguyên anh cao thủ tỏa trấn thật sự không cần phải. Tùy thời thời khắc mở ra hộ phái đại trận, lãng phí linh thạch. Đủ mậu càng phát ra kinh ngạc, đánh giá tiêu phàm, nói ra, xem ra tiêu đạo hữu tại trên trận pháp tạo nghệ, thật đúng là cấp đại sư tiêu chuẩn. Không tệ chúng ta thiên môn hộ phái đại trận, xác thực là tùy thời thời khắc đều mở ra lấy đích. Đây là bởi vì, tổ sư đám bọn họ lưu lại cái này đại trận, vốn là tự cũng không phải là dùng linh thạch đến khu động đích, mà là mượn nhờ nơi đây linh mạch đến khu động. Tiêu phàm bừng tỉnh đại ngộ, nói ra thì ra là thế. Loại tình hình này, tại hạ cũng không phải đầu một hồi nghe nói, xem ra quý môn năm đó bảy trận tổ sư, chính là tinh thông trận pháp tông sư, đủ mậu nhẹ gật đầu, nói ra cái này tự nhiên. Bất quá tiêu đạo hiểu, lão phu hôm nay thỉnh cầu ngươi đến đây làm khách, cũng không phải là muốn cùng ngươi thảo luận trận pháp chi đạo đích. Ngươi là lang trung, thỉnh đừng quên thân phận của mình. Đủ tiền bối không nên hiểu lầm, ta muốn xem quý môn hộ phái đại trận, xác thực cùng xảo xảo cô nương bệnh tình có quan hệ. Nói hưu nói vượn, thật vất vả ổn định tinh thần giang còn nguyệt, bỗng nhiên lại kêu to lên, hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, tựa hồ muốn xông đi lên hung hăng cắn hắn hai phần. Rốt cuộc không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ làm bị thương tại một gã trúc cơ kỳ tiểu bối trong tay. Hơn nữa là đang tại cái này rất nhiều người mặt, bị tiêu phàm tiện tay một kích tựu đánh cho thổ huyết, tổn thương không tổn thương vẫn còn tiếp theo. Cái này mà thật sự ném đại phát. Vốn đang trong nội tâm sợ hãi, cho rằng tiêu phàm là dấu mà không lộ đại cao thủ, nghe được là mượn nhờ pháp trận chi lực, giang còn nguyệt lại càng nộ phát như điên cho tôn tiểu thư chữa bệnh, cùng thiên môn hộ phái đại trận có gì liên quan, người rõ ràng chính là cái mật thám, muốn tìm hiểu thiên môn cơ mật. Đủ tiền bối, vạn không được buông tha người này. Người biết cái gì? Lần này, tiêu phàm là thật phát hỏa, không đợi đủ mẫu mở miệng. Chính là một tiếng gào to, ánh mắt như lạnh điện giống nhau quét tới. Đang tại là to giang còn nguyệt không khỏi trì trệ, tìm lòng không được rụt rụt cổ, lại không dám cùng tiêu phàm đối mặt thầy thuốc nhân tâm, người thân là lang trung, nên thời khắc dùng người bệnh bệnh tình vì nghiệp. Nhưng bây giờ như vậy bụng giả dạ hẹp hòi, sợ đã đánh mất mặt mũi của mình, mọi cách quấy nhiễu ta cho xảo xảo cô nương chẩn đoán bệnh, là mục gì? Chẳng lẽ xảo xảo cô nương tánh mạng an nguy, còn không bằng ngươi điểm này đáng thương mặt mũi? Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trước sau như một tao nhã tiêu phàm khó được sụ mặt, không chút khách khí mà giáo huấn hắn một trầu. Ngươi, Giang còn nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Ta cái gì, một bên đần ra. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người ngẩn người, một câu đều nói không nên lời, thậm chí ngay đủ mậu đều bị tiêu phàm khí thế kia cấp chấn trụ liễu tương đương. Uống ở thỉnh thoảng quấy rối Giang còn nguyệt, tiêu phàm lúc này mới chuyển hướng đủ mậu, cao giọng nói ra, đủ tiền bối, tại hạ cho rằng, xảo xảo cô nương đây không phải sinh bệnh, mà là bị pháp trận gây thương thích cho nên tại hạ muốn thỉnh đủ tiền bối triệt hồi nơi đây cấm bay cấm chế, cần hảo hảo điều tra thoáng một tí quý môn hộ phái đại trận mới có thể tìm được nguyên nhân. Bị pháp trận chi lực gây thương tích, cái này, tiêu đạo hiếu, người không có nói đùa sao, đùa mậu lại càng trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin tiêu đạo hiếu, bị môn cái này hộ phái đại trận, đúng vậy bày ra mấy ngàn năm lâu. Là hộ phái đại trận, như thế nào lại làm bị thương người một nhà đâu này? Tiêu Phàm rất chân thành nói, đủ tiền bối, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, tiền bối đối với trận pháp chi đạo, chỉ sợ không có quá sâu nhập nghiên cứu a. Đủ mậu lập tức có vài phần xấu hổ, thực sự nhẹ gật đầu, cũng không kiêng kỵ, nói ra Tiêu đạo hữu nói không sai, lão phu đối với trận pháp chi đạo, xác thực biết không nhiều lắm. Cả Kim Châu Thành, đối với kỳ hoàng chi thuật, y dược chi đạo có nghiên cứu cùng biết không ít, tinh thông trận pháp chi đạo người cũng không thông thường. Vài ngàn năm trước, bổn phái tiền bối tổ sư, ở chỗ này bố trí xuống hộ phái đại trận, một mực vận chuyển đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua làm bị thương người một nhà tình hình. Tiêu đạo hữu có phải là quá mức nhạy cảm? Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nói ra, phải chăng quá mức mẫn cảm, tại hạ hiện tại cũng không nên khẳng định. Nhưng xảo xảo cô nương bệnh căn, tại hạ cảm thấy, cùng bình thường sinh bệnh khác nhau rất lớn, cũng không phải theo trong bụng mẹ mang đến đích, luyện công cũng không có tổ hỏa nhập ma dùng xảo xảo cô nương mộc phong linh thể, nguyên vốn hẳn nên xem như thật tốt thể chất. Dưới mắt, trong cơ thể nàng mộc linh khí bị áp chế đắc quá lợi hại, một số gần như khô kiệt. Đây mới là nàng chính thức nguyên nhân bệnh, cũng may thể chất của nàng này đây phong thuộc tính làm chủ đích, nếu không nghe lời, bệnh tình có thể so với hiện tại càng thêm nghiêm trọng nhiều lắm. Đủ mậu thân thể chấn động, nói ra, đúng, tốt như năm đó bính đạo hữu cũng nói như vậy qua, nói xảo xảo là mộc linh căn bản bị hao tổn, chỉ có điều lại không có tìm được bị hao tổn chính thức nguyên nhân bệnh. Đúng vậy, tiêu đạo hiếu, xào xảo bệnh này bởi vì, chẳng lẽ thật là hộ phái đại trận bố trí. Tiêu phàm nói ra, tại hạ là như vậy suy đoán nick, vừa rồi pháp trận chi lực, mang theo cực kỳ rõ ràng kim thuộc tính dấu vết. Ngũ hành sinh khắc, canh dinh ất mộc, nếu như nơi này đúng vậy hộ phái đại trận canh kim lực mạnh nhất chỗ, xào xào cô nương ở chỗ này, vậy thì ngày ngày bị canh kim lực gây thương tích, dần ra, trong cơ thể nàng mộc linh khí liền càng ngày càng suy yếu cho đến khô kiệt thực tới lúc đó hậu coi như là đại la kim tiên hạ phàm chỉ sợ cũng bất lực liếu tương đương ah à tất cả mọi người bị tiêu phàm cái này phán đoán suy luận sợ ngây người kim châu thành danh y tụ tập đại bài lang chung chỗ nào cũng có lại còn chưa từng nghe nói có người bắt mạch chữa bệnh là cùng pháp trận chi lực tương quan liên đích đúng vậy tiêu đạo hiếu hộ phái đại trận đúng vậy ta thiên môn đối ngoại phòng ngự một sát thủ giản. Đủ mậu trần chờ nói đạo, thật sự nội tâm của hắn đã muốn đối với tiêu phàm nói tin bảy tám phần, mấu chốt ở chỗ, hắn không hiểu trận pháp chi đạo, tiêu phàm lại là cái ngoại nhân, chính mình đem cấm bay cấm chế triệt hồi, lại để cho hắn đem chọn cái hộ phái đại trận nghiên cứu cái thông thấu, cái này hộ phái đại trận đối với tiêu phàm mà nói, tự cơ hồ thùng rỗng kêu to liếu tương đương. Vạn nhất tiêu phàm thực là cái gì, mật thám, lại như thế nào đắc? tiêu phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh nhạt nói ra, đủ tiền bối nếu là không tin được tại hạ, tại hạ không dám cưỡng cầu. Bất quá bởi như vậy, tại hạ đối với xảo xảo cô nương bệnh này tựu bất lực rồi, đủ tiền bối khác thỉnh cao minh a. À. Nói xong, hướng đủ mậu chắp tay. Không không, tiêu đạo hiểu hiểu lầm, lão phu tuyệt không ý này, tuyệt không ý này. Tốt, ta đây tựu triệt hồi cấm bay cấm chế. Đủ mậu rốt cuộc không hổ là nhất môn chi chủ, vốn là vô cùng có quyết đoán người, gia tăng chi tâm đau cháu gái, mắt thấy tiêu phàm không vui, lập tức liền làm ra quyết định. Sau một lát, tiêu phàm cùng đủ mậu song song ra hiện tại thiên môn tổng đàn trên không, tổng đàn bố cục, vừa xem hiểu ngay. Thiên môn đệ tử đã bị quấy nhiễu, ao ao từ lúc ngồi mật thất chạy đến, ngẩng đầu trên lên nhìn quanh, nhìn thấy đứng ở tiêu phàm bên người đủ mậu, lập tức lại nguyên một đám kho người thi lễ, ao ao trở lại mật thất đi. Tiêu phàm ở giữa không trung chậm rãi phi hành, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay trái ngón cái rất nhanh tại ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út gian di động, miệng lẩm bẩm đang tại suy diễn thiên môn hộ phái đại trận. Cứ việc đủ mậu đối với cái này hộ phái đại trận uy lực cực kỳ tôn sùng, tại tiêu phàm trong mắt, cũng chỉ tầm thường mà thôi. Vô luận là trận pháp phức tạp trình độ có lẽ hay là phòng hộ uy lực, cũng không tính toán đặc biệt xuất sắc, so sánh với ngân cầu vòng tiên tử vạn hoa đại trận cùng với 36 cương sát đại trận muốn kém xa liễu tương đương. Trên cơ bản, cái này chính là một lược gia tăng biến hóa ngũ hành trận. Đủ tiền bối, cái này hộ phái đại trận, bố trí có hơn 3.000 năm đi à nha. Không lâu sau, tiêu phàm liền tại thiên môn tổng đàn trên không đã lách qua một vòng, một lần nữa trở lại trên mặt tú lâu không, định trụ độn quang, thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Xem ra, vấn đề căn nguyên xác thực ra tại đây hộ phái đại trận phía trên. Cái này hộ phái đại trận, mỗi qua một thời gian ngắn, ngũ hành phương vị đều sẽ phát sinh rất nhỏ biến hóa, căn cứ địa hạ linh mạch phương vị tiến hành thay đổi. Hiện tại canh kim phương vị, vừa vận chuyển qua xảo xảo cô nương nhà theo lâu phụ cận. Nếu như là những thứ khác phòng hộ đại trận, ngày bình thường cũng không mở ra, đảo cũng không sao. Hết lần này tới lần khác quý phái phòng hộ đại trận là thời thời khắc khắc đều toàn lực mở ra lấy đích, xảo xảo cô nương lại là hiếm thấy một phong linh thể, một thuộc tính linh căn vừa lúc bị canh kim lực khắc chế, lúc này mới gieo xuống bệnh căn. Tiêu phàm tay trái ngón cái vừa thu lại, đình chỉ suy diễn, chậm rãi nói ra, sắc mặt thập phần chắc chắn. Cái này, nguyên lai là thế này phải không? Cái kia tiêu đạo hữu còn có cách phá giải. Đủ mậu không hiểu trận pháp, nghe được mơ mơ màng màng đích, cái hiểu cái không. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đã biết được bệnh căn, luôn luôn ứng đối phương pháp đủ mậu không khỏi đại hỉ vội vàng nói chỉ cần tiêu đạo hữu có thể chỉ tốt tiểu bệnh của tôn nữ đủ mậu tất có giải báo thiên môn tuy nhiên không phải đại phái một chút lễ mọn vẫn có thể cầm được đi ra đích đủ tiền bối khách khí chúng ta hay là trước cho xảo xảo cô nương chữa bệnh a tiêu phàm mỉm cười nói đúng đúng tiêu đạo hữu thỉnh đủ mậu luôn miệng nói mặt mũi tràn đầy tươi cười thân thủ mời khách Đối với Tiêu Phàm khách khí đến thập phần. Chương 960, thuốc đến bệnh trừ. Bị Tiêu Phàm giáo huấn một lần về sau, Giang Còn Nguyệt ngược lại trung thực rất nhiều. Tuy nhiên trong lòng của hắn không phục lắm, không ngừng đối với chính mình nói, bất quá là cái trúc cơ kỳ tiểu bối mà thôi, có cái gì phải sợ hay sao? Lại chính là không dám lại có cái gì quấy nhiễu thoại ngữ. Nhìn về phía trên Tiêu Phàm không giống như là trang đích, tựa hồ thực sự thu thập năng lực của mình nhưng đây cũng chỉ là biểu hiện ra trung thực, Giang còn nguyệt một mực nghẹn lấy, đảo muốn nhìn cái này tiểu bối như thế nào cho đủ xảo chữa bệnh. Thứ này, nói được lại mơ hồ đều không dùng, nhìn thấy thực trương. Tiêu phàm dùng phương pháp xử lý cũng không phức tạp, chuyện thứ nhất chính là cho đủ xảo đổi chỗ ở. Theo canh kim phương vị đổi đến ất mộc phương vị. Cái kia cái phương vị đúng lúc là thiên môn tàng kinh các chỗ trên mặt đất, coi như là cơ mật trọng địa. Đủ mậu ra lệnh một tiếng, tàng kinh các chấp sự đệ tử một thời ba khắc liền thanh lý ra một gian khuê các đến thỉnh tôn tiểu thư vào ở lời nói thật nói đủ mậu cho đến tận này đối với tiêu phàm lần này lý do thoái thác đều có chút bán tín bán nghi kim châu thành nổi tiếng lang trung không ít không có người là như thế này chữa bệnh đích bất quá đủ mậu quyết định hết thảy theo như tiêu phàm phân phó làm việc chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của tôn nữ là được nếu thật là không có hiệu quả lại để ý tới đến lúc đó tự nhiên muốn cái này giả thần giả quỷ tiểu bối, hảo hảo cho mình một cái công đạo. Nhắc tới cũng kỳ, đủ xảo một trụ tiến cái kia bất ngờ lúc đằng ra tới khuê phòng, than chỉ sắc mặt liền hơi có chuyển biến tốt đẹp, trên hai gò má, hiện lên một đám khó được đỏ ửng cứ việc cực kỳ mỏng, đủ mậu có lẽ hay là liếc thấy được đi ra. Nhất là đủ xảo cặp kia mắt to đen nhánh ở phía trong, bực bội phiền muộn ánh mắt vì một trong trì hoãn. Xảo xảo, rất thoải mái sao đủ mậu nhịn không được nhập vào thân xuống dưới hỏi, thần thái có chút lo được lo mất. Ừm, đủ xảo nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt nhu hòa. Ta cảm thấy đắc, không có như vậy buồn bực đắc luống cuống. Đủ mậu đại hỉ, tiêu phàm mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại đã muốn có thể khẳng định, đủ xảo bệnh căn cũng là bởi vì pháp trận chi lực tương khắc mà rơi ở dưới. Hôm nay đem đủ xảo chuyển qua pháp trận ất mộc phương vị ở lại, pháp trận nồng đậm mục linh khí có thể đem nàng gặp trọng thương mục linh căn bản dần dần chữa trị, chỉ cần lại điều phối một ít chữa trị mục linh căn bản linh dược, cái này dây dưa nàng nhiều năm bệnh trầm kha tạp chứng, liền có thể bỗng nhiên mà càng. Đợi bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng mà an trí xong đủ xảo, tiêu phàm cái này mới một lần nữa tại đủ xảo trước giường ngồi xuống, rũi ra ba ngón tay, chậm rãi khoác lên nàng hết sức nhỏ nhỏ gầy trên cổ tay, tập trung tư tưởng suy nghĩ bắt mạch. Lần này bắt mạch tương đối nhanh chóng, hơi khoảnh, tiêu phàm liền ngẩng đầu lên, nói ra, đủ tiền bối, xem ra tại hạ chẩn đoán bệnh đúng vậy, xảo xảo cô nương bệnh căn đã muốn chẩn đoán chính xác không thể nghi ngờ. Cái kia, muốn hay không toàn diện khởi động đại trận, lại để cho nơi đây một linh khí càng đậm gốc chút ít. Tiêu phàm một chút vuốt cầm, nói ra, nếu như có thể nói như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng xảo xảo cô nương nằm trên giường quá lâu, thân thể cực kỳ suy yếu, còn cần trước điều trị thoáng một tí, ngang thể các hạng cơ năng lại khôi phục một ít, lại toàn diện khởi động đại trận, càng thêm ổn thỏa một ít. Hảo hảo, xin mời tiêu đạo hữu dùng dược. Tiêu phàm cười cười, nói ra, đủ tiền bối, chỉ sợ cần chư vị tạm thời làng tránh xuống. Hồi tránh, đủ mậu thoảng qua sướng sờ ngơ ngác một chút. Tiêu phàm không có làm nhâm giải thích thế nào, cứ như vậy đứng ở nơi đó, thân sắc bình tĩnh, tựa hồ chính hắn một yêu cầu là chuyện đương nhiên, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có giải thích tất yếu. Đủ mậu đảo cũng biết, một ít nổi tiếng lang chung là có cái này tật xấu, dùng dược thời điểm, không muốn có người đứng ngoài quan sát, tựa hồ là sợ hãi thủ đoạn của mình bị người đánh cắp sư học nghệ. Bất quá cái kia đều là rất nổi danh đại lang ở bên trong, coi như là bính lão tiên sinh, năm đó cũng không còn yêu cầu mình làng tránh. Nhưng lập tức, đủ mậu liền gật gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Trong lúc này, tự nhiên hết thảy đều nghe theo tiêu phàm phân phó. Đợi tất cả mọi người thối ra ngoài cửa, khuê các ở phía trong cũng chỉ còn lại có tiêu phàm cùng đủ xảo, đủ xảo im lặng mà nằm ở trên giường, ngửa mặt nhìn qua hắn, trong mắt to hơi một tia cảnh giác ý. Tuy nhiên hai người bọn họ một người là người bệnh một người là lang Trung, dù sao cô nam quả nữ, ở trung tại trong tĩnh thất, trong đầu tổng có một chút là lạ cảm giác. Tiêu phàm nhưng không có đi để ý tới nàng, tiện tay thả ra một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế rất đơn giản, đó là có thể đủ ngăn cách ngoại giới đối với nơi này thăm hỏi. Đương nhiên, đủ mậu là nguyên anh kỳ cao thủ, nếu như dụng thần niệm chi lực cưỡng ép đột phá lời mà nói, loại này đơn giản cấm chế giây phút gian cũng sẽ bị phá vỡ. Nhưng dưới mắt, tiêu phàm tin tưởng đủ mậu không có thể như vậy làm. Sau đó, tiêu phàm thủ đoạn một phen, một cổ nồng đậm vô cùng mộc linh khí, bỗng nhiên tràn ngập tại đây nho nhỏ trong không gian. Đủ xảo ánh mắt. Lập tức bị hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Nàng là hiếm thấy mộc phong linh thể, dưới mắt mộc linh căn bản bị hao tổn, càng là đối với mộc thuộc tính bảo vật có không giống tầm thường mẫn cảm. Tiêu Phàm trong tay, hiện ra một quả lớn bằng ngón cái màu tím tiểu trái cây, mùi thơm ngát xông vào mũi. T R U E N C U A T U I N E T. Đây là một quả từ tinh quả, cũng là Tiêu Phàm mạo hiểm đắc tội một gã nguyên anh tu sĩ phong hiểm lại để cho đủ mậu làng tránh nguyên nhân. Tử tinh quả chỉ có thể coi là thật là tầm thường linh quả, Kim Châu Thành cơ hồ từng y quán tiệm thuốc đều có bán ra. Nhưng tiêu phàm trong tay cái này khỏa, tử tinh quả, nhưng có chút đặc biệt, đã có vạn năm đã ngoài dược tính. Tử tinh quả không có cái khác đặc điểm, tự là có thể hấp thu một linh khí. Trồng mấy năm có thể thành tài, rất nhiều phương thuốc đan một giám vuông đều biết dùng đến loại dược liệu này, có không ít y quán tiệm thuốc đều đại lượng gieo trồng tử tinh quả. Có vài năm tự ngắt lấy đích, Vài thập niên ngắt lấy coi như là tỷ lệ tốt hơn, nếu như trên trăm năm dược tính, tương đối mà nói tự tương đối chân quý liễu tương đương. Đã ngoài ngàn năm tử tinh quả rất hiếm thấy. Kỳ thật không chỉ, mà còn là tử tinh quả như lần này, mặt khác linh dược, đã ngoài ngàn năm dược tính đều phi thường hiếm thấy. Bình thường có rất ít y quán chính mình tài bồi thời gian dài như vậy linh dược, chỉ có thể dựa vào theo dã ngoại đào bới. Mặc dù nói vây quanh Kim Châu Thành tạo thành một cái cực kỳ khổng lồ sản nghiệp liên hoàn dựa vào hái thuốc mà sống người vô số kể, tương đối càng thêm khổng lồ nhu cầu thị trường mà nói, đã ngoài ngàn năm linh dược thủy chung đều quý hiếm dị thương. Lại càng không cần phải nói vạn năm linh quả. Lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cả Kim Châu Thành Đô sẽ vì chi chấn động. Qua nhiều năm như vậy, Kim Châu Thành xuất hiện qua vạn năm linh dược cực kỳ thưa thớt, mỗi một lần hiện thế, đều sẽ khiến sóng to gió lớn. Tiêu Phàm tuy nhiên cũng không tiếc rẻ dùng nam cực tiên ông linh dược viên ở phía trong vạn năm linh dược cho những người khác chữa bệnh, lại cũng không muốn vì vậy mà khiến cho tu sĩ khác ngấp nghé. Đây là cái gì dược? Nằm ở giường bệnh thượng đủ xảo mở miệng hỏi. Hình như là tử tinh quả. Tiểu cô nương tuy nhiên không phải lang chung, nhưng bệnh lâu thành lương y, qua nhiều năm như vậy, phục qua không ít linh quả linh dược, ánh mắt có chút nhạy cảm. Tiêu Phàm cười cười, nói ra, xảo xảo cô nương, đây là đã ngoài ngàn năm dược linh tử tinh quả đối với người dưới mắt bệnh tình vô cùng có trợ giúp người phục đi xuống đi nói xong đem tử tinh quả giao cho trong tay của nàng tiêu tiên sinh người thật là một cái thần y tiểu cô nương đen lúng liếng mắt to yên lặng theo dõi hắn bỗng nhiên nói như vậy nói tiêu phàm tự cười nhẹ nói nói thần y chưa nói tới chính là đọc qua một vài sách thuốc mà thôi đủ xảo tự nhiên cười nói há mồm đem tử tinh quả nuốt xuống Nàng tuy nhiên nhận thức đây là từ tinh quả, dù sao không phải chân tránh lang chung, xác thực phân biệt không xuất thiên trời bẩn, nam linh dừa cùng vạn nam linh dừa cái kia rất nhỏ khác nhau. Ngàn năm tử tinh quả, còn không đến mức khiến cho quá lớn gợn sóng. Đợi cho đủ mậu lại đi tiến khuê phòng thời điểm, bị đủ xảo hồng diễm diễm sắc mặt sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ thấy tiểu cô nương dung quang tỏa sáng, hai má đỏ hồng, trên chóp mũi thậm chí chảy ra điểm một chút rậm rạp đổ mồ hôi, tinh thần trạng thái thật tốt, nếu như không phải như trước tinh xảo gầy yếu, chỉ sợ cũng không có người đem nàng trở thành người bệnh liếu tương đương. Tiêu đạo hiếu, cái này. Đủ mậu nhìn xem cháu gái, lại nhìn xem tiêu phàm, kinh ngạc đắc nói không ra lời. Ra ra, ta thiệt nhiều liếu tương đương. Đủ xảo khẽ cười nói, lòng tràn đầy su y gờ sứ y gờ. Đúng vậy a à, đúng vậy a à, ra ra thấy được, thấy được. Đủ mậu cao hứng vô cùng. Tiêu tiên sinh, thật là thần y cúng. Hơi khoảnh, đủ mậu đối với tiêu phàm giơ ngón tay cái lên, rất chân thành nói. Tiên sinh, sưng hô như vậy, cư nhiên bị một cái nguyên anh kỳ cao thủ dùng để tôn sưng một vị nhìn về phía trên chỉ có chút cơ kỳ tu vi tuổi trẻ hậu sinh, quả thực văn sở vị văn mới nghe lần đầu. Kim nhiễm giang còn nguyệt, hồ bân cả đám trợn mắt há mồm, nhìn về phía tiêu phàm trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc chi tình cùng kính sợ ý. Đủ tiền bối khen nhầm, không dám đương. Tiêu phàm vội vàng khiêm tốn mà cười một tiếng, sắc mặt lập tức lại ngưng trọng lên. Không dối gạt tiền bối nói, xảo xảo cô nương trước mắt tình hình này chỉ là tạm thời, dù sao bệnh trầm kha đã lâu, muốn tại ngắn ngủn trong vài canh giờ hoàn toàn khỏi hẳn, không đại khả có thể. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, có không ít lang chung dùng qua một ít không đúng chứng dược vật, đối với xảo xảo cô nương thân thể cũng có chút tổn thương, phải từng cái làm cho thẳng tới. Tại hạ dự tính, Xảo xảo cô nương muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất còn cần một năm đến năm thời gian, ta sẽ định kỳ tới phúc tra đích, căn cứ thực tế tình huống lại điều chỉnh dùng dược. Giang còn nguyệt khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, tiêu phàm nói những này lang băm bên trong, tự nhiên cũng kể cả hắn giang đại lang chung. Đây là tự nhiên, hết thảy đều đều nghe theo tiêu tiên sinh phân phó. Đủ mậu càng thêm khách khí, cười ha hả nói. Tiêu phàm có chút khom người, nói ra tiên sinh danh sưng xấu hổ không dám nhận, tiền bối có lẽ hay là xưng hô tại hạ danh tự tốt rồi. Nhìn ra được, đủ mậu đang đứng ở hưng phấn cực độ bên trong, lúc này miệng đầy, tiên sinh trường tiên sinh đoàn, đích, tất nhiên là rất để ý. Tiêu phàm nếu không phải khiêm tốn như vậy vài câu, đợi đủ mậu hưng phấn kinh, sức lực đi qua lại hồi tưởng lại, chỉ sợ muốn chú ý tiêu phàm thái độ liễu tương đương. Tại nơi này tôn ti cao thấp đẳng cấp xâm nghiêm tu chân giới, thái độ rất trọng yếu. Tiêu Phàm cũng không muốn làm cho người ta trị bệnh, lại ngược lại vô duyên vô cớ mà khiến cho một gã nguyên anh tu sĩ không khoái. Đây không phải có sợ không vấn đề, mà là không có lợi nhất. Ha ha, Tiêu đạo hữu quá khiêm tốn liễu tương đương. Cháu gái nhỏ nhiều năm bệnh trầm kha, một khi mà càng, tất cả đều là Tiêu đạo hữu công lao, lão phu cảm kích. Lão phu đã nói trước, nhất định sẽ nặng nề tạ ơn đạo hữu đích, đạo hữu nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, một chút linh thạch thiên môn vẫn phải có đủ mậu lòng tràn đầy vui mừng cao giọng nói ra tiêu phàm cười cười nói ra không dám nhận tiền bối tạ ơn tại hạ mới tới kim châu thành đối với trong thành hết thảy cũng không phải hết sức quen thuộc nghe nói thường cách một đoạn thời gian thành ở bên trong sẽ tổ chức to lớn bí mật giao dịch hội tại hạ rất muốn đi xem một chút lại khổ nổi không người dẫn tiến cái này hay xử lý tiêu đạo hữu yên tâm bao tại lão phu trên người tiêu phàm lời còn chưa dứt, đủ mậu đã muốn đập nổi lên bộ ngực, mặt mũi tràn đầy chân thành. Như vậy một vị tuổi trẻ thần y, đủ mậu cũng rất muốn cùng hắn giao hảo. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 960